chỉ riêng bản thân huyết linh mẫu đơn chính là đế giả, cũng đã đủ khủng bố. Cái gì, ngươi muốn khống chế ta? Điều đó không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không để cho một nhân loại khống chế mình. Huyết linh mẫu đơn lập tức cự tuyệt, bố trí linh hồn ấn ký trong linh hồn bổn nguyên của nàng, đến lúc đó nàng sẽ bị người ta chế trụ. Đây là điều nàng tuyệt đối không thể đáp ứng. Huống chi đối phương chỉ là một nhân loại nhỏ bé còn chưa đạt tới đế giả mà thôi. Không đồng ý sao, ta cũng không gấp. Tiểu hồn anh nói. Nhân loại, bằng không như vậy được không? Chuyện lúc trước ngươi làm tổn thương ta ta sẽ xóa bỏ. Ta cam đoan sau này sẽ không đối phó với ngươi nữa. Ngươi thả ta ra ngoài được không? Huyết linh mẫu đơn nói với Lục Lâm Thiên. Lúc đầu ta làm tổn thương ngươi cũng là do ngươi tự mình tìm lấy. Lại còn nói sau này không tìm ta tính sổ. Tiểu hồn anh nói. Ngươi chỉ có hai con đường, một là sống hai là chết. Tự mình nghĩ đi. Nhân loại vô sỉ, giảo hoạt gian trá. Huyết linh mẫu đơn mắng to. Thế nhưng ngươi cũng muốn tiến vào, cũng là do ngươi muốn đối phó với ta. Tiểu hồn anh nói. Ngươi. Huyết linh mẫu đơn nói không nên lời, ở trong bản thể cực lớn, huyết sát chi khí đã bị thôn phệ khá nhiều. Khí tức khủng bố bao phủ bản thể nàng, trong lúc vô hình khiến cho nàng không có cách nào nhúc nhích. Bản thể khổng lồ này giống như sắp bị đao mang cắn nuốt. A hát! Huyết linh mẫu đơn kêu lên một tiếng thảm thiết, nàng có thể cảm giác được bản thân mình không có cách nào trèo chống được, đao mang kia quả thực đáng sợ. Lục Lâm Thiên cũng đang khẩn trương chờ đợi, không biết huyết linh mẫu đơn này có thỏa hiệp hay không. Nếu như không có cách nào thỏa hiệp thì hắn cũng chỉ có thể nhịn đau để kim đao màu vàng diệt nó. Dù sao để nó ở trong đầu cũng không phải là chuyện an toàn. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng có chút kinh ngạc, kim đao màu vàng không ngờ lại không bổ một đao vào huyết linh mẫu đơn. Giống như là nó biết rõ tâm ý của Lục Lâm Thiên, quả thực Lục Lâm Thiên đang sợ kim đao màu vàng một đao bổ đôi huyết linh mẫu đơn. Vật thổ phỉ này cũng không bị hắn khống chế. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên tự nhiên cũng không muốn diệt huyết linh mẫu đơn, nếu giữ lại đối với hắn có sự trợ giúp cực lớn. Nhân loại, ngươi muốn bố trí linh hồn ấn ký trong đầu ta thì có thể. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện. Huyết linh mẫu đơn khẽ nói, thanh âm rõ ràng có thể nghe ra sự thỏa hiệp, bản thể khổng lồ lúc này đã bị kéo về phía kim đao màu vàng. Nói đi. Trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ động, có chút mừng rỡ. Sợ rằng lúc này đã có hy vọng thu phục huyết linh mẫu đơn. 1000 năm, ngươi chỉ có thể khống chế ta 1000 năm. 1000 năm sau ngươi phải thả ta rời đi, bằng không cho dù chết ta cũng sẽ không đồng ý để cho ngươi khống chế. Huyết linh mẫu đơn nói. Tốt, ta đồng ý. Lục Lâm Thiên không có chút do dự, từ khi hắn tu luyện cho tới bây giờ mới bao nhiêu năm a? 1000 năm là thời gian rất dài. Sau 1000 năm. Thực lực của hắn không biết đã tới mức nào, như vậy đã đủ rồi. Ngươi đồng ý thật sao? Huyết linh mẫu đơn có chút nghi hoặc, vừa rồi nàng cũng có ý nói ít một chút, 1000 năm đối với thời gian tu luyện dài dằng dặc của nàng cũng không dài. Giới hạn mấu chốt trong lòng nàng là 1000 năm, 1000 năm chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi. Nàng suy đoán nhân loại vô sỉ, giảo hoạt này nhất định sẽ cò kè mặc cả. 1000 năm đã đủ rồi, sau 1000 năm. Ta sẽ để cho ngươi tự do. Lục Lâm Thiên nói. Ta làm sao có thể tin tưởng được ngươi. Nhân loại các ngươi đều là loại người vô sỉ, giảo hoạt. Huyết linh mẫu đơn nói. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, bởi vì hiện tại ngươi không có lựa chọn nào khác. Lục Lâm Thiên nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi một lần. Huyết linh mẫu đơn nói. Đao mang quá mức kinh khủng, ta đã không có cách nào tiếp tục trèo trống. Trước hết ngươi cho ta trở lại bên trong phân thân của ngươi. Bằng không ta sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Không thành vấn đề. Trong không gian trong đầu, sát khí bàng bạc cùng với tàn hồn lần nữa ngưng tụ thành thân thể đại hồn anh, xuất hiện trước mặt huyết linh mẫu đơn. Siêu. Huyết linh mẫu đơn nhìn thấy đại hồn anh giống như là nhìn thấy cứu tinh. Tiếp đó hóa thành một đạo huyết sắc quang mang tiến vào trong cơ thể đại hồn anh, xuất hiện trong đầu đại hồn anh. Thân ảnh lóe lên. Hóa thành thân thể mềm mại lung linh kia, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Huyết linh mẫu đơn tiến vào trong đại hồn anh, áp lực lập tức biến mất, nhìn đao mang kinh khủng kia trong lòng nàng còn sợ hãi. Được rồi, bố trí một đạo linh hồn ấn ký trong linh hồn bổn nguyên của ta xem nào. Huyết linh mẫu đơn ngừng một lát, đứng ở trong không gian nói ra.
đường cong lung linh như ẩn như hiện trên thân thể mềm mại, khuôn mặt tuyệt mỹ, trong mi tâm có huyết khí lan tràn. Một đóa hoa mẫu đơn màu đỏ chợt xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Đóa mẫu đơn màu đỏ này toàn thân tràn ngập quang mang giống như là có máu tươi chảy xuôi, một cỗ huyết sát chi khí kinh khủng cùng với linh hồn bàng bạc lan tràn ra. Khiến cho thân thể đại hồn anh lúc này thoáng run rẩy. Cảm nhận linh hồn lực bàng bạc, đại hồn anh lập tức tự động thôn phệ, thế nhưng lại bị Lục Lâm Thiên áp chế. Tiểu hồn anh Lục Lâm Thiên hóa thành bộ dáng bản thể đi tới trước người huyết linh mẫu đơn. Nhìn bộ dáng của huyết linh mẫu đơn, trên người mặc một bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu động, cung trang bao phủ đường cong linh lung, nhìn qua càng lồi lõm, cũng tràn ngập sự mị hoặc. Mái tóc màu đỏ rũ xuống tới kiểu đồn ngạo nghễ, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai mắt đỏ tươi mang theo một cỗ linh vận. So với huyết mị còn hấp dẫn hơn. Trong lòng Lục Lâm Thiên không nhịn được mà cảm thán, huyết linh mẫu đơn này vô cùng kiều diễm, mị hoặc, lại cao quý mà trang nhãn, quả thực không kém Bạch Linh bao nhiêu. Mà ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía đóa mẫu đơn màu đỏ trên tay huyết linh mẫu đơn, nhìn đóa mẫu đơn màu đỏ này khiến cho trái tim hắn nhảy dựng lên. Toàn thân đóa mẫu đơn này giống như có huyết quang quanh quẩn, giống như bên trong có máu tươi lưu động. Lộ ra vẻ đẹp cao quý mà ưu nhã, khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải mê muội. Trong lúc vô hình, có năng lượng hội tụ tới. Linh hồn bổn nguyên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên kinh động, đây chính là linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn, giống như hồn anh của vũ giả và linh giả. Chỉ cần bố trí linh hồn ấn ký trên linh hồn bổn nguyên là có thể khống chế được huyết linh mẫu đơn. Huyết linh mẫu đơn là đế giả, người có tu vi linh tôn. Vũ tôn dưới tình huống bình thường muốn bố trí căn bản chỉ là chuyện hoang đường, viển vông, ngại mạng mình dài hay sao? Thế nhưng lúc này cũng không phải là tình huống bình thường, bây giờ là huyết linh mẫu đơn tự nguyên, vậy thì không giống nữa, không thể nghi ngờ còn dễ dàng hơn nhiều. Nhân loại, nhớ kỹ lời hứa của ngươi, ta chỉ ở bên cạnh ngươi 1000 năm. Huyết linh mẫu đơn nhắc nhở Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt đỏ như máu kia hiện lên khí tức hấp dẫn. Đó cũng không phải là huyết linh mẫu đơn cố ý, mà là sự hấp dẫn hồn nhiên thiên hành. Ta bắt đầu đây. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, tiểu hồn anh ngưng tụ thành bộ dáng bản thể, thủ ấn trong tay biến hóa, không gian chung quanh lập tức chấn động. Từng đạo thủ ấn biến hóa trong tay đại hồn anh, một đạo năng lượng linh hồn mang theo đồ án bí văn đánh ra, bàn tay khẽ bấm, tiếp đó rơi vào trong linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn. Siêu. Năng lượng linh hồn tạo thành đồ án bí văn. Khi tới gần huyết linh mẫu đơn lập tức hòa tan ra, tiếp đó tiến vào trong linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn. Phía trên linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn, lập tức rung rung, một cỗ khí tức huyết sát lan tràn ra. Linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn theo đó xoay tròn, có cảm giác khó có thể khống chế. Nhân loại, không phải ta cố ý, dù sao ngươi cũng chỉ mới là linh tôn mà thôi. Ngươi muốn bố trí ấn ký linh hồn trên linh hồn bổn nguyên của ta, sợ rằng khó làm được. Như vậy đi, coi như ngươi không bố trí được linh hồn ấn ký trên linh hồn bổn nguyên của ta. Ta cũng sẽ đi theo ngươi 1000 năm. 1000 năm về sau ta sẽ rời khỏi. Ta chính là linh vật trời sinh, không giống như nhân loại các ngươi, ta tuyệt đối giữ lời. Nhìn thấy cảnh này, thanh âm như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn vang lên, nói với Lục Lâm Thiên. Đáng tiếc ta không tin ngươi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, hắn không tin đây là do huyết linh mẫu đơn tình nguyện. Hắn muốn bố trí linh hồn ấn ký quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Linh hồn bổn nguyên của đế giả quả thực quá mức khổng lồ. Vậy ngươi có bản lĩnh thì cứ tiếp tục bố trí đi. Huyết linh mẫu đơn hừ một tiếng, thân thể mềm mại khẽ duỗi một cái, đường cong linh lung càng thêm bay bổng. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, xem ra hắn phải liều mạng mới được. Thủ ấn biến hóa, không có một chút áp lực gì, một cỗ khí tức linh hồn phô thiên cái địa lan tràn ra. Một cỗ khí tức mạnh mẽ hơn người có tu vi đồng cấp 10 lần lan tràn ra. Tăng thêm một cỗ tâm cảnh đế giả lan tràn ra, khiến cho cả không gian run lên. Siêu. Cùng một lúc, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, từng đạo năng lượng linh hồn mang theo đồ án bí văn, bị Lục Lâm Thiên không ngừng đánh vào trong linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn. Làm sao có thể, ngươi chỉ là một linh tôn mà thôi, tại sao ta lại cảm nhận được khí tức của đế giả? Linh hồn lực sao lại khủng bố như vậy? Khí tức linh hồn khủng bố cùng với tâm cảnh đế giả lan tràn, khiến cho huyết linh mẫu đơn biến sắc, đồng thời cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Trong không gian hư vô, hoàn toàn yên tĩnh,
tất cả mọi người bị trục xuất ra. Trong không gian bao la, một mảnh hải vực màu xanh bao la vô cùng vẫn đang không ngừng cuồn cuộn. Khí tức khủng bố khiến cho vạn vật không có cách nào tới gần cũng chỉ có thể kết cục bị hủy diệt. Mà lúc này trong không gian yên tĩnh chậm rãi xuất hiện không ít mây mù. Mây mù càng ngày càng nhiều, bao phủ không gian. Trên hải vực mênh mông, khổng lồ khôn cùng lần nữa có mây mù mênh mông, cuồn cuộn ngưng tụ, kéo tới. Mà khi biển mây này được hình thành lại không có bất kỳ ai nhìn thấy. Trong đám mây lặng lẽ xuất hiện một thân ảnh tập tễnh. Đạo thân ảnh tập tễnh này đạp không mà đứng, mây mù chung quanh chấn động, mang theo một cỗ khí tức cổ xưa, thê lương, nhìn như rõ ràng lại như ẩn như hiện. Đây là cửa thứ ba, hy vọng còn có thể cho ta kinh hỉ. Đợi nhiều năm như vậy hy vọng lần này có thể thành công. Thân ảnh tập tễnh này thì thào nói, thanh âm hư vô, mờ ảo quanh quẩn, coi như là có người nghe được tuyệt đối sẽ lầm tưởng là tiếng gió. Có thể thành công hay không thì phải xem cơ duyên và dũng khí. Lão giả tập tễnh nhìn biển lửa màu xanh ra trời, cánh tay khẽ vung lên cao. Gợn sóng không gian nhàn nhạt lan tràn, thân ảnh đột nhiên mất không thấy. Thân ảnh lão giả tập tễnh này biến mất không thấy, cả không gian to lớn như vậy giống như đông cứng lại. Tất cả bắt đầu yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm màu xanh trong không gian rít gào, thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Tại không gian trong đầu, tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên hóa thành bộ dáng bản thể, từng đạo thủ ấn trong tay mang theo năng lượng linh hồn bàng bạc lan tràn ra. Trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh, mỗi một đạo thủ ấn đá vào trong linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn đều khiến cho linh hồn bổn nguyên của nàng run lên. Lan tràn ra khí tức huyết sát cùng với sương mù màu đỏ. Thân thể mềm mại của huyết linh mẫu đơn đứng sau lưng Lục Lâm Thiên, trong mắt có chút kinh ngạc. Theo nàng biết, linh hồn lực của linh tôn nhân loại tuyệt đối không thể mạnh mẽ như vậy. Dường như có thể bố trí linh hồn ấn ký trên linh hồn bổn nguyên của nàng. Từng đạo thủ ấn đánh xuống, trên linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn, huyết sát chi khí run rẩy, năng lượng linh hồn khủng bố lan tràn ra. Bằng mắt thường có thể thấy được, lúc này trên linh bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn xuất hiện từng đoàn bí vân huyền ảo. Đi! Nhìn cảnh này, Lục Lâm Thiên không dám có chút buông lỏng nào, hít sâu một hơi. Linh hồn lực toàn thân run run, thúc giục tới mức tận cùng. Cả không gian lập tức run rẩy. Cùng lúc trong thủ ấn của Lục Lâm Thiên lần nữa có một đạo thủ ấn bằng linh hồn đánh vào trong linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn. Siêu! Trong nháy mắt, thân thể xinh đẹp của huyết linh mẫu đơn đột nhiên run lên. Ở trong linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn, bí vân huyền ảo theo đạo thủ ấn cuối cùng trong tay Lục Lâm Thiên đánh xuống giống như sống dậy, bên trên lan tràn ra quang mang bàng bạc mà huyền ảo, tựa như đồ án hoa sen bằng linh hồn tinh xảo. Trong nháy mắt xâm nhập vào bên trong linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn. Siêu! Thủ ấn Lục Lâm Thiên thu lại, khí tức trên thân thể do tiểu hồn anh ngưng tụ trở nên suy yếu. Dường như bởi vì bố trí ấn ký linh hồn so với đại chiến linh hồn còn mệt mỏi hơn. Quang mang huyền ảo biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân huyết linh mẫu đơn run lên, sau đó cũng không phục lại bình thường. Huyết linh mẫu đơn nhìn Lục Lâm Thiên, nhân loại trước mắt nàng khiến cho nàng kinh ngạc. Linh hồn lực cùng với tâm cảnh không phải người có tu vi đồng cấp có thể so sánh. Mệt mỏi quá, hy vọng ngươi có thể nhớ rõ hứa hẹn của mình. Huyết linh mẫu đơn thu hồi linh hồn bổ nguyên, lúc này linh hồn bổn nguyên bị nhân loại này bố trí linh hồn ấn ký, nàng không thể không nghe theo nhân loại này. Không cần nhắc nhở ta, ta bình thường sẽ không đồng ý với người khác chuyện gì. Thế nhưng phàm là chuyện ta đáp ứng nhất định sẽ làm được. Lục Lâm Thiên gật đầu. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Có huyết linh mẫu đơn ở bên người, sau khi hắn có thể thoát khỏi đây ra ngoài, không thể nghi ngờ bên cạnh lại có một cường giả khủng bố. Chỉ mong như vậy, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi 1000 năm. Thanh âm như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn vang vọng, thanh âm mang theo mị lực khiến cho linh hồn người khác bị ảnh hưởng. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt huyết linh mẫu đơn hiện lên sự nghi hoặc. Đúng rồi, ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tên U Minh kia vì sao lại không giết ngươi? Hay là ngươi có thể chạy thoát trong tay hắn? Thái cổ U Minh Viêm muốn ta chịu tải hắn ra ngoài, hình như đã bị ta diệt một đạo linh hồn phân thân, cho nên hiện tại chúng ta đang ở trong thế giới của Thái cổ U Minh Viêm, Thái cổ U Minh Viêm kia đang muốn luyện hóa ta. Lục Lâm Thiên vuốt mũi, vừa rồi hắn cũng không nói rõ với huyết linh mẫu đơn phai thật cũng không muốn để cho huyết linh mẫu đơn vì việc này mà cự tuyệt hắn bố trí ấn ký linh hồn. Cái gì?
chúng ta bị vây trong thế giới của gia hỏa u minh kia sao? Chúng ta không xong rồi. Nghe vậy huyết linh mẫu đơn so với Lục Lâm Thiên còn kinh ngạc hơn không ít, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đừng khẩn trương quá, hiện tại chúng ta còn chưa xảy ra chuyện gì. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, có kim đao màu vàng, Lục Lâm Thiên cũng không có chút lo lắng gì. Trừ phi là kim đao màu vàng đột nhiên đình công, vậy thì hắn mới xong đời. Chẳng lẽ là bên ngoài có bảo vật bảo vệ ngươi? Con mắt xinh đẹp, hấp dẫn màu đỏ của huyết linh mẫu đơn khẽ đảo, có chút thất thần. Nàng suy đoán nhân loại này sợ rằng có bảo vật bên ngoài bảo vệ bản thể, bảo vật kia quá mạnh mẽ khiến cho nàng có cảm giác không thể dung chuyển. Đúng vậy, bất quá bảo vật kia của ta, chỉ có thể bảo vệ chúng ta không bị luyện hóa. Hiện tại chúng ta cũng không có cách nào đi ra ngoài. Lục Lâm Thiên nói. Đây cũng chính là chuyện mà Lục Lâm Thiên cảm thấy bất đắc dĩ nhất. Nếu để lâu sợ rằng chúng ta khó có thể tránh khỏi kết cục bị luyện hóa. Gia hỏa U Minh Viêm Hỏa kia quá mạnh mẽ. Huyết linh mẫu đơn dường như cực kỳ kiêng kỵ với thái cổ U Minh Viêm. Các ngươi đều là linh vật trời sinh, đều là đế giả, vì sao ngươi lại e ngại thái cổ U Minh Viêm như vậy? Lục Lâm Thiên thu phục được huyết linh mẫu đơn. Vốn hắn còn nghĩ tới không biết huyết linh mẫu đơn có thể có biện pháp đối phó với thái cổ U Minh Viêm hay không, bởi vì dù sao cả hai đều là linh vật trời sinh, cũng để là đế giả. Cũng may Lục Lâm Thiên cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nếu như huyết linh mẫu đơn thực sự có biện pháp, vậy thì cũng không nhanh chóng trốn vào trong cơ thể đại hồn anh khi thái cổ U Minh Viêm vừa mới xuất hiện. Linh vật trời sinh cũng có mạnh có yếu, đế giả cũng có mạnh có yếu. Huyết linh mẫu đơn nhìn Lục Lâm Thiên. Khinh bỉ nói. Xem ra chuyện ngươi biết quả thực không nhiều lắm, không biết tại sao thực lực của ngươi lại mạnh như vậy, không ngờ lại có thể làm cho ta bị thương. Rất nhiều chuyện quả thực ta cũng không biết, ngươi có thể nói với ta một hai. Đặc biệt là chuyện về thái cổ U Minh Viêm kia. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đối với câu hỏi của huyết linh mẫu đơn, từ khi hắn ra đời cho tới nay cũng không bao lâu, có rất nhiều chuyện không biết cũng là bình thường. Huyết linh mẫu đơn liếc nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt cực kỳ hấp dẫn, nàng dịu dàng nói. Gia hỏa U Minh kinh khủng kia chính là linh vật trời sinh khủng bố tồn tại từ thời thái cổ, hình thái cực cao, so với bản thể trời sinh của ta đã mạnh hơn rất nhiều. Huyết linh mẫu đơn nói xong, nhìn qua Lục Lâm Thiên, giống như nhắc nhở Lục Lâm Thiên. Đương nhiên nói như vậy không phải nói ta sẽ chênh lệch với tên U Minh kia. Ta có rất nhiều thủ đoạn ngay cả U Minh cũng không có. Nhưng mà nếu như so sánh bản thể huyết linh mẫu đơn của ta đương nhiên không thể so sánh với bản thể thái cổ U Minh Viêm của hắn. Thời gian tu luyện của ta cũng không dài bằng hắn, tăng thêm thủ đoạn của ta, cũng không phải là không có sức liều mạng với hắn. Ta hiểu rồi. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, thái cổ U Minh Viêm và huyết linh mẫu đơn giống như là một vũ giả có công kích và bản thể cường giả và một linh giả tinh thông trận pháp vậy. Cả hai so sánh với nhau. Tăng thêm tu vi của vũ giả cao hơn, nếu như đối kháng thì linh giả sẽ là người chịu thiệt. Nếu như linh giả cũng ở cấp độ đó, vậy thì lại khác, cũng không nhất định sẽ chịu thiệt. Thế nhưng từ tình huống trước mắt xem ra thái cổ U Minh Viêm so với huyết minh mẫu đơn, thái cổ U Minh Viêm tuyệt đối cường hãn hơn nhiều. Huyết linh mẫu đơn nhìn thấy Lục Lâm Thiên gật đầu, cũng không quá xem thường nàng, lúc này mới thỏa mãn dịu dàng nói. Thái cổ U Minh Viêm tồn tại đã lâu. Trên phương diện tu vi hiện tại của hắn hiện tại nếu như so sánh với linh giả, vũ giả nhân loại các ngươi có thể tương đương với đế cấp cửu trọng đỉnh phong. Đế cấp cửu trọng đỉnh phong. Tâm tình của Lục Lâm Thiên vô cùng bình tĩnh, thế nhưng lúc này cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Đế cấp cửu trọng đỉnh phong, Lục Lâm Thiên không biết cấp độ kia kinh khủng, đáng sợ tới mức nào. Thế nhưng Lục Lâm Thiên có thể đoán ra được. Tôn cấp nhất trọng cùng với tôn cấp cửu trọng đỉnh phong mà nói chính là chênh lệch giữa trời và đất. Đế cấp và tôn cấp lại chính là cái rãnh mà hoàn toàn không có cách nào vượt qua. Mà đế cấp nhất trọng tới đế cấp cửu trọng, cấp độ càng cao, chênh lệch sợ rằng càng đáng sợ. Lục Lâm Thiên còn chưa tới đế cấp, thế nhưng chênh lệch trong đó Lục Lâm Thiên cũng có thể suy đoán ra. Đối với cường giả đế cấp cửu trọng đỉnh, Lục Lâm Thiên cũng không phải lần đầu tiên nghe nói tới. Lúc trước khi hắn còn là kẻ gà mờ, phụ thân Lục Trung từng nói qua, tổ tiên Lục gia chính là một vị gia nô của vũ đế cửu trọng. Vì vô tự thiên thư, vũ đế cửu trọng kia bị người khác vây công, chỉ có tổ tiên Lục gia và tổ tiên Triệu gia, hai gia nô chạy thoát, mà vô tự thiên thư cũng rơi vào trong tay Lục gia.
Huyết Linh mẫu đơn nhìn qua biểu lộ kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên sợ hãi, nàng nói tiếp. Thế nào, sợ rồi sao? Tên U Minh kia khủng bố vô cùng. Có gì mà phải sợ, dù sao hiện tại hắn cũng không có cách nào làm gì được ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, vũ đế cửu trọng cao tới mức không thể chạm tới, thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên không có một chút sợ hãi nào. Nhớ ngày đó còn là Vũ Vương, Vũ Tôn ở trước mặt hắn đều là tồn tại cao không thể với tới. Mà hiện tại hắn cũng chỉ còn cách đế giả một bước chân ngắn mà thôi. Hiện tại vũ đế cửu trọng đối với Lục Lâm Thiên mà nói, cũng cao không thể chạm tới, thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên không có bất kỳ một chút sợ hãi nào, sớm muộn gì sẽ có một ngày hắn có thể đạt tới một bước kia. Lá gan của nhân loại ngươi quả thực khá lớn. Huyết Linh mẫu đơn nhìn Lục Lâm Thiên, có chút kinh ngạc, ánh mắt lóe lên, nói. Trong nhân loại các ngươi, vũ đế chia làm nhất trọng tới cửu trọng. Bất quá trong linh vật trời sinh chúng ta đại khái chia làm ba cấp độ sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tu vi của tên U Minh kia đã sớm tới đế cấp hậu kỳ đỉnh phong. Lục Lâm Thiên có chút run sợ, thái cổ U Minh viêm kia khủng bố như vậy, ánh mắt rung động, nhìn qua Huyết Linh mẫu đơn rồi hỏi. Vậy tu vi của ngươi thì sao? Tới mức nào rồi? Ta chỉ vừa mới đột phá tới đế cấp không lâu, vẫn chỉ là đế cấp sơ kỳ mà thôi, bất quá ta chính là linh vật trời sinh. Thời kỳ toàn thịnh của ta đế giả nhân loại các ngươi vừa mới đột phá không phải là đối thủ của ta. Cho dù là thú tộc cũng vậy, so với thú tộc chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Huyết Linh mẫu đơn nói. Đúng rồi, có biện pháp nào đối phó với thái cổ U Minh viêm kia không? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Huyết Linh mẫu đơn, dù thế nào Huyết Linh mẫu đơn cũng là đế cấp, chỉ cần là đế cấp đã đủ khủng bố rồi. Huống chi là linh vật trời sinh giống như Huyết Linh mẫu đơn. Đối phó với U Minh, ngươi nói đùa sao? Huyết Linh mẫu đơn liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt hiện lên sự khinh thường, đối phó với U Minh, quả thực chính là nói đùa. Chẳng lẽ thái cổ U Minh viêm kia thật sự không có cách nào đối phó sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày. Coi như là có biện pháp đối phó, thực lực ngươi ngay cả đế giả cũng không có đạt tới, cũng đừng mơ tưởng. Thân ảnh xinh đẹp của Huyết Linh mẫu đơn đi đi lại lại mấy bước, nói. Chúng ta là linh vật trời sinh, khi hình thành linh trí, bẩm sinh đã có không ít tri thức thiên địa. Theo ta được biết bản thể thái cổ U Minh viêm của tên U Minh kia trong tất cả các loại linh vật trời sinh cơ hồ có cấp bậc cực cao, cực kỳ đáng sợ, nhược điểm bản thân rất ít. Coi như có nhược điểm cũng không phải là thứ mà ngươi có thể đối phó. Huống chi bây giờ chúng ta vẫn ở trong thế giới của U Minh. Ta biến rõ, ta nghĩ biện pháp khác vậy, ngươi ở đây chậm rãi khôi phục đi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, xem ra lần này phiền phức lớn rồi. Chậm đã. Ngay khi tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên định rời đi, Huyết Linh mẫu đơn dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đôi mắt hấp dẫn nhìn về phía Lục Lâm Thiên hỏi. Ngươi vừa nói ngươi diệt linh hồn phân thân của tên U Minh kia sao? Vậy thì sao? Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Ta thực sự không biết ngươi làm sao có thể tu luyện cho tới bây giờ. Huyết Linh mẫu đơn cực kỳ kinh ngạc nhìn qua Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp chớp động, lập tức nói nhỏ. Nếu thật là như vậy, thì ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách, chỉ là cơ hội quá mức xa vời. Biện pháp gì? Chỉ cần có biện pháp, đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói tuyệt đối là tin tức tốt. Huyết Linh mẫu đơn nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Tên U Minh kia bị phong ấn vô số năm tháng, tu vi cũng chịu ảnh hưởng lớn. Sợ rằng ngay cả 1/10 thực lực cũng khó có thể phát huy ra. Bằng không thì cũng sẽ không bị cấm chế trong không gian này ngăn cản. Chưa tới 1/10 sao? Nghe Huyết Linh mẫu đơn nói vậy, Lục Lâm Thiên có cảm giác giống như sấm sét giữa trời quan. Thái cổ U Minh viêm cường hãn như vậy, nếu như tu vi hiện tại vẫn không bằng 1/10 lúc toàn thịnh, nếu như là thời kỳ toàn thịnh thì không biết thái cổ U Minh viêm này rốt cuộc sẽ cường hãn đáng sợ tới mức nào. Trong lúc vô tình ngươi lại diệt một đạo linh hồn phân thân của U Minh, đối với tên U Minh này mà nói chính là muốn nửa cái mạng của hắn. Tăng thêm vốn hiện tại hắn cũng rất suy yếu, cho nên càng suy yếu thêm, thực lực nhất định giảm một mảng lớn. Huyết Linh mẫu đơn nói. Ý tứ của ngươi chẳng lẽ đó chính là cơ hội đối phó với thái cổ U Minh viêm sao? Trên mặt Lục Lâm Thiên xuất hiện sự sợ hãi và vui mừng. Nếu như thật sự đối phó với hắn thì ngươi đừng có mơ. Dùng bản thể của thái cổ U Minh viêm mà nói,
cho dù là đế cấp cửu trọng đỉnh phong trong nhân loại các ngươi có thực lực mạnh hơn Thái Cổ U Minh Viêm rất nhiều. Thế nhưng tuyệt đối khó có thể tiêu diệt được Thái Cổ U Minh Viêm. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Ta nói là một biện pháp khác. Ngươi không cần phải quanh co lòng vòng, nói mau đi. Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, Thái Cổ U Minh Viêm này hung hãn như vậy, cho dù có thực lực mạnh hơn cũng không thể diệt sát được. Hiện tại chúng ta đang ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, trong thế giới này là nơi U Minh mạnh nhất. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt màu đỏ chớp động, nói. Thế giới này là nơi U Minh mạnh nhất, đồng thời cũng là nơi yếu nhất. Đây cũng là cơ hội của chúng ta, hiện tại U Minh bị trọng thương, sợ rằng trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Muốn đối phó với hắn là cơ hội tốt nhất. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến động, nghe từng chữ trong miệng Huyết Linh Mẫu Đơn. Trong thế giới này, linh hồn bổn nguyên của U Minh cũng ở trong. Ngươi diệt linh hồn phân thân của U Minh, linh hồn bổn nguyên của hắn bị trọng thương. Tăng thêm bị phong ấn vô số năm, hắn vốn cũng không khôi phục. Nếu như lúc này ngươi có thể bố trí ấn ký linh hồn với hắn mà nói, ngươi có thể khống chế được hắn. Huyết Linh Mẫu Đơn do dự một lát, rồi mới nói ra lời này. Bố trí linh hồn ấn ký. Lục Lâm Thiên sững sờ nói. Không phải ngươi nói không có cách nào tiêu diệt tâm thần của hắn hay sao? Đừng quên hiện tại ngươi đang ở trong thế giới của U Minh, nếu là bên ngoài ngươi nhất định sẽ không làm được. Thế nhưng ở trong thế giới ẩn giấu linh hồn bổn nguyên của hắn thì lại khác. Huyết Linh Mẫu Đơn trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đi theo một kẻ gà mờ nhân loại như ngươi, thật không biết là phúc hay là họa của ta. Vậy mà cái gì cũng không biết, ngươi tu luyện tới bước này không có mấy ngàn năm cũng mấy trăm năm a. Tại sao lại cái gì cũng không biết thế chứ? Ngại quá, tổng cộng thời gian tu luyện từ trước tới nay cũng chỉ chừng 20 năm a. Lục Lâm Thiên cười yếu ớt, nếu như không tính thời gian ở thiên trụ giới, thời gian tu luyện của hắn tính toán ra quả thực chỉ hơn 20 năm mà thôi. Tiểu tử, người gạt ta đúng không? Huyết Linh Mẫu Đơn lập tức trừng đôi mắt tinh xảo, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lục Lâm Thiên. Tu luyện 20 năm đạt tới tôn cấp cửu trọng đỉnh phong. Tiểu tử này dường như là linh vũ song tu, điều này sao có thể? Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Lục Lâm Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta cũng không quá quan tâm việc này, hiện tại ta chỉ quan tâm sinh tử của ngươi. Nếu như ngươi chết, ta ở trong thế giới của U Minh cũng bị luyện hóa. Huyết Linh Mẫu Đơn kinh ngạc một hồi, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Hiện tại chính là lúc U Minh yếu nhất, linh hồn ngươi rất mạnh. Nếu như ngươi có thể đột phá đế cấp, đến lúc đó ta cũng khôi phục một ít, có thể giúp ngươi một tay. Quả thực có thể bố trí ấn ký vào trên linh hồn của U Minh, khi đó ngươi có thể khống chế hắn. Đột phá đế cấp. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lần này xem ra hắn cũng chỉ có thể đột phá đế cấp mà thôi. Cũng không biết có thể thuận lợi đột phá hay không. Đột phá đế cấp tuyệt đối không phải là chuyện bản thân hắn muốn là có thể đột phá được. Nếu như ngươi có thể đột phá đế cấp, tăng thêm ta tương trợ, đến lúc xóa đi linh hồn của U Minh, người cũng đạt được cơ duyên mà tất cả mọi người trên đời này đều mộng tưởng. Huyết Linh Mẫu Đơn cắn môi, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Cơ duyên gì? Trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ động, nhìn qua Huyết Linh Mẫu Đơn rồi hỏi. Xem ra ngươi còn không biết, ta cho ngươi biết cũng có thể, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta, về sau không được dùng biện pháp này đối phó với ta. Huyết Linh Mẫu Đơn có chút do dự. Bởi vì nàng cũng không muốn mình bị đối phó như vậy. Linh vật trời sinh đều không hy vọng mình rơi vào cái kết cục kia. Chuyện ta đã đồng ý thì vô cùng chắc chắn. Lục Lâm Thiên khẳng định với Huyết Linh Mẫu Đơn. Dù sao lần này vận khí của ta không quá tốt, rơi vào tay của ngươi. Huyết Linh Mẫu Đơn bất đắc dĩ nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Sau khi xóa bỏ ấn ký linh hồn của U Minh, ngươi đột phá đế cấp, ngươi cũng có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đem linh hồn phân thân dung nhập vào bên trong linh hồn bổn nguyên của U Minh. Tăng thêm ta nói cho ngươi biện pháp, ngươi có thể khiến cho U Minh trở thành hồn hỏa bổn mạng. Linh hồn phân thân của ngươi có thể hòa tan vào thành một thể với Thái Cổ U Minh Viêm. Huyết Linh Mẫu Đơn nói với Lục Lâm Thiên. Linh hồn phân thân của ta có thể hòa tan vào làm một thể với Huyết Linh Mẫu Đơn sao? Lục Lâm Thiên nghĩ lại bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy. Bản thân U Minh chính là linh vật trời sinh, bản thể chính là Thái Cổ U Minh Viêm, nếu như ngươi xóa bỏ linh hồn trên linh hồn bổn nguyên của hắn,
đem linh hồn phân thân của ngươi dung hợp với linh hồn bổn nguyên của hắn, về sau ngươi có thể triệt để khống chế linh hồn bổn nguyên. Hoặc là nói, chẳng khác gì ngươi đoạt xá thái cổ U Minh Viêm, về sau thân thể linh hồn phân thân của ngươi chính là thái cổ U Minh Viêm. Huyết Linh Mẫu Đơn nói ra từng chữ với Lục Lâm Thiên, nàng có chút sợ hãi sau khi Lục Lâm Thiên biết rõ biện pháp sẽ xóa bỏ linh hồn trên linh hồn bổn nguyên của nàng. Đem linh hồn phân thân của hắn hóa thành Huyết Linh Mẫu Đơn. Điều này có thể thành công sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên rung động, chuyện này nói ra khiến cho lòng người rung động. Đoạt xá linh vật trời sinh, đế giả có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân chính thức, là linh hồn phân thân chính thức cùng với bản thể độc nhất vô nhị. Nghĩ mà Lục Lâm Thiên cảm thấy hưng phấn, sau khi hắn đột phá đế cấp, linh hồn phân thân của hắn chính là thái cổ U Minh Viêm khủng bố, chuyện này quá khủng bố. Biện pháp này đây tuyệt đối là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên nghe thấy. Nhân loại không ngờ lại có thể đoạt xá linh vật trời sinh, nếu sau khi thành công. Lục Lâm Thiên nghĩ mà cảm thấy đáng sợ, linh hồn phân thân chính là thái cổ U Minh Viêm khủng bố, đến lúc đó linh hồn phân thân thúc dục ra thái cổ U Minh Viêm rốt cuộc sẽ khủng bố bực nào, đủ để làm cho bất luận kẻ nào run rẩy. Trên lý luận là có thể thành công, biện pháp này ta đoán chừng nhân loại các ngươi căn bản không biết. Nhân loại các ngươi muốn đoạt được linh vật trời sinh chúng ta đơn giản chỉ muốn bố trí linh hồn ấn ký để sử dụng mà thôi. Căn bản cũng không biết được có thể đoạt xá linh vật trời sinh như chúng ta. Khóe miệng Huyết Linh Mẫu Đơn nở nụ cười động lòng người, tiếp tục nói. Đương nhiên, linh vật trời sinh chúng ta đều có được thiên phú khủng bố, nhân loại các ngươi còn xa mới có thể so sánh được. Thú tộc cũng không thể so sánh được, trừ phi là một ít thú tộc đỉnh cấp. Thế nhưng thú tộc đỉnh cấp gặp gỡ linh vật trời sinh đỉnh cấp thì thiên phú lại không bằng. Nhân loại các ngươi muốn bố trí linh hồn ấn ký với linh vật trời sinh chúng ta đều là chuyện khó có thể làm được. Coi như là biết rõ biện pháp đoạt xá như vậy, cũng không nhất định có thể thành công. Nếu không có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vậy thì căn bản là chuyện không có khả năng. Cảm ơn ngươi, nếu như ta có thể thành công ta sẽ xem xét thả cho ngươi tự do sớm hơn. Lục Lâm Thiên nói với Huyết Linh Mẫu Đơn, nếu như hắn có thể thành công, thì quả thực phải cảm tạ Huyết Linh Mẫu Đơn này. Tuy rằng 1000 năm đối với ta không phải quá dài, nhưng mà vạn nhất ngươi thành công, có thể trả lại cho ta sự tự do, đó cũng là tốt nhất. Huyết Linh Mẫu Đơn nói xong, cúi đầu, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, cực kỳ hấp dẫn, khiến cho tim người ta đập thình thịch, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Biện pháp ta nói có lẽ cũng có thể thành công. Thế nhưng đối với ngươi mà nói, không nói trước tiên ngươi có thể mau chóng đột phá tới đế cấp hay không. Coi như là đột phá tới đế cấp thì cũng cực kỳ hung hiểm, nói không chừng sẽ khiến cho linh hồn phân thân của ngươi hóa thành cho tàn, thậm chí còn bởi vì như vậy mà chết đi. Cho nên tất cả phải xem vào ngươi. Ta biết, trên đời này không có chuyện không làm mà hưởng. Ta lần lượt đột phá cùng với thu hoạch cơ duyên đều phải trải qua sinh tử mới đạt được. Mới có thể đi tới ngày hôm nay. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự kiên nghị, thân thể linh hồn cũng lan tràn ra khí tức kiên nghị. Thật vất vả mới có biện pháp như vậy, lại có thể nhận được cơ duyên lớn lao như thế, giờ phút này đương nhiên Lục Lâm Thiên không thể buông tha. Nếu như thành công, đối với hắn mà nói, chính là một cơ hội lột xác. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn Lục Lâm Thiên, lúc này trên thân thể bằng linh hồn của nhân loại này khiến cho nàng cảm nhận được một cỗ khí tức khiến cho nàng run sợ. Khí tức này không liên quan tới tu vi, thế nhưng lại khiến cho nàng run sợ. Dường như giờ phút này nàng đã nhìn thấy tiềm chất của nhân loại này. Ta gọi là Lục Lâm Thiên, về sau ngươi có thể gọi tên của ta. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn qua Lục Lâm Thiên, mỉm cười, nói. Về sau cứ gọi ta là Mẫu Đơn, đây là cái tên ta vô cùng thích. Mẫu Đơn. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói. Ngươi trước tiên cứ ở nơi này khôi phục đi, ta thử xem có thể mau chóng đột phá đế cấp hay không. Dứt lời, thân thể hồn anh của Lục Lâm Thiên biến mất không thấy gì nữa. Mẫu Đơn ở trong không gian dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước một lát, sau đó lập tức khoanh chân bắt đầu điều tức. Kim quang bao phủ, hai mắt trên bản thể Lục Lâm Thiên mở ra. Trước người hắn vẫn là biển lửa màu xanh da trời nóng bỏng, kinh khủng kia. Hỏa diễm giống như sóng biển từng đợt. Từng đợt cuốn tới, đều bị đao mang màu vàng ngăn cản bên ngoài. Khiến cho thân thể hắn giống như một ngọn hải đăng ngoài biển. Đột phá đế cấp khó khăn bực nào a? Coi như là đột phá đế cấp,
muốn đem linh hồn dung nhập vào trong linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm tuyệt đối là một chuyện tìm chết. Lục Lâm Thiên thì thào nói, thế nhưng bây giờ căn bản hắn không có lựa chọn nào khác. Muốn rời khỏi nơi này thì cũng chỉ có thể tăng cường thực lực mà thôi. Còn phải sớm đột phá, bằng không đợi sau khi Thái Cổ U Minh Viêm khôi phục, tất cả đã không thể cứu vãn. Lục Lâm Thiên trầm tư một lát, lúc này hắn cũng chỉ có thể nếm thử đột phá đế cấp mà thôi. Tu vi vũ giả và linh giả của hắn đã nước chảy thành sông, trên lý luận muốn đột phá hẳn là có thể. Nếm thử đột phá vậy. Sau khi ổn định tâm thần, có đao mang màu vàng bao phủ thân thể, Lục Lâm Thiên cũng có thể an tâm tu luyện. Thời gian từ từ trôi qua, trong hư không bí cảnh xuất hiện thiên hỏa, mà thiên hỏa lại đang thôn vệ Lục Lâm Thiên và Linh Vũ Đại Đế, tin tức này dùng tốc độ giống như sấm sét lan truyền ra trên đại lục. Tăng thêm hư không bí cảnh đã đóng cửa, tất cả mọi người đều đang suy đoán, lúc này Lục Lâm Thiên chết không thể nghi ngờ, hoặc có lẽ hiện tại đã bị thiên hỏa thiêu đốt thành cho bụi. Lập tức toàn bộ linh giả và vũ giả trên đại lục đều đàm luận về tin tức này, một đám sơn môn đế đạo minh và thiên địa minh đều tiến vào trạng thái căng cứng. Trong phi linh môn, tất cả mọi người bàng hoàng và bi thống, trong đại điện, cơ hồ tất cả cường giả phi linh môn và đệ tử hạch tâm ngồi đó. Cả đám ngưng trọng, bọn họ đã nhận được tin tức trưởng môn bị thiên hỏa thôn phệ, mà ngay cả Linh Vũ Đại Đế cũng bị cắn nuốt. Trong đại điện, lúc này đường chủ sáu đường, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan cùng với đám người Xích Viêm, Huyết Mị, Hổ Viêm Thiên Vương đều đang ngồi đó. Bẩm phó trưởng môn, Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng tới. Trong đại điện yên tĩnh, đám người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh xuất hiện khiến cho mọi người bạo động. Lúc này mấy trăm đệ tử hạch tâm đều nhìn vào trên người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh, hy vọng biết rõ đáp án. Trước đó không lâu, thiên địa nhị lão và đám người sát phá quân trở lại phi linh môn, chỉ có bọn họ mới biết được tin tức của trưởng môn và Linh Vũ Đại Đế. Khấu Phi Yến, thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh ngồi trên chủ vị, ánh mắt ba người cực kỳ ngưng trọng. Chư vị, từ trong miệng băng mộc tôn giả chúng ta đã biết rõ mọi chuyện xảy ra. Khấu Phi Yến nhìn đám đệ tử hạch tâm cùng cường giả phi linh môn, ánh mắt biến ảo, nói. Trưởng môn và Linh Vũ Đại Đế quả thực đã bị thiên hỏa vây khốn trong hư không bí cảnh. Là thật. Nghe tin tức này, thân thể tất cả mọi người run lên, ánh mắt bắt đầu ảm đạm. Thiên hỏa kinh khủng, hư không bí cảnh cũng đã đóng, trưởng môn lần này lành ít dữ nhiều rồi. Cường giả như Linh Vũ Đại Đế cũng bị nhốt bên trong, hiện tại phi linh môn chúng ta phải dựa vào trưởng môn và Linh Vũ Đại Đế tọa chấn. Lúc này trưởng môn và Linh Vũ Đại Đế lành ít dữ nhiều, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thiên phú của trưởng môn Ngạo Nghễ Đại Lục, đây là lão thiên ghét kỳ tài a. Từng tiếng thấp giọng nghị luận, than thở vang lên trong đại điện. Bị thiên hỏa thôn phệ, hư không bí cảnh cũng đã đóng cửa. Kết cục như thế nào trên cơ bản trong lòng mọi người đều biết. Đây không chỉ là lành ít dữ nhiều, trên cơ bản đã không còn đường sống. Thực lực càng cao, càng biết hậu quả nghiêm trọng ra sao. Đám người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh đã sớm suy đoán ra cảnh tượng như hiện tại. Phi linh môn hiện tại giống như mặt trời ban trưa, lại nói, toàn bộ đều nhờ hai người này đương nhiên chính là trưởng môn Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên và Linh Vũ Đại Đế. Mà lúc này hai người đều ngã xuống. Đả kích này đối với tất cả mọi người trong phi linh môn có thể biết được. Mọi người bên ngoài nghe nói ba chữ phi linh môn phải e dè lại bởi vì có hai người này. Mà hiện tại hai người ngã xuống, chuyện này đối với tất cả người trong phi linh môn mà nói tuyệt đối là đả kích cực lớn. Chư vị, ta muốn nói hai câu. Lúc này trong đại điện, Lục Tiểu Bạch đứng dậy, mắt nhìn mọi người đang ảm đạm trong đại điện. Từng ánh mắt nhìn vào trên người Lục Tiểu Bạch. Địa vị ở phi linh môn Lục Tiểu Bạch cũng có địa vị cực cao. Nhìn qua mọi người, Lục Tiểu Bạch nói. Năm đó khi công tử nhà ta sinh ra, hoàn toàn chính là củi mục tu luyện, căn bản không có cách nào tu luyện. Luôn bị người trong tộc bắt nạt, mãi cho đến hơn chục năm sau, công tử đã dùng biện pháp dùng đao mổ trâu cắt tiết gà, biểu hiện ra thiên phú vũ giả tam hệ và thực lực kinh người, một lần biểu hiện tiến vào Vân Dương Tông. Nghe Lục Tiểu Bạch nói. Sắc mặt mọi người khẽ đổi, có ít người đã biết rõ việc này. Chuyện của Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên trên đại lục đã sớm có không ít phiên bản, thân là người phi linh môn mọi người cũng biết quan hệ của trưởng môn và Lục Tiểu Bạch.
lúc này lời của Lục Tiểu Bạch nói tuyệt đối là chân thật nhất. Trên đường công tử đi tới Vân Dương Tông gặp phải hiểm cảnh, rơi xuống vách núi vạn trượng. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng công tử nhà ta hẳn sẽ chết chắc. Vân Dương Tông cũng phái người tìm, cũng không có một chút kết quả nào. Suốt thời gian 3 năm, người của Vân Dương Tông cũng đã cho rằng công tử chết rồi. Thế nhưng 3 năm sau, công tử nhà ta lần nữa trở lại Vân Dương Tông. Lục Tiểu Bạch tiếp tục nói. Không lâu về sau công tử nhà ta trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, dùng tu vi vũ tướng vượt qua vũ xuất, một lần hiển uy đoạt lấy quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn, thời điểm này người ta mới biết rõ công tử nhà ta không phải là vũ giả tam hệ, mà căn bản chính là vũ giả ngũ hệ, vũ giả toàn hệ A. 3 năm này ta cũng biết rõ, trưởng môn mất tích 3 năm, ngay tại cổ vực. Tâm Đồng tiếp nhận phi linh môn của phụ nhân nàng, cũng thời điểm này ta bị tiểu tử kia lừa gạt tới phi linh môn, cho tới bây giờ trở thành cung phụng của phi linh môn, đồng thời còn nhận Tâm Đồng làm đệ tử. Mấy người cũng đã đặt chân lên linh tôn nhất trọng. Đông Vô Mệnh cảm thán nói, nếu không phải có quyết định khi trước, sao hắn có thể có được thành quả như ngày hôm nay, có được địa vị mà chỉ cần dậm chân cũng khiến cho cổ vực chấn động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Tiểu Bạch tiếp tục nói. Trước Vân Dương Tông, công tử rớt xuống vách núi vạn trượng không chết. 3 năm sau lần nữa xuất hiện, ở trong huyền thiên bí cảnh, công tử lại bị nhốt, lúc trước tất cả mọi người đều nói công tử chết. Thế nhưng công tử nhà ta lại không chết. Trong thi đấu chọn ra thập đại cường giả trẻ tuổi, công tử nhà ta lần nữa biểu hiện kinh người, đột phá vũ vương, dùng một địch chín, hiện ra linh vũ song tu, đoạt được vị trí thứ nhất. Trở thành đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi trên đại lục. Lục Tiểu Bạch nói xong, ánh mắt kích động tới run rẩy, đây là thành tích vang vọng đại lục của công tử nhà hắn. Hiện tại đã trở thành truyền thuyết trên đại lục. Nghe Lục Tiểu Bạch nói, từng ánh mắt cực kỳ kích động, máu tươi sôi trào, thân là đệ tử hạch tâm phi linh môn, đây cũng chính là chỗ mà bọn họ cảm thấy tự hào. Trong Thanh Long hoàng tộc, trưởng môn lĩnh ngộ thuộc tính mới trên Thanh Long đỉnh, khiến cho thiên địa sinh ra dị tượng. Thiên Độc Yêu Long đứng lên nói. Trong Độc Cô gia tộc, ca ca lĩnh ngộ vũ khí thiên cấp, Độc Cô Trường Phàm, người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của Độc Cô hoàng tộc, cùng với Bắc Cung Ngọc của Bắc Cung hoàng tộc liên thủ, đều không thể chịu nổi một kích trong tay của ca ca. Nhưng vào lúc này, ngoài đại điện vang lên một thanh âm nhẹ nhàng, thân ảnh lóe lên, đã đi tới đại điện. Chúng cường giả đang ngồi không có bất kỳ ai có thể cảm nhận khí tức tới gần. Đại tiểu thư, nhìn thấy người tới, trên đầu là mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt tuyệt mỹ, trong đôi mắt đen nhánh có một cỗ khí thế vô hình khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bộ váy dài màu trắng nhạt bao phủ thân thể lung linh, đường cong mềm mại. Người này không phải là ai khác mà chính là Lục Tâm Đồng mới từ Chu Tước Hoàng tộc trở về. Chư vị, chuyện ca ca và Nam Thúc, Tiểu Long ta đã nghe Chu Tước Hoàng tộc nói qua. Chu Tước Hoàng tộc, Thanh Long Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc, Bạch Hổ Hoàng tộc, còn có Độc Cô Hoàng tộc, Bắc Cung Hoàng tộc đang suy nghĩ biện pháp. Trong hai mắt của Lục Tâm Đồng hiện lên sự tỉnh táo, một cỗ khí thế lan tràn khiến cho tất cả mọi người ở trong đại điện cảm thấy áp lực vô hình. Lúc này Lục Tâm Đồng không còn là tiểu nha đầu đáng yêu khi trước nữa. Danh tiếng Độc Linh Ma Nữ cũng đủ khiến cho cường giả trên đại lục nghe thấy tên mà sợ mất mật. Chư vị, ca ca bị nhốt ở trong thiên hỏa thì có sao? Ca ca lần lượt vượt hiểm cảnh, mỗi một lần đều là đại nạn mà không chết. Lần này cũng vậy, phi linh môn sẽ không ngã xuống. Ca ca và Nam Thúc tạm thời không có mặt ở đây thì có Lục Tâm Đồng ta. Đại ca ta đang khôi phục trong Chu Tước hoàng tộc. Thánh thủ linh tôn tiền bối cũng đang khôi phục. Còn có cường giả thánh linh giáo, các ngươi có hiểu ý ta hay không? Lục Tâm Đồng dứt lời, đôi mắt xinh đẹp đảo qua đám người trong đại điện, trên dung nhan tuyệt mỹ lan tràn ra khí thế khiến cho lòng người rung động. Một cỗ khí tức linh tôn cửu trọng lan tràn ra. Đại tiểu thư đột phá linh tôn cửu trọng. Cảm nhận khí tức kinh người trên người Lục Tâm Đồng, ánh mắt mọi người run lên, tốc độ đột phá quá nhanh a. Đại tiểu thư, chúng ta hiểu rồi, trưởng môn nhất định không có việc gì. Chúng cường giả hạch tâm phi linh môn đứng lên nói, trưởng môn mấy lần biến mất, đều không vẫn lạc giống như trong lời đồn, lần này tuyệt đối cũng sẽ không. Mà bây giờ mọi người đều hiểu rõ, phi linh môn coi như là tạm thời không có trưởng môn và linh vũ đại đế tọa chấn, thế nhưng mà còn có đại tiểu thư, đại thiếu gia ở đây. Thánh thủ linh tôn đang trong lúc khôi phục, thánh linh giáo cũng có cường giả chuẩn đế.
Hiện tại phi linh môn không còn giống khi trước, chỉ cần lặng lẽ chờ tin tức của trưởng môn là được rồi. Trong khoảng thời gian này nhất định thiên địa minh sẽ có động tác. Chúng ta cẩn thận một chút, phải ổn định Đông Hải trước. Lục Tâm Đồng nhìn mọi người nói. Hiện tại phân phó xuống dưới, trong khi đợi ca ca ta trở về, ta không hy vọng phi linh môn sẽ náo loạn. Vâng, đại tiểu thư. Chúng đệ tử hạch tâm phi linh môn cáo lui, tất cả mọi người không phải là không lo lắng. Nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu rõ, phi linh môn còn có cường giả, còn có không ít cường giả đủ để khiến cho đại lục rung động. Mà mấy lần trưởng môn đều có thể tìm được đường sống trong hiểm cảnh. Lần này sẽ thế nào, không ai có thể nói chắc chắn được. Tâm Đồng không còn giống khi trước nữa. Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, bọn họ biết Tâm Đồng đã không còn giống như khi trước, trong lúc bất chi bất giác đã có thể đảm đương trọng trách. Một lát sau, trong đình viện phía sau núi, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lục Tâm Đồng, Sát Phá Quân, Khẩu Phi Yến, Hắc Vũ, Lục Tiểu Bạch và một ít người có mặt. Tâm Đồng, còn lại đột phá lúc nào vậy? Đông Vô Mệnh hỏi Lục Tâm Đồng. Hắn nhớ rõ trước khi đi Chu Tước Hoàng tộc ái đồ của hắn chỉ là linh tôn bát trọng mà thôi. Không ngờ lúc này mới có mấy tháng khi trở về đã là linh tôn cửu trọng. Tăng thêm thanh lôi huyền đăng và một số thủ đoạn khác, sợ rằng lúc này Lục Tâm Đồng đã có thể chiến một trận với cường giả chuẩn đế. Trong thánh địa của Chu Tước Hoàng tộc, còn trợ giúp đại ca chữa thương, cho nên cũng đạt được cơ duyên trong Chu Tước Hoàng tộc, có được không ít chỗ tốt. Lục Tâm Đồng nói, hiện tại Dương Quá thế nào rồi? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hỏi. Đại ca đã không còn gì đáng ngại, đang trong quá trình khôi phục. Nói không chừng sau khi khôi phục cũng có thể nhận được chỗ tốt. Thánh địa của Chu Tước Hoàng tộc không phải là nơi bình thường. Lục Tâm Đồng nói, nàng ở trong thánh địa Niết Bàn Dục Hỏa, linh hồn dường như được gột rửa, lớn mạnh không ít. Mà ở trong không gian kia thậm chí còn có một loại năng lượng quỷ dị. Nếu không phải nàng không thể ngây ngốc quá lâu trong thánh địa Niết Bàn Dục Hỏa kia thì nàng nhất định sẽ còn nhận được không ít cơ duyên. Chỉ tiếc ở trong thánh địa Niết Bàn Dục Hỏa kia, Chu Tước Hoàng tộc không cho bất luận người ngoài nào đi vào. Có thể để cho đại ca vào chữa thương đã là nể mặt đại công chúa Long Bích Hàm của Thanh Long Hoàng tộc lắm rồi. Vậy là tốt rồi. Đông Vô Mệnh gật đầu, tốt xấu gì Dương Quá cũng đã không còn vấn đề quá lớn. Phá Quân Sư Huynh, đại ca và Nam Thúc xảy ra chuyện gì? Huynh có thể nói rõ cho muội biết được không? Lục Tâm Đồng nhìn Sát Phá Quân ngưng trọng hỏi. Từ trong miệng Chu Thần Hy biết được chuyện xảy ra trong hư không bí cảnh, nàng còn chưa hỏi kỹ đã vội vã trở về rồi. Sát Phá Quân đem mọi chuyện đại khái nói ra, vừa vặn người rời khỏi đó cuối cùng khi Lục Lâm Thiên, Nam Thúc, Tiểu Long bị nhốt chính là hắn. Việc này cũng chỉ có hắn là người biết rõ nhất. Ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Thiên hỏa thì làm sao chứ, không nhất định có thể vây khốn ca ca. Lục Tâm Đồng nắm chặt đôi tay trắng như ngọc, nàng tin rằng ca ca mình nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta cũng tin Lâm Thiên nhất định sẽ bình yên trở về. Lâm Thiên không phải là người bình thường. Sát Phá Quân nói. Phá Quân sư huynh, sư phụ huynh thế nào rồi? Lục Tâm Đồng hỏi. Sư phụ đã bế quan, lão nhân gia bị huyết linh mẫu đơn trong hư không bí cảnh làm ảnh hưởng. Bị nhốt vài thập niên, tình huống không quá tốt, thế nhưng vài thập niên này đối với lão nhân gia cũng coi như tôi luyện tâm cảnh. Xem như gặp họa đắc phúc, đồng thời còn nhận được một ít cơ duyên. Tăng thêm lại dùng một khỏa đan dược đế phẩm, nếu như có thể thuận lợi khôi phục, sợ rằng sẽ lập tức đột phá. Sát Phá Quân nói. Trong sơn mạch liên miên, từng ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn phía xanh biếc. Từ trên đỉnh núi nhìn lại, mây mù lượn lờ, có cảm giác mờ ảo. Lục Lâm Thiên chết chắc rồi, lần này nhất định tiểu tử này chết chắc. Trong một đình viện trên núi, Gia Cát Tử Vân nhận được tin tức của Lục Lâm Thiên lập tức vui vẻ. Đây chính là chuyện mà khiến cho hắn cao hứng nhất nhất trong những năm gần đây. Đây cũng là chuyện mà hắn nằm mơ cũng muốn xảy ra, mà bây giờ rốt cuộc đã trở thành sự thật. Hiện tại cũng còn không có cách nào xác định, hư không bí cảnh đóng cửa. Minh chủ tứ đại thú tộc, tộc trưởng mới của Thanh Long Hoàng tộc cũng bị vây khốn bên trong. Tứ đại thú hoàng tộc cùng Độc Cô gia tộc, Bắc Cung hoàng tộc sợ rằng nhất định sẽ nghĩ biện pháp, cho nên phải đợi tin tức mới có thể biết được. Gia Cát Tây Phong nói, khẽ phe phẩy cái quạt, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Bị thiên hỏa vây khốn, còn không chết sao? Hết cách xoay chuyển,
Lục Lâm Thiên này có 9 cái mạng sợ rằng cũng không đủ chết. Gia Cát Tử Vân cười lạnh, Lục Lâm Thiên này sau khi tiến vào cổ vực vẫn đè trên đầu hắn, Lữ Tiểu Linh vốn là của hắn, thế nhưng cũng bị Lục Lâm Thiên kia cướp đi. Linh Vũ song tu, vũ giả toàn hệ, lĩnh ngộ thuộc tính mới thì làm sao? Vẫn chết trước mắt hắn a. Ta đoán có lẽ là chết chắc, thiên hỏa đã đạt tới đế cấp, nghe nói Lục Lâm Thiên không chỉ đỡ Upsilon.NG tới thiên hỏa mà còn có huyết linh mẫu đơn đế cấp. Tuyệt đối khủng bố. Trong lòng Gia Cát Tây Phong suy nghĩ, theo phỏng đoán của hắn, Lục Lâm Thiên này tuyệt đối chết chắc, nếu lúc này Lục Lâm Thiên còn không chết thì quả thực chính là nghịch thiên. Phụ thân, Lục Lâm Thiên này chết chắc rồi, chúng ta cũng nên báo thù được rồi. Lục Lâm Thiên cùng với Linh Vũ Đại Đế kia chết trong hư không bí cảnh, Phi Linh Môn và Đế Đạo Minh sợ rằng cũng không tạo ra sóng gió gì. Lúc này không đứng dậy, không diệt Phi Linh Môn thì còn đợi tới khi nào? Trong mắt Gia Cát Tử Vân lan tràn ra sát ý, nhiều năm bị vũ nhục và chịu áp lực như vậy, nhất định lần này phải đòi lại. Coi như là Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên Môn hắn cũng không thể buông tha. Nữ nhân bên người Lục Lâm Thiên đều là nữ tử tuyệt sắc thiên địa hiếm thấy, nếu như hắn có thể đoạt được thì tốt rồi. Gia Cát Tây Phong đánh gãy mộng tưởng của Gia Cát Tử Vân, nói. Hiện tại không được gấp, đợi sau khi có tin tức rồi nói sau. Thiên địa minh cùng các sơn môn các vẫn còn đang chờ tin tức, đến lúc đó sẽ sắp xếp. Lục Lâm Thiên vừa chết, Đế Đạo Minh cũng không đáng lo nữa. Con không chờ được, ngày hôm đó đến nhanh hơn một chút đi a. Sát ý trong mắt Gia Cát Tử Vân bắn ra, thế nhưng tâm tình thì không tệ một chút nào, cho nên hiện tại hắn định đi tìm nữ nhân chúc mừng một chút. Đến lúc đó nếu như có thể thu lấy nữ nhân của Lục Lâm Thiên thì quả thực là một chuyện đáng mừng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong không gian tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng màu xanh da trời, quanh thân Lục Lâm Thiên được đao mang màu vàng bao phủ, đồng thời bên trong còn có quang mang quanh quẩn. Phù! Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại, hai con mắt đen láy mở ra, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Hắn muốn thử đột phá, thế nhưng lại phát hiện ra hơn 10 ngày cũng không hề có động tĩnh gì. Căn bản không có dự cảm sẽ đột phá, cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Chuyện đột phá căn bản không có cách nào cưỡng cầu, đây không phải đột phá mấy trọng, giai vị, hoàn toàn cần dựa vào cơ hội. Không có cơ hội đột phá cho dù thử thế nào cũng không có cách nào. Nên làm gì bây giờ? Ánh mắt Lục Lâm Thiên có chút ngưng trọng, trong đầu suy tư. Không có cách nào đột phá đế cấp sợ rằng tình huống sẽ không ổn, ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Thái Cổ U Minh Viêm là thiên hỏa, không biết. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, bỗng nhiên nhớ tới Tam Thần Thiên Biến Quyết, tầng thứ hai địa hồn biến của Thiên Biến Chi Hồn cần phải dùng thiên hỏa phối hợp với đan dược rèn luyện linh hồn. Thái Cổ U Minh Viêm này chính là thiên hỏa, Lục Lâm Thiên hiện tại suy nghĩ, có lẽ hiện tại hắn nên rèn luyện linh hồn, tu luyện địa hồn biến của Tam Thần Thiên Biến Quyết. Chỉ là hiện tại cũng có không ít vấn đề, đầu tiên Lục Lâm Thiên hiểu rõ, Thiên Biến Chi Hồn có 3 tầng, nhân hồn biến, địa hồn biến cùng thiên hồn biến. Nhân hồn biến cần tu luyện trong núi lửa vạn năm, địa hồn biến thì cần thiên hỏa rèn luyện, bây giờ hắn chưa từng tu luyện qua tầng thứ nhất là nhân hồn biến. Mà lại tu luyện tầng thứ hai, làm như vậy có vấn đề gì hay không, Lục Lâm Thiên cũng không quá rõ ràng. Mà đổi lại thứ khiến cho Lục Lâm Thiên lo lắng nhất chính là Thái Cổ U Minh Viêm này hắn cũng không có cách nào đỡ Upsilon.NG chạm vào. Nếu như hồn anh chạm vào thì hậu quả khó lường, dùng thiên hỏa rèn linh hồn. Lục Lâm Thiên cũng không biết là kẻ nào nghĩ ra được chuyện này, không sợ linh hồn tan thành mây khói hay sao. Thế nhưng hiện tại cũng không phải là đang hoài nghi, dù sao hiện tại hắn đã tu luyện thành bất tử địa linh thể của bất tử thần thể, nếu như có thể tu luyện tới nhân hồn biến hoặc địa hồn biến mà nói, hắn có thể thi triển ra thủ đoạn ảo diệu của Tam Thần Thiên Biến Quyết, chỉ là hiện tại tu luyện có chút khó khăn. Thăm dò một chút cũng tốt. Sau khi cân nhắc thật lâu, Lục Lâm Thiên quyết định cắn răng thử một lần, dù sao hiện tại hắn cũng không có cơ hội đột phá, coi như là sau khi đột phá đế cấp, linh hồn phân thân còn phải dung hợp với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Cũng đều nguy hiểm và khủng bố như vậy, còn không bằng hiện tại hắn cho hồn anh của mình tiếp xúc nhiều với Thái Cổ U Minh Viêm một chút. Nói không chừng sau khi đột phá thành đế, linh hồn phân thân và linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm dung hợp sẽ dễ dàng hơn một chút. Về phần không tu luyện nhân hồn biến mà tu luyện địa hồn biến, Lục Lâm Thiên cũng có cân nhắc qua. Hiện tại hắn đã có bất tử địa linh thể, linh hồn lực cũng không tệ.
Lúc này trước mặt thiên hỏa, tình thế bức bách cho nên cũng chỉ có thể thử một lần. Có thành công hay không lúc đó nói sau, cũng chỉ có thử qua mới biết được. Sau khi quyết định, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện khỏa đan dược khiên bách biến giao cho hắn, đây chính là đan dược sử dụng khi tu luyện nhân hồn biến. Nhìn qua hộ hồn đan tu luyện nhân hồn biến, lúc này Lục Lâm Thiên biết rõ mình muốn tu luyện địa hồn biến, tu luyện địa hồn biến phải dùng đan dược phối hợp mạnh hơn, cấp độ so với hộ hồn đan này nhất định phải cao hơn. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng lười do dự, cứ nếm thử một chút rồi nói sau. Lục Lâm Thiên phục dụng hộ hồn đan trong tay, đan dược tiến vào miệng lập tức hóa thành một cỗ năng lượng bàng bạc lan tràn vào trong đầu, giống như một dòng nước nhỏ, dùng phương thức quỷ dị bao phủ tiểu hồn anh trong đầu hắn. Dưới sự bao phủ của đám năng lượng quỷ dị này, tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên run lên, một mùi vị giống như kẹo bạc hà lan tràn trong miệng Lục Lâm Thiên. Năng lượng mát lạnh bao phủ tiểu hồn anh, Lục Lâm Thiên do dự một chút. Đan dược cũng đã dùng, tên đã lên đây không thể không bắn, tiểu hồn anh từ trong mi tâm lập tức phóng ra. Tiểu hồn anh cùng với bản thể Lục Lâm Thiên giống nhau như đúc, có chăng lúc này chỉ là một Lục Lâm Thiên thu nhỏ mà thôi. Tiểu hồn anh vừa mới xuất hiện, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, tiếp đó bắt đầu tới biên giới được đao mang màu vàng bao phủ. Tiểu hồn anh ngưng tụ một đạo linh hồn lực nhỏ, trên đạo linh hồn lực này cũng được một đoán năng lượng màu trắng bao phủ. Siêu! Đạo linh hồn lực này chậm rãi từ trong đao mang màu vàng xuyên thấu ra, từ từ trong đao mang màu vàng bao phủ đi ra bên ngoài không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh. Lập tức bị hỏa diễm màu xanh khủng bố bao phủ. Ồ! Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị tâm lý đạo linh hồn lực này của hắn sẽ tan thành mây khói, thế nhưng hắn lại bất ngờ phát hiện ra, một cỗ nhiệt độ kinh khủng lập tức cuốn về phía hắn, nhiệt độ khủng bố, thế nhưng lại bị đoàn năng lượng giống như hơi nước kia ngăn cách ở bên ngoài. Nhiệt độ cao khủng bố này không ngờ lại bị ngăn cản, nhiệt độ cao tuy rằng khủng bố, đốt cháy khiến cho linh hồn đau đớn, thế nhưng vẫn còn có thể kiên trì. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Đây nhất định là tác dụng của hộ hồn đan. Cấp độ của hộ hồn đan này không cao, thế nhưng dường như lại có thể chống lại nhiệt độ cao khủng bố này, không ngờ lại có thể bảo vệ được hồn anh của hắn. Có lẽ sẽ có cơ hội. Nhìn hộ hồn đan được năng lượng bao phủ, lúc này Lục Lâm Thiên mới thở dài một hơi. Thân thể tiểu hồn anh run lên, sự ngưng trọng trong mắt giảm bớt một chút, tiếp đó cắn răng, thân thể tiểu hồn anh bắt đầu chậm rãi rời khỏi vòng quang mang do kim đao màu vàng bao phủ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên xuất hiện trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh nóng bỏng. Tiểu hồn anh ở trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh nóng bỏng, lúc này hắn càng cảm nhận được trình độ kinh khủng của hỏa diễm màu xanh này ra sao. Chung quanh tràn ngập hỏa diễm màu xanh cuồn cuộn giống như từng đoàn nham thạch màu xanh ra trời nóng bỏng, toát ra bọt khí nóng bỏng cực lớn. Bọt khí màu xanh ra trời nóng bỏng này nổ tung, hỏa diễm bắn tứ tán. Có hỏa diễm rơi vào trên tiểu hồn anh, thế nhưng lại bị vòng năng lượng giống như hơi nước kia ngăn cản. Dưới sự bao phủ của đám năng lượng giống như hơi nước này, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được nhiệt độ kinh khủng chung quanh đủ để thiêu đốt chuẩn đế thành cho tàn, giống như lúc này Lục Lâm Thiên đang bị ngăn cách với không gian này vậy. Lúc này tuy rằng còn có nhiệt độ cao thẩm thấu vào, nhiệt độ cao này cũng khủng bố không nói nên lời. Thế nhưng từ trên đám năng lượng giống như hơi nước lại truyền ra cảm giác mát lạnh khiến cho hắn có thể kiên trì. Siêu siêu. Không ít bọt khí màu xanh ra trời chung quanh nổ tung, toát ra sương mù nhàn nhạt. Ánh mắt tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên biến đổi, nếu như không có năng lượng của hộ hồn đan này sợ rằng hắn sẽ lập tức tan thành mây khói. Nghĩ vậy tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố bốn phía, Lục Lâm Thiên ngưng thần tĩnh khí. Tiểu hồn anh bắt đầu vận chuyển tâm pháp địa linh biến của Tam Thần Thiên Biến Quyết. Tâm pháp vận chuyển, linh lực trong tiểu hồn anh run lên, giống như có thể thôn phệ thiên hỏa, đem thiên hỏa cùng với nhiệt độ nóng bỏng thôn phệ vào trong cơ thể tiểu hồn anh. Dưới loại nhiệt độ này trong khoảng khắc toàn thân tiểu hồn anh run rẩy. Nhiệt độ cao này khiến cho linh hồn căng cứng. Nhiệt độ cao thẩm thấu vào bên trong giống như ở trong linh hồn tinh thuần của hắn lúc này hiện lên tạp chất như có như không, linh hồn lập tức bị ảnh hưởng. Dưới nhiệt độ cao, tiểu hồn anh run rẩy, Lục Lâm Thiên biết rõ hiện tại mình đang khiêu vũ trên lưỡi đao tử thần, mỗi một bước đều đạp vào trên lưỡi đao, tùy thời sẽ gặp phải nguy hiểm. Siêu siêu. Đột nhiên vào lúc này trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn,
cỗ hỏa diễm màu xanh da trời đột nhiên từ bốn phương tám hướng kéo tới, bao phủ tiểu hồn anh Lục Lâm Thiên vào bên trong. Nhân loại ngu xuẩn, không ngờ dám để hồn anh ra. Ngươi cho rằng ngươi trốn trong bảo vật kia thì không có chuyện gì sao? Còn dám cho hồn anh đi ra? Ngươi muốn chết, ngươi cho rằng ta không có cách nào diệt hồn anh của ngươi sao? Vừa rồi ta chỉ cố ý để cho ngươi đi ra mà thôi. Hiện tại để xem ngươi trốn chỗ nào, ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Hỏa diễm màu xanh ra trời bàng bạc khủng bố cuồn cuộn, nhiệt độ nhanh chóng kéo lên. Nhiệt độ này so với nhiệt độ trước đó trong nháy mắt còn lớn hơn gấp trăm lần, đồng thời thanh âm lạnh lẽo của thái cổ U Minh Viêm truyền tới. Xì xì. Hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố cuồn cuộn, một cơn sóng lửa giống như cái miệng dữ tợn của dị thú, lập tức nhào về phía trước. Không tốt, thái cổ U Minh Viêm giảo hoạt, mắc lừa rồi. Cơ hồ tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên biến sắc, nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng dưới nhiệt độ khủng bố này, đám năng lượng giống như hơi nước chung quanh hiện tại hoàn toàn vô dụng, nhanh chóng bị phá hủy. Nhiệt độ khủng bố trong nháy mắt Lục Lâm Thiên có cảm giác linh hồn mình hoàn toàn không có lực chống lại, trên người tiểu hồn anh bắt đầu có hỏa diễm màu xanh ra trời lan tràn ra, dường như sắp bị thiêu đốt thành cho tàn. Thái cổ U Minh Viêm thật sự quá mức khủng bố khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác giống như con kiến đối mắt con voi vậy. Căn bản không có cách nào dung chuyển. Linh hồn bị nhiệt độ cao phủ lên biến thành màu xanh da trời, dưới nhiệt độ khủng bố, tiểu hồn anh bắt đầu vặn vẹo, biến hình, khí tức hủy diệt lan tràn. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên cảm nhận được khí tức hủy diệt, rốt cuộc không có cách nào thừa nhận được nhiệt độ cao như vậy, lập tức hôn mê. Trong sát na này Lục Lâm Thiên đã cảm giác được mình phải chết không thể nghi ngờ, lần mạo hiểm này không ngờ hắn lại phải để lại cái mạng mình ở lại. Trong Bắc Cung gia tộc, trong đình viện tinh xảo, trên khuôn mặt tinh xảo của Bắc Cung Vô Song lúc này ảm đạm, nhanh chóng chạy vào trong đình viện này, hỏi Bắc Cung Kình Thương. Phụ thân, thế nào rồi? Hư không bí cảnh xảy ra biến hóa, suốt thời gian nửa tháng lục đại nhân hoàng tộc cùng với tứ đại thú hoàng tộc đều phái ra cường giả thế nhưng không thể tìm thấy cửa vào của hư không bí cảnh. Bắc Cung Kình Thương thở dài, nhìn nữ nhi, trong lòng hắn hiểu rõ cảm nhận trong lòng nữ nhi hiện tại. Lúc trước hắn mất đi mẫu thân của Vô Song, loại cảm giác đau lòng này người không từng trải qua căn bản không có cách nào cảm nhận được nó. Vậy thì Lâm Thiên làm sao bây giờ? Lâm Thiên còn bị nhốt ở bên trong. Bắc Cung Vô Song biến sắc, thiên hỏa kinh khủng như vậy, kết cục ra sao khi bị nhốt bên trong, Bắc Cung Vô Song hiểu rõ. Lúc này đã trôi qua 20 ngày, trong 20 ngày này nàng đều sống trong sự chờ đợi cùng với sốt ruột, thế nhưng lại không thể làm được gì. Vô Song, chúng ta thực sự đã cố hết sức, lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc đều đã phái cường giả đỉnh tiêm ra tìm kiếm. Mà ngay cả thiên mộc thần thụ tiền bối cũng đi ra, thế nhưng lại không có một chút thu hoạch nào. Ngay cả cửa vào của hư không bí cảnh cũng không thể tìm ra. Bắc Cung Kình Thương nhìn nữ nhi, cảm thấy đau lòng thay cho nữ nhi mình. Thế nhưng tất cả mọi người đã cố hết sức, lần này ở trong hư không bí cảnh xuất hiện thiên hỏa, còn có huyết linh mẫu đơn đế cấp. Các đại gia tộc đều cực kỳ rung động, toàn lực tìm người. Nếu không tìm người thì cũng là muốn thu thiên hỏa và huyết linh mẫu đơn, đây chính là trọng bảo. Cho nên tất cả mọi người đều cố hết sức, lúc này các đại gia tộc cũng đang cảm thấy kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Vậy thì Lâm Thiên phải làm sao bây giờ? Thân thể Bắc Cung Vô Song run lên, sốt ruột mà vô lực, hai hàng nước mắt không nhịn được mà chảy xuống. Vô Song! Thiên hỏa trong hư không bí cảnh kia con nói là màu xanh sao? Lại còn mang theo khí tức âm hàn. Thiên mộc thần thụ nhìn Bắc Cung Vô Song hỏi, cặp mắt của hắn khiến cho mọi người nhìn vào cảm thấy sinh cơ bừng bừng. Đúng vậy, là hỏa diễm màu xanh ra trời, cực kỳ khủng bố, còn có một cỗ khí tức âm hàn. Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu. Ánh mắt thiên mộc thần thụ biến ảo, sau đó ánh mắt bỗng nhiên đại biến, nói. Sợ rằng cho dù Lục Lâm Thiên bất phàm thì lần này cũng lành ít dữ nhiều. Các ngươi không cần lo lắng quá, tất cả đều là số mệnh a. Thiên Mộc tiền bối nói như vậy là ý gì? Bắc Cắn Kình Thương có chút nghi hoặc hỏi. Nếu ta suy đoán không sai, đây là một loại tồn tại khủng bố. Coi như chủ nhân còn sống chỉ sợ cũng khó có thể làm gì được nó. Khi ta mới có linh trí, còn chưa gặp được chủ nhân. Thì khi đó vật kinh khủng kia đã tung hoành đại lục rồi. Thiên Mộc thần thụ trầm giọng nói, trong mắt xuất hiện sự kiêng kỵ tuyệt đối.
Thời gian từ từ trôi qua, cách thời gian hư không bí cảnh đóng đã một tháng. Tin tức Lục Lâm Thiên và Linh Vũ Đại Đế bị nhốt trong hư không bí cảnh, hơn phân nửa đã hóa thành cho tàn truyền ra, cả đại lục rung động. Một tháng này vốn Đông Hải đang phong vân biến sắc lúc này cũng cực kỳ yên tĩnh. Cả Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh trên cơ bản đều phái người tới Đông Hải, thế nhưng đoạn thời gian gần đây lại yên tĩnh tới thần kỳ. Loại yên tĩnh này khiến cho trong lòng người ta cảm thấy bất an, người có khứu giác tốt một chút đều có thể ngửi thấy khí tức cuồng bạo ẩn chứa bên trong sự yên tĩnh này, có cảm giác giống như trước gió nổi mây phun vậy. Người của tất cả các thế lực lớn trong Đế Đạo Minh ngưng trọng, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên lành ít dữ nhiều, tin tức này sau khi truyền ra trong lòng mọi người giống như mất đi lòng tin, đả kích không ít. Thiên Địa Minh vốn đang yếu thế gần đây bắt đầu dục dịch góc đầu dậy. Nhưng vì gần đây Thiên Địa Minh liên tiếp bị tổn thương, ngược lại cũng không tạo nên được bao nhiêu sóng gió. Thế nhưng chuyển biến trong lúc vô hình lại dần dần tăng lên. Đế Đạo Minh ở trên Đông Hải cũng không tiếp tục khuếch trương, chỉ ổn định xu vực xâm chiếm được mà thôi. Trên Vân Dương Tông, từng ngọn núi liên miên không ngớt, lúc này đã tới đầu thu, sơn mạch xanh biếc lúc trước đã bắt đầu tiêu điều. Tông chủ, bên Độc Cô gia tộc có truyền đến tin tức gì không? Trong đình viện, đại hộ pháp khỏi Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên nhíu mày, nói. Hồng Lăng vừa mới trở về từ Độc Cô gia tộc, hư không bí cảnh mất đi tung tích, đã không tìm thấy cửa vào. Tứ đại thú hoàng tộc cùng với lục đại nhân hoàng tộc xuất động cường giả đỉnh tiêm tìm kiếm nửa tháng cũng không có tin tức. Tông chủ, vậy thì Lục Lâm Thiên và Linh Vũ Đại Đế lần này sợ rằng. Ánh mắt đại hộ pháp run lên, sợ rằng sau khi mọi người biết được tin tức này, hậu quả sẽ khôn lường. Giữ nhiều lành ít, lần này dù sao cũng không giống trước kia. Thiên hỏa, huyết linh mẫu đơn đều là đế giả, đều là vật khủng bố a. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên ngưng trọng. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, hỏa diễm màu xanh cuồn cuộn, hỏa diễm rít gào giống như giận dữ không ngừng đỡ upsilon.ng vào trên người tiểu hồn anh. Thế nhưng giờ phút này trên người tiểu hồn anh lại được một tầng đao mang màu vàng bao phủ. Hỗn trướng, ta nhìn xem ngươi có thể chống lại được bao lâu. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định sẽ có một ngày ngươi sẽ tiêu hao hết. Ngươi nhất định sẽ chết, ta sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi. Thái cổ U Minh Viêm gầm lên liên tục, hỏa diễm màu xanh ra trời không ngừng rít gào, nhiệt độ lúc này tới tình trạng khủng ố. Lúc này tiểu hồn anh vẫn còn đang bị hôn mê. Toàn thân được đao mang màu vàng bao phủ, đối với việc Thái Cổ U Minh Viêm rít gào bên ngoài hoàn toàn không biết. Và đối với nhiệt độ khủng bố lúc này thần thức cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng trên thân thể tiểu hồn anh lúc này lại có biến hóa khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy khủng bố. Chỉ thấy dưới sự bao phủ của hỏa diễm màu xanh da trời, tiểu hồn anh bị thiêu đốt tới rung động, thân thể tiểu hồn anh bị một màu xanh da trời phủ lên, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Trong bản thể của Lục Lâm Thiên, linh hồn của đại hồn anh và tiểu hồn anh tương liên, đối với cảnh tượng khủng bố bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này lại có một hỏa diễm khủng bố muốn một lần này thiêu đốt tiểu hồn anh thành cho bụi, tiểu hồn anh không có cách nào chạy thoát. Thế nhưng tại thời điểm này, bản thể Lục Lâm Thiên luôn được đao mang màu vàng bao phủ, một đạo đao mang màu vàng xuyên thủng không gian màu xanh ra trời. Ngay khi tiểu hồn anh mất đi chi giác, sắp bị thiêu đốt thành cho tàn, tình thế ngàn cân treo sợi tóc này thì đạo đao mang màu vàng kia lập tức bao phủ tiểu hồn anh vào bên trong. Bọt khí màu xanh ra trời kinh khủng mang theo nhiệt độ khủng bố hung hăng đỡ upsilon.ng vào trên đạo đao mang màu vàng kia, thế nhưng lại không có cách nào dung chuyển được đao mang. Chuyện này khiến cho Thái Cổ U Minh Viêm giận dữ, không ngờ hắn lại thất bại, dưới sự bảo vệ của bảo vật quỷ dị, này hắn căn bản bất lực. Đao mang màu vàng bao phủ. Tiểu hồn anh dưới sự thẩm thấu của nhiệt độ khủng bố không có cách nào khôi phục lại. Tuy rằng có đao mang màu vàng bảo hộ, ngăn cản hỏa diễm màu xanh ra trời ở bên ngoài, thế nhưng lại không ngăn cản được tất cả. Hỏa diễm màu xanh ra trời thẩm thấu qua đao mang, bao phủ tiểu hồn anh. Cũng chính bởi vì như vậy, hỏa diễm thẩm thấu vào, chuyện này khiến cho Thái Cổ U Minh Viêm nhìn thấy được hy vọng, rít gào giận dữ liên tục. Nhất định phải luyện hóa tiểu hồn anh thành cho tàn mới thỏa mối hận trong lòng hắn. Hỏa diễm màu xanh ra trời giống như là dung nham màu xanh nóng chảy, không ngừng cuồn cuộn. Quang mang màu vàng giống như đao mang lúc này vô cùng quái dị, giống như không có cách nào ngăn cản hỏa diễm màu xanh này thẩu thấu vào bên trong rồi công kích, khiến cho không ít hỏa diễm màu xanh ra trời thẩm thấu vào bao phủ phía trên tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên.
Thế nhưng cho dù hỏa diễm màu xanh bành trướng, hung hãn tới mức nào cũng không có cách nào triệt để phá hủy đạo quang mang giống như đao mang màu vàng kia. Lúc này đạo quang mang như đao mang vô cùng quỷ dị kia giống như một ngọn lửa trong cơn cuồng phong, lung lay không ngừng, thế nhưng lại quỷ dị là không có cách nào dập tắt nó. Trong thế giới của hỏa diễm màu xanh da trời này không ngừng lóe lên quang mang màu vàng. Hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ, đốt cháy, thân thể tiểu hồn anh run rẩy dữ tợn, khi thì hóa thành một đoàn chất lỏng, khi thì ngưng tụ thành bộ dáng giống như bản thể của Lục Lâm Thiên. Toàn thân chuyển thành màu xanh da trời, thừa nhận nhiệt độ cao khủng bố. Trong thế giới khủng bố của Thái Cổ U Minh Viêm, tuy rằng tuyệt đại đa số hỏa diễm màu xanh da trời bị đao mang màu vàng ngăn cản ở bên ngoài. Thế nhưng cho dù là một tia hỏa diễm màu xanh da trời thì cũng có nhiệt độ đủ để khiến cho linh hồn tan thành mây khói. Nhưng lúc này tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên lại không bị diệt, tuy rằng giống như tùy thời có thể bị hóa thành cho tàn, lung lay giống như sắp đổ, không chịu đựng nổi, mà vẫn chịu đựng được. Quang mang màu vàng giống như đao mang này nhìn như không cách nào ngăn cản hỏa diễm màu xanh da trời thẩm thấu vào. Thế nhưng trong lúc mơ hồ lại cực kỳ quỷ dị giống như biết rõ điểm mấu chốt của tiểu hồn anh Lục Lâm Thiên, để cho tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên chịu đựng được dưới nhiệt độ khủng bố này mà không hóa thành cho tàn. Tuy rằng lúc này tâm thần của Lục Lâm Thiên hôn mê, nhưng khi tâm thần tiểu hồn anh hôn mê hắn đã thúc giục tâm pháp tam thần thiên biến quyết, lúc này trong lúc vô hình lại vận chuyển, tiểu hồn anh giống như lung lay sắp đổ, giống như tùy thời hóa thành cho tàn. Nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, không khó phát hiện ra người tiểu hồn anh được bao phủ bởi một tầng năng lượng vô hình, đồng thời còn có bí văn huyền ảo lan tràn ra. Bí văn huyền ảo này thậm chí còn có thể thôn vệ một tia hỏa diễm màu xanh da trời vào trong linh hồn. Hỏa diễm màu xanh da trời tiến vào trong linh hồn mới khiến cho toàn thân tiểu hồn anh run rẩy, bộ dáng dữ tợn. Thế nhưng cho dù tiểu hồn anh run rẩy, bộ dáng dữ tợn ra sao vẫn có thể chịu đựng được. Linh hồn lực trên người tiểu hồn anh dưới tác dụng của kim đao màu vàng trở nên cực kỳ tinh thuần, không có một chút tạp chất nào. Lục Lâm Thiên vẫn cực kỳ thỏa mãn về linh hồn lực của hắn là như vậy. So với người có tu vi đồng cấp, linh hồn lực của hắn còn tinh thuần hơn nhiều. Hỏa diễm màu xanh da trời tiến vào trong linh hồn, khiến cho tiểu hồn anh run rẩy dữ tợn, thế nhưng bằng mắt thường khó có thể thấy được, thậm chí là tâm thần cũng khó có thể phát hiện ra từng tia tạp chất trên người tiểu hồn anh bị đốt cháy. Những nơi hỏa diễm màu xanh da trời này đi qua, linh hồn lực càng trở nên tinh thuần. Tất cả chuyện này tâm thần của tiểu hồn anh cũng không biết, đại hồn anh thì biết rõ một chút. Thế nhưng tuy rằng tiểu hồn anh và đại hồn anh tương liên với nhau, tiểu hồn anh mới là chủ hồn của bản thân Lục Lâm Thiên, cho nên cảm nhận của tiểu hồn anh, cho dù đại hồn anh bia rõ thì cũng chỉ có thể biết tình huống đại khái mà thôi. Thế nhưng nếu như đại hồn anh xảy ra bất kỳ tình huống gì thì tiểu hồn lại biết rõ ràng. Đây chính là khác biệt của tiểu hồn anh và đại hồn anh của Lục Lâm Thiên. Thời gian lần nữa trôi qua, Thái Cổ U Minh Viêm xuyên qua quang mang hình kim đao, ngày càng có nhiều hỏa diễm màu xanh da trời thẩm thấu vào bên trong, đồng thời cũng ngày càng giận dữ. Lúc này hắn lại nhìn thấy hy vọng, bởi vậy công kích cuồng bạo cơ hồ không dứt, khiến cho quang mang màu vàng hình kim đao rung chuyển không ngớt, nhưng cho dù lay động thế nào vẫn có thể kiên trì. A hát, cũng không biết qua bao lâu. Tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng khôi phục một tia chi giác, hắn lập tức cảm nhận được nhiệt độ khủng bố, lúc tỉnh lại tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên hét thảm, sự đau đớn kịch liệt trong linh hồn Lục Lâm Thiên lúc này tuyệt đối không phải đau đớn bình thường. Mà đây là một loại đau đớn kịch liệt căn bản không có cách nào miêu tả được. Đau đớn kịch liệt, thê thảm, trời đất quay cuồng, không thể miêu tả trong một hai từ. Tiểu hồn anh khôi phục một tia chi giác, linh hồn đau đớn kịch liệt. Trong lúc vô hình cùng đại hồn anh tương thông cho nên tiểu hồn anh lập tức biết rõ xảy ra chuyện gì. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, kim đao màu vàng lần nữa cứu hắn. Đối với tất cả mọi chuyện chung quanh, trong lúc tiểu hồn anh đau đớn kịch liệt cũng nhanh chóng biết được rõ ràng, kim đao màu vàng lúc này dường như biết rõ tâm ý của hắn vậy, biết rõ hắn muốn dùng Thái Cổ U Minh Viêm rèn linh hồn, cho nên chỉ ngăn cản đại bộ phận Thái Cổ U Minh Viêm. Và để cho một phần nhỏ linh hồn hắn có thể chịu được vào bên trong rèn rũa linh hồn hắn. Sau khi Lục Lâm Thiên hiểu được, lập tức toàn lực vận chuyển tam thần thiên biến quyết, bí văn trên tiểu hồn anh trong lúc vô hình tương liên hơn một chút, cảm giác đau đớn trên người cũng bớt đi một chút. Thế nhưng ngay vào thời điểm này dường như kim đao màu vàng biết được sự đau đớn của Lục Lâm Thiên giảm hơn một chút, cho nên số lượng Thái Cổ U Minh Viêm thả vào bên trong lại nhiều hơn một chút. A hát!
Lục Lâm Thiên kêu thảm thiết liên tục, tiểu hồn anh run rẩy dữ tợn, không ngờ hắn vừa mới nhẹ nhõm một chút thì kim đao màu vàng lập tức tăng thêm hỏa diễm. Rõ ràng ý định của kim đao là bảo trì trạng thái mấu chốt mà hắn có thể thừa nhập. Trong miệng tiểu hồn anh Lục Lâm Thiên kêu thảm thiết, quả thực giống như tiếng heo bị giết để hình dung, loại đau đớn kịch liệt này khiến cho Lục Lâm Thiên luôn ở biên giới gần muốn ngất đi. Nếu như có tiền bối Tam Thần Động có mặt ở đây tuyệt đối sẽ nghẹn họng nhìn trên trối, không nói từ thời viễn cổ tới nay chỉ có một người tu luyện thành công địa hồn biến, dù gì tu luyện địa hồn biến cũng phải luyện chế đan dược hồn hồn đặc chế mới được. Hiện tại Lục Lâm Thiên tu luyện AH. Đây giống như là nướng thịt vậy, bên trên có một tầng bột, nếu như bên trên không có thì sẽ cháy thành than. Tình huống của Lục Lâm Thiên hiện tại chính là như vậy, không có một chút bảo hộ gì, dùng thiên hỏa rèn linh hồn. Nhưng mà trong cực độ thống khổ này Lục Lâm Thiên cũng rõ ràng cảm giác được chỗ tốt mà linh hồn hắn thu được, thiên hỏa rèn linh hồn, có thể đào thải tạp chất trong linh hồn hắn. Giống như là bách luyện thành cương vậy. Lục Lâm Thiên xác định nếu như hắn cứ như vậy mà thừa nhận được hỏa diễm, đến lúc đó linh hồn sẽ đạt tới trạng thái bách luyện thành cương. Nhân loại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Lục Lâm Thiên, thái cổ U Minh Viêm càng thêm hung hãn. Tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên hoàn toàn không để ý tới, cũng không có thời gian để ý. Lần này coi như hắn rơi vào trong tay thái cổ U Minh Viêm này, Lục Lâm Thiên thật không ngờ thái cổ U Minh Viêm lại khủng bố như vậy. Trong lúc linh hồn đau đớn kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết giống như mổ heo vang lên, đồng thời Lục Lâm Thiên còn toàn lực vận chuyển Tam Thần Thiên Biến Quyết, bằng không linh hồn cũng đã sớm bị đốt thành cho bụi. Dưới Tam Thần Thiên Biến Quyết, dùng thái cổ U Minh Viêm rèn linh hồn, trong lúc linh hồn đau đớn kịch liệt Lục Lâm Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được một loại biến hóa cực kỳ quỷ dị, có một ít biến hóa cực kỳ quỷ dị và huyền ảo, giống như chỉ hiểu mà không nói lên bằng lời, không có cách nào hình dung biến hóa. Mà loại biến hóa này, Lục Lâm Thiên đại khái có thể hiểu rõ, dưới sự rèn rũa của thiên hỏa, linh hồn hắn giống như đang lột xác. Không phải là lột xác bình thường, loại chỗ tốt này chỉ có linh hồn đạt tới tình trạng này mới có thể cảm nhận được. Nhất định phải thành công. Đã đến một bước này Lục Lâm Thiên cắn răng thầm nghĩ, dù sao bên trên có thái cổ U Minh Viêm, hắn cũng chỉ có thể thừa cơ có kim đao màu vàng trợ giúp, nhảy qua nhân hồn biến mà tu luyện thành công địa hồn biến. Đây cũng coi như kinh hỉ ngoài ý muốn. Bởi vì muốn tìm được thiên hỏa rèn luyện linh hồn cũng không phải là dễ dàng. Trong lúc kêu thảm thiết, Lục Lâm Thiên toàn lực vận chuyển Tam Thần Thiên Biến Quyết rèn linh hồn, đây đối với Lục Lâm Thiên mà nói, xem như đau đớn và khoái hoạt. Chỉ là tạm thời mà nói, đau đớn hơn khoái hoạt, về phần sau đó Lục Lâm Thiên cũng không biết. Thời gian giống như cát trải qua. Cũng không có bởi vì Lục Lâm Thiên bị nhốt trong không gian của thái cổ U Minh Viêm mà dừng lại. Thời gian cách hư không bí cảnh đóng lại đã là 3 tháng. Thời gian 3 tháng, đủ để cho tin tức linh vũ chiến tôn Lục Lâm Thiên bị nhốt trong hư không bí cảnh truyền khắp hang cùng ngõ hẻm trên đại lục. Lục gia trên trấn Thanh Vân cũng nhận được tin tức. Lục gia trước tiên đi tới Phi Linh Môn hỏi thăm tin tức, sau khi nhận được tin tức, cả Lục gia cũng lâm vào trong cảnh đau thương. Tuy rằng tâm tư của Lục Lâm Thiên không đặt ở trên Lục gia bao nhiêu, thế nhưng Lục gia quật khởi là bởi vì có Lục Lâm Thiên tồn tại. Mà lúc này Lục Lâm Thiên bị nhốt, hơn phân nửa lành ít dữ nhiều, chuyện này đối với tất cả người trong Lục gia từ trên xuống dưới mà nói, không thể nghi ngờ chính là sét đánh giữa trời quang, đả kích cũng không ít. Trong một không gian bao la, mà ngay cả trong không khí cũng tràn ngập khí tức nóng bỏng, thế nhưng ở trong sơn mạch phía dưới lại vẫn xanh biếc vô cùng. Hoa cỏ, cây cối dường như đều không sợ nhiệt độ nóng bỏng này. Trong một chỗ của không gian nóng bỏng, hỏa diễm nóng bỏng lan tràn ra, hỏa diễm đỏ thẫm rít gào, giống như có thể đốt cháy người ta thành cho bụi vậy. Mà ở trong không gian nóng bỏng này lại có thêm không ít cự thạch màu đỏ trong hỏa diễm hừng hực, những cực thạch màu đỏ này lơ lửng trên hỏa diễm. Trong không gian, nhiệt độ cao thiêu đốt không gian tạo thành vết nứt đen kịt. Trên một tảng đá lớn lúc này có một thân ảnh mặc áo bào xám khoanh chân mà ngồi, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt nhắm chặt, toàn thân được hỏa diễm nóng bỏng bao phủ. Mà ngay cả mi tâm người này lúc này dường như cũng đang có hỏa diễm nhảy múa. Mà đây chính là trọng kiếm vô phong Dương Quá, lúc này khí tức trên người Dương Quá đang kéo lên, khiến cho hỏa diễm chung quanh càng thêm cuồng bạo. Về phần lỗ máu giống như nắm tay ở trên người lúc này đã biến mất không thấy đâu nữa. Thời gian từ từ trôi qua, khí tức quanh thân Dương Quá ngày càng kéo lên nhanh hơn. Bên trong không gian của Chu Tước Hoàng tộc,
Trong một sơn cốc dưới ngọn núi khổng lồ, bốn phía giống như núi lửa, đều là nham thạch màu đỏ, chung quanh không có lấy một ngọn cỏ khiến cho người ta tới gần đều có cảm giác giống như một cơn sóng lửa đập vào mặt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trên sơn cốc này, gợn sóng nóng bỏng đột nhiên cuồn cuộn. Một cỗ quang mang màu vàng đất đại thịnh, lan tràn ra quang mang chói mắt. Thời gian từ từ trôi qua, quang mang thổ hoàng sắc ngày càng nồng nặc, đột nhiên có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình bắt đầu hội tụ tới. Trong không gian của Chu Tước hoàng tộc, không ít cường giả cũng cảm nhận được chấn động vô hình lúc này. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung, đi đầu là hai nữ tử thân thể mềm mại, trên người mặc cẩm bào, thân thể mềm mại uyển chuyển không thể che giấu hết, ngũ quan động lòng người, khí chất nóng bỏng. Nữ tử này chính là tộc trưởng Chu Loan hiện tại của Chu Tước hoàng tộc, dung nhan tuyệt sắc, đồng thời cũng có thực lực khủng bố. Bên người Chu Loan chính là nhị công chúa Chu Thần Hy, da thịt trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, ngũ quan tiên nết xảo. Người mặc bộ váy dài, giống như một con hồ điệp khiến cho mọi người cảm giác bên trong sự tuyệt mỹ lại có thêm vài phần ung dung, ôn nhu, cực kỳ rung động. Không ngờ Lục Tâm Đồng vừa mới đột phá linh tôn cửu trọng không bao lâu, Dương Quá lại bắt đầu đột phá vũ tôn cửu trọng. Hai người này mới chỉ tu luyện trong thời gian ngắn, thiên phú quả thực khủng bố. Đôi mắt xinh đẹp của Chu Loan lúc này hiện lên vẻ ngạc nhiên, thanh âm giống như thanh âm của tự nhiên, khiến cho người ta có cảm giác giống như linh hồn đang được tắm gió xuân. Ba huynh muội Lục gia đều cực kỳ khủng bố, mà mạnh nhất chính là Lục Lâm Thiên. Chỉ tiếc lúc này Lục Lâm Thiên lại. Chu Thần Nhu than nhẹ, nàng đối với nhân loại không có quá nhiều hảo cảm, cũng không thể nói là ác cảm. Nhưng đối với Lục Lâm Thiên kia nàng đã tiếp xúc qua mấy lần, lại rất có hảo cảm. Lúc này Lục Lâm Thiên bị nhốt trong hư không bí cảnh, khiến cho nàng tiếc hận. Lục Lâm Thiên này ta chưa từng gặp qua, bất quá ngay cả muội cũng nâng cao hắn như vậy, có lẽ thực sự bất phàm, hát. Chu Loan dịu dàng nhìn lên không trung, nói. Chỉ là cửa vào của hư không bí cảnh hiện tại đã biến mất, nhiều cường giả đi tìm cũng không thể tìm ra. Cũng không biết có phải trong hư không bí cảnh xuất hiện biến cố gì hay không. Theo như lời tiền bối trong tộc nói. Tiền bối trong tộc hoài nghi thiên hỏa trong hư không bí cảnh có khả năng chính là thái cổ U Minh Viêm đã biến mất từ thượng cổ. Tu Vi đã sớm thông thiên, cường giả viễn cổ cũng không thể làm gì được nó. Lục Lâm Thiên cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, cho dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa sợ rằng cũng sẽ chết. Ai? Chu Thần Nhu than nhẹ, thái cổ U Minh Viêm nàng cũng mới biết. Thế nhưng từ trong lời của tiền bối trong tộc, nàng đã biết được chỗ khủng bố của nó. Cũng tự mình nhìn qua thái cổ U Minh Viêm kia kinh cuồng ra sao. Cho nên tuy rằng nàng hy vọng Lục Lâm Thiên kia có thể tránh thoát được một kiếp. Thế nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, Lục Lâm Thiên tuyệt đối chết chắc. Loại tình huống này sợ rằng ngay cả kỳ tích cũng khó có thể xảy ra. Không nói tới chuyện này nữa. Gần đây trong thánh địa có động tĩnh, có thể là động tĩnh từ Chu Tước Điện. Nghe nói Thanh Long Điện của Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Điện của Huyền Vũ Hoàng tộc đều vì Tiểu Long mà mở ra. Chỉ có Chu Tước Điện của Chu Tước Hoàng tộc ta và Bạch Hổ Điện của Bạch Hổ Hoàng tộc còn chưa hoàn toàn mở ra. Gần đây Chu Tước Điện chấn động, hai người chúng ta đều không có huyết mạch này, chỉ có thể để cho Thần Hy đi thử. Chu Loan nói, tỷ tỷ, Thần Hy gần đây tâm thần thất lạc, một mình ở trong phòng không đi ra ngoài, sợ là. Chu Thần Nhu dường như muốn nói rồi thôi. Nhà đầu này sợ rằng đã thích Tiểu Long của Thanh Long Hoàng tộc kia. Vốn trong tộc cũng không có ý định quản, thuận theo thì tốt hơn. Huyết mạch cũng không nên quá coi trọng, đại công chúa Long Bích Hàm của Thanh Long Hoàng tộc ở cùng với Huyền Hạo, Tiểu Long sinh ra tuy rằng không có huyết mạch quá tinh khiết, thế nhưng thiên phú của Tiểu Long lại cực kỳ khủng bố. Cũng vượt qua bốn tộc chúng ta, không ngờ tiểu tử Tiểu Long kia lần này cũng gặp kiếp nạn. Chu Loan có chút tiếc hận. Nhắc tới cũng kỳ quái, nghe nói ở thời viễn cổ, thượng cổ, tứ đại thú hoàng tộc chúng ta có người âm thầm thử kết hợp qua, thế nhưng huyết mạch của hậu duệ lại cực thấp, thậm chí chuyện thành thú tộc bình thường cũng có. Không ngờ huyết mạch của Tiểu Long lại như vậy. Chu Thần Nhu nói, chuyện này có ai có thể nói rõ được chứ? Đại khái là một dị số A, thế nhưng bất kể như thế nào Tiểu Long cũng không đi tới cuối cùng, có lẽ đại công chúa Long Bích Hàm và Huyền Hạo nhất định cực kỳ thống khổ. Chu Loan khẽ lắc đầu nói, Thần Hy sợ rằng đã động chân tình với Tiểu Long, lần này để cho Thần Hy tiến vào Chu Tước Điện, không biết dùng tính tính bướng bỉnh của nha đầu kia không biết nó có chịu đi vào hay không. Chu Thần Nhu có chút bận tâm, tính tình tam muội nàng hiểu rõ,
từ nhỏ đã cực kỳ phản nghịch. Vậy thì cũng không có cách nào. Chu Loan ngừng một lát rồi nói. Nghe nói Bạch Hổ Điện cũng chấn động, Bạch Hổ Hoàng tộc có lẽ sẽ phái Hổ Y và Hổ Tu, một trong hai người này tiến vào. Hơn phân nửa sẽ là Hổ Tu, sợ huyết mạch của Hổ Tu không đủ, Bạch Hổ Hoàng tộc nhất định sẽ vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Vận dụng thủ đoạn cuối cùng sao? Vậy thì hiệu quả sẽ kém hơn một chút. Những năm gần đây các tộc đều không sử dụng thủ đoạn cuối cùng, chỉ một mực chờ đợi mà thôi. Chu Thần Nhu biến sắc nói. Cường giả Chu Tước Hoàng tộc ta sợ huyết mạch của thần hy không đủ, cũng quyết định vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Chu Loan nói. Tỷ tỷ, gấp như vậy sao? Ánh mắt Chu Thần Nhu ngưng trọng. Lục đại nhân hoàng tộc đã mở thần điện, Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc cũng đã mở ra Thanh Long Điện và Huyền Vũ Điện. Gần đây Chu Tước Điện và Bạch Hổ Điện đều có chấn động. Chẳng lẽ tỷ tỷ hoài nghi chuyện trong lời đồn kia sẽ xảy ra sao? Chu Thần Nhu nói. Gần đây thiên địa rung chuyển, mọi chuyện đều có chút quỷ dị, không thể không đề phòng. Chu Loan nghiêm mặt nói. Ầm ầm. Trên không trung sơn cốc, giờ phút này một cỗ năng lượng thiên địa đột nhiên trở nên cuồng bạo, từng đạo năng lượng thiên địa vô hình cấp tốc ngưng tụ tạo thành một vòng xoáy trên không trung. Cuối cùng đều rót xuống sơn cốc phía dưới. Trong nháy mắt cả không gian run lên, khí thế đột phá như vậy khiến cho đám người Chu Tước Hoàng tộc kinh ngạc, khí thế không tầm thường. Động tĩnh thật kinh người, động tĩnh dương quá này đột phá vũ tôn cửu trọng so với vũ tôn cửu trọng bình thường còn cường hãn hơn nhiều. Chu Thần Nhu kinh ngạc nhìn lên không trung, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ khiếp sợ. Động tĩnh càng lớn, thực lực càng mạnh, đồng thời thiên phú càng cao. Chu Loan nói, ba huynh muội Lục gia này quả thực không phải bình thường, ngày đó nhà đầu Lục Tâm Đồng kia đột phá cũng cực kỳ khủng bố. Lục Tâm Đồng ở trong không gian niết bàn dục hỏa nhận được không ít chỗ tốt, đối với linh hồn có sự trợ giúp cực lớn, chỗ tốt về sau sẽ rất nhiều. Chu Thần Nhu nói, Chu Loan nói tiếp, sợ rằng chỗ tốt mà Dương Quá đạt được còn lớn hơn. Ở trong không gian niết bàn dục hỏa của chúng ta đây là lần đầu tiên có nhân loại đi vào. Coi như là bọn họ có duyên với Chu Tước Hoàng tộc chúng ta. Trên cự thạch ở trong không gian nóng bỏng, khí tức quanh thân Dương Quá ngày càng mạnh, trong hỏa diễm đều có một cỗ năng lượng thiên địa xuyên qua hỏa diễm liên tục rót vào trong người Dương Quá. Năng lượng vô hình trong thiên địa rót vào, toàn thân Dương Quá run lên, mãi một lúc lâu sau nương theo khí tức quanh thân Dương Quá ngày càng mạnh, hỏa diễm cùng với năng lượng vô hình trong không gian nóng bỏng này ngày càng chấn động kịch liệt. Quanh thân Dương Quá, vô số lỗ chân lông đều đang tham lam thôn phệ tất cả năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Thậm chí còn thôn phệ hỏa diễm kinh người vào bên trong cùng với năng lượng. Năng lượng rót vào, trong thời gian ngắn ngủi, một đạo bình chướng vô hình trong đan điền Dương Quá bị phá hủy, khí tức trên người từ từ dừng lại. Giữa không trung trên sơn cốc, năng lượng trong thiên địa kéo tới từ từ tiêu tán. Khi một tia năng lượng cuối cùng tiêu tán trong không gian, chung quanh sơn cốc bắt đầu trở nên yên tĩnh trở lại. Trong không gian tràn ngập hỏa diễm, trên cự thạch, quang mang trên người Dương Quá từ từ thu liễm vào bên trong cơ thể. Khi tất cả trở nên yên tĩnh, một ngụm chọc khí được Dương Quá thở từ trong cơ thể ra, gợn sóng trong không gian trước mặt hắn lập tức bị đánh bay. Siêu! Hai con mắt nhắm chặt của Dương Quá đột nhiên mở ra, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Khí thế so với trước kia không thể nghi ngờ cường hãn hơn nhiều. Gợn sóng trong không gian chấn động, lắc lư rồi khuếch tán. Hỏa diễm khủng bố chung quanh bị đánh sơ xác. Hỏa diễm bị đánh sơ xác trong không gian tạo thành dấu vết gợn sóng huyền ảo trong không gian lập tức khôi phục lại như cũ. Nhìn cảnh này, ánh mắt Dương Quá bắt đầu biến hóa. Ồ! Trong mắt Dương Quá hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào không gian trước mắt. Hai con mắt bất động thật lâu, dường như đang dò xét thứ gì đó. Dần dần không ngờ lại đắm chìm trong đó. Trong thiên kiếm môn, từng dãy núi uốn lượn phập phồng, mênh mông, lúc này đã là cuối thu, trong núi không ngừng có lá vàng rơi xuống. Hoàng hôn, mây mù mờ ảo, ánh nắng chiều chiếu rọi xuống mặt đất. Trong núi, một ngọn núi hơn ngàn thước hiện lên, một khối đá đứng thẳng, xuyên thẳng sườn núi. Lúc này dưới ánh nắng chiều chiếu rọi nhìn như một đầu cự long ngẩng đầu, khí thế phi phàm. Trên khối đá, ánh nắng chiều bao phủ xuống, một thân ảnh mặc váy tím động lòng người đứng đó, mái tóc đen như mực sau lưng tung bay, ngũ quan tinh mỹ như ngọc. Mắt ngọc mày ngài, bộ váy màu tím bao phủ thân thể mềm mại, đường cong linh lung,
nhìn qua có thêm một phần thanh nhã. Mà hai hàng lông mày mơ hồ mang theo khí tức lạnh lùng, người này chính là Nguyên Nhược Lan. Nhược Lan sư tỷ, người thiên địa minh đều đến rồi. Một nữ tử lưng đeo trường kiếm màu trắng, tuổi chừng hơn 20, chân khí lan tràn ra, sau mấy lần lách mình, thân thể mềm mại, uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới khối đá. Đây chính là Hạ Liên, người nổi bật trong đám người trẻ tuổi hiện tại của Thiên Kiếm Môn. Quả nhiên đã tới. Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn lên ánh nắng chiều trên không trung, đôi mắt xinh đẹp xuất hiện chấn động. Sư tỷ, trưởng lão trong tộc mời tỷ xuống dưới. Hạ Liên cung kính đứng trước người Nguyên Nhược Lan, da thịt trắng nõn như ngọc, trên người mặc một bộ váy dài màu xanh, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong lung linh, tuyệt đối là mỹ nhân. Thân là nhân vật phong vân trẻ tuổi của Thiên Kiếm Môn, trên đại lục nàng cũng có chút danh khí, người theo đuổi cũng vô số. Ai, bọn họ thực sự cho rằng Phi Linh Môn dễ diệt như vậy sao? Trong một sơn mạch cực kỳ yên tĩnh, dãy núi bên trong sơn mạch liên miên không ngớt, lá vàng rơi rụng. Hoàng hôn, lá rụng bay lượn, bầu trời bị nhuộm thành màu vàng, giống như được phủ lên một tấm lụa màu vàng. Trên ngọn núi, một đạo thân xinh đẹp đang múa kiếm, thân thể mềm mại, mê người. Từng đạo kiếm quang trong tay giống như xuyên thủng không gian. Trước mũi kiếm, xuất hiện khe nứt đen kịt. Hắn chết rồi, tại sao ta lại đau lòng? Không phải ta luôn hy vọng hắn chết sao? Vì sao tâm ta lại đau đớn? Thân ảnh xinh đẹp bay múa, trên mặt tràn ngập mồ hôi, đột nhiên một đạo kiếm quang như thực chất bắn về phía trước. Cả không gian run lên, một cỗ khí tức sắc bén tuôn ra, đem không gian cắn nát. Lục Lâm Thiên, người chết rồi, dù thực phải làm sao bây giờ? Nó còn nhỏ, nó chưa có phụ thân, từ nhỏ tới lớn, nó chưa từng nhận được tình thương của phụ thân. Người còn chưa cho nó tình thương của phụ thân, người chết rồi, mỗi ngày nó đều hỏi ta phải trả lời nó thế nào đây? Thân ảnh xinh đẹp thì thào tự nói, bóng kiếm không ngừng bay múa, từng mảnh không gian bị phá hủy. Phù! Mãi một lúc lâu sau, giống như hư thoát, thân thể Lăng Thanh Tuyền lúc này mới ổn định lại, trường kiếm cắm trên mặt đất, thân thể mềm mại nửa quỳ xuống mặt đất. Đôi môi hơi trắng bị răng cắn tạo thành vết máu. Trên khuôn mặt tinh xảo, không chút son phấn kia lúc này có nước mắt chảy xuống, hai giọt nước mắt từ trên khóe mắt nàng lặng lẽ chảy ra. Mẫu thân, sao người khóc? Một thanh âm ngây thơ vang lên bên tai Lăng Thanh Tuyền, một bé gái đáng yêu, hai mắt đen nhánh sáng ngời giống như sao trời nhìn vào khuôn mặt như tiên tử của Lăng Thanh Tuyền, bàn tay nhỏ vươn ra, nhẹ nhẹ lau sạch nước mặt trên mặt Lăng Thanh Tuyền, khẽ nói. Mẫu thân đang nhớ phụ thân sao? Lăng Thanh Tuyền nhìn nữ nhi trước mắt, nhìn khuôn mặt bụ bấm kia, cái miệng nhỏ nhắn kia như có dấu vết của hắn. Rốt cuộc Lăng Thanh Tuyền không có cách nào khống chế được mà ôm nữ nhi của mình khóc lớn. Mẫu thân, người còn có Du Thược mà. Du Thược không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cổ mẫu thân. Mãi một lúc lâu sau, Lăng Thanh Tuyền mới ngẩng đầu lên, hai má còn dính nước mắt, khuôn mặt tuyệt nhìn có chút nhu nhược mà yêu nhã. Du Thược, con có muốn biết cửu nhân sát hại phụ thân con là ai không? Nhìn ánh mắt của nữ nhi, Lăng Thanh Tuyền kéo đôi tay nhỏ nhắn của nữ nhi, nói. Mẫu thân, rốt cuộc người chịu nói cho con biết rồi sao? Trong ánh mắt sáng ngời giống như ngôi sao trên trời của Du Thược có hàn ý lạnh lẽo tuôn ra, tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng hàn ý này lại khiến cho lòng người rung động. Lăng Thanh Tuyền nhìn nữ nhi, ngay cả ánh mắt tràn ngập hàn ý cũng giống như vậy, nàng do dự một chút rồi nói. Du Thược, con nhớ kỹ người sát hại phụ thân con là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn. Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên, con nhất định sẽ giết hắn, báo thù cho phụ thân. Du Thược nắm chặt bàn tay nhỏ bé, sát ý lạnh lẽo lan tràn ra. Du Thược, kẻ thù của phụ thân con đã cùng phụ thân con đồng quy vu tận, con không cần báo thù. Lăng Thanh Tuyền nhìn nữ nhi, trong hốc mắt lại xuất hiện nước mắt, thầm nghĩ trong lòng. Người đã chết. Ít nhất ta sẽ để cho trong lòng nữ nhi có ngươi. Cũng không hy vọng nữ nhi sống trong cửu hận, ta sẽ nuôi dưỡng nó cho tốt. Trong sơn mạch Phi Linh, Lục Kinh Vân bàng hoàng, thống khổ ngồi trên một ngọn núi, bối nhi nhẹ nhàng bồi tiếp. Sư phụ sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Lục Kinh Vân lắc đầu, đôi mắt đen nhánh, lanh lợi lúc này tràn ngập nước mắt. Từ nhỏ tới hiện tại không trải qua một chút khó khăn nào. Thế nhưng lúc này lại bị đả kích lớn như vậy khiến cho tâm linh nho nhỏ của nó bàng hoàng cùng bi thương không thôi. Kinh Vân,
sư phụ ngươi nhất định sẽ không chết. Bối Nhi an ủi nói, nhưng mà trong lòng Bối Nhi thì hiểu rõ, trong lúc vô tình nàng biết được tin tức từ chỗ phụ mẫu. So với lời đồn trong Phi Linh Môn không giống nhau. Đúng, sư phụ sẽ không chết. Sư phụ chỉ bị vây khốn mà thôi. Lục Kinh Vân đột nhiên đứng lên, dùng ống tay áo lau nước mắt, trong mắt hiện lên tinh mang, nói. Bối Nhi, chúng ta đi. Kinh Vân, chúng ta đi đâu? Bối Nhi ngẩng đầu, đứng lên, ánh mắt chuyển động, không biết lần này Lục Kinh Vân sẽ làm gì. Theo giúp ta tu luyện, ta muốn cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt tới thực lực như sư phụ, thậm chí vượt qua sư phụ. Ta muốn cứu sư phụ ra. Trong mắt Lục Kinh Vân tràn ngập vẻ kiên nghị, hắn quyết tâm từ hôm nay trở đi, hắn không bao giờ lười biếng nữa, nhất định phải tu luyện cho tốt. Được, ta đi cùng ngươi. Bối Nhi lập tức hóa thành một đạo lưu quang đáp xuống bờ vai Lục Kinh Vân. Vốn nàng còn tưởng rằng Lục Kinh Vân muốn đi hư không bí cảnh, khiến cho nàng sợ, nàng nghe nói hư không bí cảnh kia rất khủng bố. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên còn được hảo diễm nóng bỏng màu xanh da trời bao phủ, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, kim đao màu vàng ngày càng cho nhiều hỏa diễm thẩm thấu vào bên trong. Lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác được, mỗi một lần tiểu hồn anh cảm thấy hắn có thể chống lại được nhiệt độ trong hỏa diễm này, kim đao màu vàng lại lập tức cho không ít hỏa diễm vào bên trong. Để cho hắn tiếp tục rèn linh hồn, mỗi một thời khắc linh hồn đều được Thái Cổ U Minh Viêm rèn rũa ở bờ vực bị hủy diệt. Nhiệt độ lần lượt tăng lên, lần lượt làm cho Lục Lâm Thiên gần như sụp đổ. Nhiều lần Lục Lâm Thiên thậm chí còn muốn buông tha. Linh hồn đau đớn kịch liệt khiến cho Lục Lâm Thiên có xúc động muốn tự hủy diệt bản thân mình, cũng không muốn tiếp tục thừa nhận loại thống khổ này. Thế nhưng dưới ý chí kiên cường, Lục Lâm Thiên lần lượt kháng cự lại. Tiểu hồn anh giãy giụa, vặn vẹo, run rẩy, dùng tốc độ khủng bố trở nên cường hãn. Chuyện này đối với linh hồn mà nói chính là một lần lột xác lớn, triệt để. Bách luyện thành cương, một khi thành công chính là ngày Niết Bàn trọng sinh. Mà ngày Niết Bàn trọng sinh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên vẫn ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, linh hồn tiếp tục được lột xác. Hậu Sơn Phi Linh Môn, ngoài một ngọn núi, Cực Lạc Tam Quỷ một mực chờ trước ngọn núi. Trong mật thất, một chiếc lá cây của Thiên Mộc Thần Thụ lan tràn ra sinh cơ bàng bạc, lục mang quanh quẩn, đã bắt đầu hoàn toàn dung hợp vào trong thân thể của Thánh Thủ Linh Tôn. Giờ phút này, trên thân thể Thánh Thủ Linh Tôn đã bắt đầu lan tràn ra quang mang màu trắng. Sư phụ! Trong đình viện ở Hậu Sơn Phi Linh Môn, thân ảnh xinh đẹp của quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lập tức xông vào trong đình viện. Xảy ra chuyện lớn gì? Sao lại bối rối như vậy? Quỷ tiên tử Bạch Oánh hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, tất cả các sơn môn lớn nhiều lần tụ tập trong Đông Hải, chúng ta thu được tin tức Thiên Địa Minh chuẩn bị đối phó, khai chiến với Đế Đạo Minh chúng ta. Diệp Phi khẩn trương nói. Rốt cuộc cũng có hành động, hiện tại trưởng môn sinh tử không rõ. Đã trải qua vài tháng, bọn họ cũng không thể nhẫn nại được nữa. Ngày hôm nay sớm muộn gì cũng xảy ra. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Đến thì đến, cũng không có gì phải sợ. Ánh mắt Đông Vô Mệnh trầm xuống, nói. Đông Hải sớm muộn gì cũng xảy ra một trận đại chiến, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Vậy chàng nên cẩn thận một chút. Ánh mắt quỷ tiên tử Bạch Oánh chớp động, lập tức nói. Bằng không như vậy đi, chàng ở lại Phi Linh Môn, hiện tại Phi Linh Môn cần người trấn thủ, chàng ở lại môn, thiếp mới có thể yên tâm. Một mình nàng đi ta có chút lo lắng. Trên người thiếp có hung quý. So với độc hồn khôi lỗi của chàng cũng không kém, yên tâm đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ mỉm cười nói. Sư phụ yên tâm đi, con sẽ đi cùng sư mẫu. Lục Tâm Đồng đi vào trong sảnh. Vài ngày trước sau khi đột phá nàng gấp gáp từ Chu Tước Hoàng tộc trở về, khí tức có chút bất ổn, cho nên sau khi trở về song song với việc chờ đợi tin tức nàng cũng ổn định tu vi, khí tức trên người. Có Tâm Đồng cùng đi ta cũng yên tâm. Đông Vô Mệnh gật đầu nói. Hai người nhanh chóng khởi hành đi, có lẽ ở trong Đông Hải Thiên Địa Minh sắp có động tác, cẩn thận Thiên Địa Minh. Chàng cũng phải cẩn thận, chúng ta đi rồi, trong môn đã không còn bao nhiêu cường giả. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Đông Vô Mệnh. Yên tâm đi. Đông Vô Mệnh gật đầu nói. Siêu siêu. Một lát sau, trên lưng Phi Thiên Ngô Công, vô số cường giả Phi Linh Môn chạy tới đường hầm không gian ở trong Sơn Mạch Vũ Đô. Trải qua đường hầm không gian đi tới Đông Hải,
hiện tại chiến trường của hai minh vẫn ở trên Đông Hải. Tâm đồng, lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Cuối cùng ta có một loại cảm giác bất an. Trên lưng Phi Thiên Ngô Công, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói với Lục Tâm Đồng. Vâng. Lục Tâm Đồng khẽ gật đầu. Trong sơn mạch Liên Miên, trong đại điện, ánh mắt Gia Cát Tây Phong tràn ngập hàn ý, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, vài năm nay đây là lần đầu tiên hắn vui vẻ như vậy. Phụ thân, cẩm bào trên người Gia Cát Tử Vân run lên, bước vào trong đại điện, ánh mắt cũng cực kỳ đắc ý. Sắp xếp thế nào rồi? Gia Cát Tây Phong hỏi nhi tử. Tất cả đều sắp xếp tốt, có thể tùy thời xuất phát. Sát ý trong mắt Gia Cát Tử Vân bắn ra, hung hăng nói. Lục Lâm Thiên cùng Linh Vũ Đại Đế chết chắc, về sau cổ vực là của chúng ta. Linh Vũ Đại Đế, con cho rằng hắn thật sự là đế giả sao? Chúng ta đều bị lừa, nếu là đế giả hắn căn bản không có cách nào tiến vào trong hư không bí cảnh. Gia Cát Tây Phong cười nhạt một tiếng. Phụ thân, ý người nói là Linh Vũ Đại Đế không phải là đế giả. Gia Cát Tử Vân cực kỳ kinh ngạc. Gia Cát Tây Phong khẽ phe phẩy cái quạt, khôi phục vẻ nho nhã, lạnh nhạt trước kia, nói. Từ suy đoán của đại đa số cường giả trong thiên địa minh, Linh Vũ Đại Đế này trên thực tế chỉ là chuẩn đế mà thôi, thông báo ra ngoài xưng đế là muốn phô trương thanh thế, dùng để trấn nhiếp người khác mà thôi. Thì ra là vậy, toàn bộ đại lục đều bị lừa a. Gia Cát Tử Vân sững sờ nói. Đúng vậy, Thiên Linh Đan Tôn đã lừa gạt tất cả mọi người. Sớm biết như vậy chúng ta có thể động thủ với Phi Linh Môn. Gia Cát Tây Phong hối hận không thôi, ai ngờ Thiên Linh Đan Tôn lại giả mạo đế giả. Sau chuyện hư không bí cảnh, có người nói ra Linh Vũ Đại Đế chỉ là giả đế giải. Mọi người nghĩ lại lập tức suy nghĩ cẩn thận, đế giả chính thức tuyệt đối không thể vào trong hư không bí cảnh kia. Bất kể như thế nào Linh Vũ Đại Đế kia cũng đã chết. Gia Cát Tử Vân cũng không quan tâm chuyện Linh Vũ Đại Đế, hắn chỉ quan tâm Lục Lâm Thiên chết hay sống, ánh mắt hắn nhảy lên, nói. Phụ thân, lần này chúng ta hành động, thực sự không nói cho Hắc Sát Giáo kia hay sao? Hắc Sát Giáo đã không đáng tin cậy, ít nhất hiện tại không thể tin tưởng. Về sau như thế nào thì sau này nói tiếp. Gia Cát Tây Phong khẽ mỉm cười, nụ cười lành lạnh. Dường như đã tính toán Hắc Sát Giáo. Con hiểu rồi, đã tới giờ, chúng ta lập tức xuất phát. Lần này Nahas định có thể khiến cho đế đạo Minh há hốc mồm. Tâm tình của Gia Cát Tử Vân lúc này vô cùng tốt, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi vậy. Thời gian vừa vặn, đến lúc đó chúng ta dựa theo ước định đồng thời xuất phát. Lần này tới lượt thiên địa Minh chúng ta phản công, nhất định phải thắng lợi, đoán chừng lúc này bọn họ đã chuẩn bị tốt. Gia Cát Tây Phong nói, thu lại chiếc quạt trong tay, sát ý trong mắt bắn ra. Trên Đông Hải, sóng biển chấn động, trên một hải đảo, thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan đứng đó, tâm thần phơ song ra, dò xét không gian cùng với đại quân mấy ngàn vạn người của thiên địa minh, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, thì thào nói. Lục Lâm Thiên, ngươi chết thật sao? Ta thực sự không hy vọng giao thủ với đế đạo minh. Nếu như ngươi không chết, ta cũng không hy vọng có ngày ta và ngươi chết ta sống, thứ ta có thể làm hiện tại chỉ là không tự mình tham dự mà thôi. Trên vùng hải vực xa xa, không ít sườn đồi uốn lượn giống như có một đầu cự long khôn cùng xoay quanh vùng biển. Trong một sơn mạch, ngọn núi cao Vupsilon T trong mây, lộ ra khí thế nguy nga. Không biết từ khi nào trong ngọn núi có hai cỗ khí tức tràn ngập trong không gian. Thế nhưng lúc này lại không có ai cảm giác được khí tức biến hóa. Trong Đông Hải, trên một mảnh hải vực bao la, không khí căng cứng tràn ngập trong không gian. Đại tiểu thư, Bạch Cung Phụng, đại quân của tất cả các sơn môn lớn trong thiên địa minh đã hội tụ ở phía trước cách 5 vạn hải lý. Theo tin tức chúng ta nhận được, cường giả tất cả các sơn môn lớn tới không ít. Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn cũng tới Đông Hải ngày hôm qua. Có lẽ còn đang chờ cường giả khác, 3 ngày sau sẽ bắt đầu công kích. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói với Lục Tâm Đồng và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Hoàng Phủ Đường Chủ, người của tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo minh có tới hay không? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hỏi. Cũng đã tới, cường giả tất cả các sơn môn lớn đã tới không sai biệt lắm. Nhân số chúng ta dường như so với thiên địa minh yếu hơn một chút, thế nhưng số lượng cường giả tuyệt đối không ít hơn. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Lục Tâm Đồng nhìn mảnh hải vực bao la phía trước. Đôi mắt xinh đẹp biến ảo, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, trong hỏa diễm màu xanh, tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên bị hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ, thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên đã không còn kêu thảm thiết. Tiểu hồn anh cũng không run rẩy dữ tợn, dị hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ, đã bắt đầu có thể gian nan chống cự. Tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên dường như bởi vì được Thái Cổ U Minh Viêm rèn giũa cho nên đã chuyển thành màu xanh trắng, có chút quỷ dị. Ở trong hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, tiểu hồn anh Lục Lâm Thiên giống như đã thích ứng với Thái Cổ U Minh Viêm, ở trong không gian của Thái Cổ U Minh Viêm, áp lực của Lục Lâm Thiên giảm đi nhiều. Chỉ có tự bản thân Lục Lâm Thiên biến, tu luyện thành công địa hồn biến phải rèn luyện trong thiên hỏa 7-7-49 ngày. Mà hiện tại hắn đoán có lẽ đã 3-49 ngày, thế nhưng còn chưa tu luyện thành công địa hồn biến kia. Dường như có chút không giống với địa hồn biến trong Tam Thần Thiên Biến Quyết, dường như cũng kém không xa. Hỏa diễm Thái Cổ U Minh Viêm rèn giũa 150 ngày, Lục Lâm Thiên không biết tạo sao mình có thể chống cự được cho tới bây giờ, mặc dù có kim đao màu vàng bảo hộ, thế nhưng trình độ hung hiểm cùng dày dò bên trong đó quả thực vượt quá sự tưởng tượng của người thường. Tại sao có thể như vậy? Không ngờ ngươi có thể thích ứng với U Minh Viêm hỏa của ta. Thanh âm kinh ngạc của Thái Cổ U Minh Viêm vang lên, hắn cảm giác được hồn anh của nhân loại này dường như đã thích ứng được với cổ U Minh Viêm hỏa của hắn, không ngờ trong lúc bị thiêu đốt bắn đầu bình yên vô sự. Hiện tại hắn có cảm giác lực bất tòng tâm. Siêu! Lúc này quang mang màu vàng hình kim đao run lên, không ngờ lại bắt đầu thu liễm quang mang. Phù! Cùng một lúc, Thái Cổ U Minh Viêm phát hiện ra kim đao màu bảo hộ hồn anh của nhân loại khiến cho hắn không cách nào công phá lúc này không bảo vệ hồn anh của nhân loại kia nữa. Hỏa diễm nóng bỏng, cuồng bạo giống như dung nham lập tức tuôn về phía Lục Lâm Thiên. Đến đây đi! Tiểu hồn anh Lục Lâm Thiên lập tức hóa thành bản thể, thủ ấn kết xuất, toàn lực vận chuyển tâm pháp Tam Thần Thiên Biến Quyết, bắt đầu chịu đựng nhiệt độ cao của thiên hỏa rèn linh hồn. Hừ! Hỏa diễm cuồn cuộn, coi như lúc này hồn anh của Lục Lâm Thiên đã thích ứng với Thái Cổ U Minh Viêm, thế nhưng thiếu đi sự bảo hộ của kim đao màu vàng. Nhiệt độ kinh khủng này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên đi tới bờ vực sắp sụp đổ. Lục Lâm Thiên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thân thể tiểu hồn anh thừa nhận dung nham nóng bỏng bao phủ, nhiệt độ tựa như hủy diệt cùng với dung nham nóng bỏng va chạm vào thân tiểu hồn anh. Bởi vì thân thể dường như đã thích ứng được với Thái Cổ U Minh Viêm cho nên áp lực mà Lục Lâm Thiên phải chịu đựng giảm bớt không ít. Mà lúc này dưới hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố, Lục Lâm Thiên cắn chặt răng, linh hồn tùy thời sụp đổ, bị phá hủy. Màu sắc trên tiểu hồn anh lần nữa biến hóa, Tam Thần Thiên Biến Quyết vận chuyển, linh hồn lại nhận sự rèn giũa kinh khủng nhất, linh hồn trở nên tinh thuần vô cùng. Nhân loại đáng chết, ta muốn thiêu đốt ngươi thành cho bụi. Thái Cổ U Minh Viêm gầm lên, thúc giục hỏa diễm màu xanh ra trời bao trùm thân thể tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên. Có bản lĩnh cứ tới. Thanh âm lạnh lùng từ trong kẽ răng Lục Lâm Thiên tràn ra, bên trong hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố, Lục Lâm Thiên cảm giác tuy rằng Thái Cổ U Minh Viêm khủng bố, thế nhưng lúc này hắn đã có thể kiên trì, trong lúc mơ hồ thậm chí Lục Lâm Thiên còn cảm giác được dường như Thái Cổ U Minh Viêm lúc này đã bắt đầu suy yếu đi. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu, lời nói của huyết linh mẫu đơn là thực, Thái Cổ U Minh Viêm này bị phong ấn vô số năm, thực lực ngay cả 1/10 cũng không khôi phục. Tăng thêm kim đao màu vàng diệt mất linh hồn phân thân của hắn, loại trọng thương giống như muốn lấy đi nửa cái mạng này sợ rằng đã khiến cho hắn càng thêm yếu. Tăng thêm không ngừng tiêu hao mấy trăm ngày nay, Lục Lâm Thiên phỏng đoán hiện tại thực lực của Thái Cổ U Minh Viêm chỉ tương đương với nhân loại vừa mới đột phá đế cấp mà thôi. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, linh hồn hắn bị Thái Cổ U Minh Viêm như vậy bao phủ, tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Thái Cổ U Minh Viêm bị trọng thương. Tăng thêm tiểu hồn anh đã thích ứng với hỏa diễm màu xanh ra trời, lúc này tuy rằng Lục Lâm Thiên tuyệt đối không dễ chịu, thế nhưng cũng có thể khiêu chiến với Thái Cổ U Minh Viêm. Ta muốn nghiền nát ngươi thành cho. Nghe Lục Lâm Thiên Upsilon, Thái Cổ U Minh Viêm rít gào liên tục. Không biết làm sao lúc này Thái Cổ U Minh Viêm lại có cảm giác lực bất tòng tâm, dưới tình huống hắn dùng toàn lực, cũng không thể làm gì được tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên. Thời gian lần nữa trôi qua. Lục Lâm Thiên ngày càng cảm giác được dễ chịu hơn. Từ cảm giác không cách nào thừa nhận khi trước, đến bây giờ có thể thích ứng với nhiệt độ khủng bố, linh hồn lột xác khiến cho trong nội tâm Lục Lâm Thiên kinh hỉ. Vạn biến chi hồn, thiên hỏa cửu chuyển. Vào thời khắc này, trong hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, thân thể hồn anh của Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng,
thủ ấn biến hóa quỷ dị, năng lượng linh hồn điên cuồng vận chuyển. Trên thân thể linh hồn lập tức xuất hiện từng đoàn bí văn huyền ảo. Ngay lúc đó, từng đạo thái cổ u minh viêm bị cắn nuốt vào trong linh hồn, thiên hỏa nóng bỏng liên tục được vận chuyển vào trong tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên. Những nơi thái cổ u minh viêm đi qua, linh hồn Lục Lâm Thiên run rẩy, thân thể linh hồn run rẩy dữ tợn. Thái cổ u minh viêm vận chuyển vài vòng trong cơ thể, tình huống tốt hơn không ít. Lục Lâm Thiên đã có thể kiên trì. Khi thái cổ u minh viêm vận chuyển được 6 vòng trong thân thể tiểu hồn anh, thân thể linh hồn của Lục Lâm Thiên trong lúc mơ hồ xảy ra biến hóa, khi vận chuyển được 9 vòng, phía trên tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên, bí văn huyền ảo biến mất, trên thân thể có quang mang màu xanh quanh quẩn. Thành công, ta thành công rồi. Địa hồn biến đã thành công. Lục Lâm Thiên kinh hỉ, lúc này hắn đã triệt để tu luyện thành công địa hồn biến. Nhảy qua nhân hồn biến, tu luyện thành công tầng thứ 2. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, hồn anh của hắn so với trước kia, chỉ riêng độ tinh thuần, quả thực đã cách biệt một trời một vực. Hỗn trướng, hóa ra ngươi ở trong thế giới của ta tu luyện bí pháp. Nhân loại vô sỉ. Thái cổ u minh viêm nổi giận, tới lúc này hắn mới nhìn ra, hóa ra nhân loại này ở trong thế giới của hắn tu luyện bí pháp, không ngờ hắn lại bị lợi dụng. Bị một nhân loại nhỏ bé lợi dụng. Coi như ta phải trả giá thật nhiều thì ta cũng sẽ khiến cho ngươi tan thành mây khói, nghiền nát ngươi thành cho bụi. Thái cổ u minh viêm nổi giận liên tục, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà nhiệt độ khủng bố trong thái cổ u minh viêm lần nữa tăng lên, khí tức tăng vọt. Nhiệt độ khủng bố tăng lên, không gian trong nháy mắt dị thường đáng sợ, hỏa diễm màu xanh ra trời rít gào, bọt khí khủng bố liên tiếp nổ tung. Không xong, tại sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Lục Lâm Thiên biến sắc. Trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, thái cổ u minh viêm giống như khôi phục tới tình trạng khủng bố vậy. Siêu! Ngay khi Lục Lâm Thiên cảm giác được khí tức khủng bố kia, một đạo đao mang màu vàng lập tức xuyên qua không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời, trong chốc lát bao phủ tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên còn chưa lấy lại được tinh thần, tiểu hồn anh không ngờ trong giây lát lại trở lại trong đầu. Phanh, phanh, phanh! Ngay khi tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên vừa mới biến mất, thái cổ u minh viêm khủng bố liên tiếp vang lên tiếng nổ kinh người. Một mảnh bọt khí màu xanh ra trời khủng bố nổ tung. Dung nham màu xanh ra trời kinh khủng tạo thành một đám mây hình nấm. Mỗi một lần nổi tung đều tương đương với một chuẩn đế tự bạo, dường như còn cường hãn hơn nhiều. Tại sao lại mạnh như vậy? Tiểu hồn anh trở lại không gian trong đầu, hai mắt vẫn nhắm chặt trên bản thể Lục Lâm Thiên đột nhiên mở ra. Ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, khí tức của thái cổ u minh viêm lập tức tăng lên tình trạng khủng bố. Ngay cả quang mang của kim đao màu vàng lúc này cũng run rẩy, chấn động. Lục Lâm Thiên không nghĩ ra, vốn hắn còn tưởng rằng nếu như tiểu hồn anh không sợ nhiệt độ này, thừa dịp thái cổ u minh viêm suy yếu tới tình trạng này, nói không chừng còn có thể rời khỏi thế giới của thái cổ u minh viêm cũng không nhất định. Ai ngờ thái cổ u minh viêm lại lần nữa trở nên mạnh mẽ như vậy. Mẫu đơn. Khí tức của thái cổ u minh viêm đã rất yếu, tại sao lại đột nhiên khủng bố, dường như so với ban đầu còn mạnh hơn nhiều. Đại hồn anh của Lục Lâm Thiên hỏi huyết linh mẫu đơn. So với ban đầu còn mạnh hơn. Huyết linh mẫu đơn nghi hoặc một lát, lập tức nói. Nếu ta suy đoán không sai, nhất định người đã upsilon tên u minh kia, nhất định hắn đã bị người ép cho nên mới thiêu đốt linh hồn. Thiêu đốt linh hồn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi. Lập tức hỏi huyết linh mẫu đơn. Thiêu đốt linh hồn sẽ khiến cho thực lực đột nhiên tăng cường lên hay sao? Thiêu đốt linh hồn tương tự như vũ giả, linh giả nhân loại các ngươi tự bạo hồn anh. Có thể tăng cường thực lực, bất quá ta suy đoán không tới bước đường cùng hoặc nổi giận thì U Minh có lẽ sẽ không làm như vậy. Đối với con đường tu luyện về sau của hắn sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Thanh âm như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn vang lên, dường như nhớ tới cái gì đó, nói. Lục Lâm Thiên, ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho tên U Minh kia nổi giận. Bằng không dùng tính nóng nảy của hắn, một khi hắn tự bạo cùng chúng ta đồng quy vu tận mà nói, khi đó chúng ta xong đời. Thì ra là thế. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, phải đề phòng thái cổ U Minh viêm này mới được. Nếu như thứ đồ chơi này nổi giận tự bạo, quả thực có chút phiền phức. Không biết kim đao màu vàng đến lúc đó có thể chống lại được hay không. Mất đi bảo vật như thái cổ U Minh viêm. Lục Lâm Thiên phỏng đoán đến lúc đó hắn sẽ đau lòng tới chết.
Nhưng mà trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên cảm thấy, thái cổ U Minh Viêm này tuy rằng nóng nảy, thế nhưng tuyệt đối không giống như quá mức nóng nảy, thiêu đốt linh hồn muốn đối phó với hắn không nhất định là bị hắn chọc giận mà còn có chút ẩn tình nào đó. Về phần là cái gì, Lục Lâm Thiên cũng không thể đoán ra được, tóm lại hắn cảm giác thái cổ U Minh Viêm này không quá nóng nảy, nhất định là có mưu đồ. Nếu như nóng nảy thì cũng không tạo ra một kế hoạch lớn như vậy được. Nhân loại đáng chết, chỉ biết co đầu rút cổ không ra. Có bản lĩnh thì đi ra đây. Thái cổ U Minh Viêm phẫn nộ quát, hắn vốn muốn thiêu đốt và phá hủy linh hồn của nhân loại này, thế nhưng nhân loại này lại tránh đi, đối với bảo vật quỷ dị kia hắn cũng vô cùng kiêng kỵ. Hắn thiêu đốt linh hồn muốn phá hủy nhân loại này cũng không phải là vì nổi giận mà làm vậy. Mà giờ phút này hắn kiêng kỵ bảo vật kia, có bảo vật khủng bố như vậy ở trong thế giới của hắn, hắn đứng ngồi không yên. Thậm chí còn hối hận vì đã nuốt những nhân loại này vào trong thế giới của hắn. Vô số năm bị phong ấn, để cho hắn chịu áp lực, đồng thời cũng khiến cho hắn cẩn thận từng chút một. Bảo vật kinh khủng kia khiến cho hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, cho nên hắn phải loại trừ mối uy hiếp này. Thế giới của hắn là nơi mạnh nhất của hắn, đồng thời cũng là nơi yếu nhất, lúc này thực lực của hắn cũng không có cách nào khôi phục tới tình trạng đỉnh phong năm đó. Cho nên có bảo vật quỷ dị này ở trong thế giới của hắn, hắn rất kiêng kỵ. Căn bản không có cách nào yên tâm. Hết lần này tới lần khác bảo vật kia lại mặc kệ công kích của hắn, thế nhưng hắn cũng không có cách nào dung chuyển được nó. Hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không dám trêu thái cổ U Minh Viêm này quá trớn, nói không chừng sẽ khiến nó nổi giận. Cho nên Lục Lâm Thiên lười quan tâm tới thái cổ U Minh Viêm kia. Cảm nhận tiểu hồn anh trong đầu lúc này, linh hồn lực tinh thuần không có một chút tạp chất, khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười vui vẻ. Tam thần thiên biến quyết này quả thực đủ bất phàm, có cơ hội hắn phải thử nghiệm tam thần thiên biến quyết này thần dị ra sao. Thế nhưng từ tình huống trước mắt xem ra, vẫn nên trước tiên đột phá thành đế, đến lúc đó dựa theo biện pháp của huyết linh mẫu đơn. Khống chế thái cổ U Minh Viêm rồi rời khỏi thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Vì sao lại không có cách nào thuận lợi đột phá? Lục Lâm Thiên khẽ than, hắn đã thử qua việc đột phá, thế nhưng lại không có động tĩnh gì, muốn đột phá rất khó khăn. Cho dù hắn phục dụng không ít bảo vật, đạt được không ít cơ duyên, thế nhưng vẫn rất khó. Lục Lâm Thiên cũng có thể hiểu được một chút, từ cổ chí kim, bao nhiêu cường giả thiên phú tuyệt đỉnh, phong hoa tuyệt đại đều không thể không dừng lại. Sư phụ thánh thủ linh tôn năm đó cũng dừng lại trước cấp độ đế giả này. Không có cách nào đột phá thì lĩnh ngộ vậy. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, thủ ấn lập tức kết xuất, hai mắt khép hờ, bắt đầu lĩnh ngộ. Trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời, Lục Lâm Thiên ở dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng bắt đầu ngồi xuống. Giống như lão tăng nhập định, không chút sức mẻ, đao mang ở trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm vững như bàn thạch. Theo lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc phát hiện ra, linh hồn trải qua thái cổ U Minh Viêm rèn rũa loại bỏ tạp chất, khiến cho hắn lĩnh ngộ nhanh hơn không ít. Dường như khiến cho hắn có thể cảm giác được năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Khiến cho hắn càng thân cận hơn với năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Mừng rỡ, Lục Lâm Thiên lần nữa tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ, quanh thân được quy nác mang màu vàng bao phủ, mỗi một tấc thân thể đều có kim quang lan tràn ra, kim quang sắc bén, lạnh lẽo. Phải đột phá đế cấp, ngưng tụ ra linh hồn phân thân, đến lúc đó triệt để xóa bỏ linh hồn thái cổ U Minh Viêm, dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, như vậy mới có thể rời khỏi thế giới của thái cổ U Minh Viêm này. Không có cách nào đột phá tới đế cấp, Lục Lâm Thiên cũng đành chịu, tuy rằng sốt ruột, thế nhưng cũng không có biện pháp nào. Loại đột phá này tuy rằng không phải nói là hắn muốn đột phá là đột phá, cho nên lúc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính. Bị nhốt trong hư không bí cảnh, mặt khác còn có vấn đề khác khiến cho Lục Lâm Thiên lo lắng. Thời gian dài như vậy không biết tình huống bên ngoài thế nào. Có lẽ bị thái cổ U Minh Viêm vây khốn, người bên ngoài còn cho rằng hắn và nghĩa phụ Nam Thúc cùng Tiểu Long đã chết chắc. Chuyện này không khỏi làm cho Lục Lâm Thiên lo lắng, nếu như bên ngoài cho rằng hắn và Nam Thúc đã chết, tình huống của Phi Linh Môn sẽ không ổn, có lẽ Thiên Địa Minh sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lục Lâm Thiên càng nghĩ càng cảm thấy ngưng trọng, thế nhưng hiện tại cũng không có cách nào đi ra ngoài, hy vọng bên ngoài không xảy ra vấn đề gì khác thì tốt. Trong đầu suy nghĩ loạn một hồi, Lục Lâm Thiên thu hồi tâm thần, một lát sau Lục Lâm Thiên tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Trong lúc lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên dùng thuộc tính kim làm chủ,
đương nhiên thuộc tính khác cũng không có vì vậy mà bị bỏ lại phía sau. Lao ngục thời không dùng thuộc tính kim làm chủ, dùng ngũ hành tương sinh tương khắc làm cơ sở. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim lại sinh thủy. Trong cơ thể, 5 loại thuộc tính tương sinh dung hợp, lần lượt luân hồi diễn sinh. Lĩnh ngộ là bởi vì Lục Lâm Thiên cũng có ý định của riêng mình. Hiện tại hắn không có cách nào đột phá, có lẽ là bởi vì phương diện lĩnh ngộ có vấn đề. Có lẽ thiếu một chút cơ hội, mà nếu như hắn có thể lĩnh ngộ thuộc tính kim tới đại thành mà nói, không chỉ giải quyết vấn đề về phương diện lĩnh ngộ, đến lúc đó sợ rằng cũng tự tạo cơ hội cho bản thân hắn. Lúc trước Bắc Cung lão tổ đem thuộc tính mộc lĩnh ngộ tới đại thành, một lần đột phá thành đế, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên nhìn thấy hy vọng, có lẽ khi thuộc tính kim của hắn đại thành chính là ngày hắn thành đế. Lùi vạn bước mà nói, thuộc tính kim đại thành mà không có cách nào thành đế thì Lục Lâm Thiên cũng có thể xác định thực lực của mình lúc đó sẽ tăng lên nhiều, cho nên lúc này lĩnh ngộ không dư thừa một chút nào. Cũng là lựa chọn duy nhất của hắn hiện tại. Hiện tại hắn phải mau chóng tăng cường thực lực, vạn nhất kim đao màu vàng đột nhiên không bảo hộ hắn nữa, hắn cũng không thể để cho mình không có sức chống cự nào. Lúc này lĩnh ngộ thuộc tính kim đại thành, Lục Lâm Thiên có tin tưởng tuyệt đối. Không biết vì sao trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính kim, hắn có ưu thế và thiên phú tuyệt đối. Giống như hắn là sủng nhi của thuộc tính kim vậy. Lĩnh ngộ thuộc tính kim đại thành, bước chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc, đây cũng là thứ mà Lục Lâm Thiên vẫn luôn chờ mong. Những nhân hoàng tộc này rốt cuộc có bí mật gì, chỉ khi hắn đặt chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc mới có thể biết được những bí mật này. Trở thành nhân hoàng tộc thứ 7, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên càng thêm nóng bỏng. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng quyết định, không thể không lĩnh ngộ thuộc tính kim tới đại thành. Như vậy mới có cơ hội đột phá thành đế. Mà đổi lại bên ngoài, khi thuộc tính kim đại thành, có lẽ mới chính thức chống lại được lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc. Bất kể là hắn tu luyện loại thuộc tính nào, lĩnh ngộ thời gian hay là gì vĩnh viễn đều đi trên con đường người khác đã đi. Muốn đuổi kịp người khác căn bản không có khả năng. Lĩnh ngộ thuộc tính kim, đây mới chính là con đường hắn thực sự nên đi. Đi một con đường khác với tiền nhân. Đuổi theo bước chân của tiền nhân, tuy rằng mỗi một bước tiến về phía trước đều là đường núi gập ghềnh, thế nhưng cũng có thể chậm chạp đi theo. Thế nhưng mà đây không phải là điều Lục Lâm Thiên muốn. Cũng không phải là tính cách của Lục Lâm Thiên. Đi theo bước chân của tiền nhân, con đường tu luyện sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Có người dẫn đường, chung quy so với tự mình mò mẫm trong bóng tối sẽ nhẹ nhàng, dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà Lục Lâm Thiên lại không nghĩ như vậy, đi theo con đường của tiền nhân, sợ rằng rất khó có cơ hội siêu thoát được tiền nhân, tìm được hướng đi mới. Chỉ có bản thân mình đi một con đường mới ngay từ đầu, tuy rằng khó khăn, thế nhưng nói không chừng con đường này có thể đi thông tới phương hướng khác trong thiên địa. Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái điên cuồng lĩnh ngộ, quang thân tràn ngập kim quang. Cũng không biết ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, năng lượng thuộc tính kim không biết từ nơi nào chui vào. Bắt đầu chậm rãi hội tụ tới. Thái cổ U Minh Viêm tiếp tục rít gào, thế nhưng nhìn thấy Lục Lâm Thiên trốn trong quang mang của bảo vật kia không để ý tới hắn, hắn cũng không tiếp tục thiêu đốt linh hồn nữa. Đối với Lục Lâm Thiên hắn cũng đành chịu, trốn ở trong quang mang của bảo vật kia, hắn căn bản không có một biện pháp nào ngăn cản. Càng ngày càng tiêu hao nhiều, khiến cho hắn đã rất suy yếu, mà ngay cả thiêu đốt linh hồn cũng phải dùng tới. Mà hiện tại có bảo vật này, ngay cả thời gian khôi phục hắn cũng không có. Hắn quá kiêng kỵ bảo vật này, đây chính là ở trong thế giới của hắn. Là nơi hắn mạnh nhất, cũng là nơi yếu nhất của hắn. Vạn nhất trong lúc hắn khôi phục, nhân loại này đột nhiên ra tay, vậy thì hắn gặp phiền phức lớn. Cho nên lúc này Thái Cổ U Minh Viêm ngay cả khôi phục cũng không dám, chỉ có thể chờ đợi. Thái Cổ U Minh Viêm đột nhiên có cảm giác, không phải là hắn vây khốn nhân loại này mà là nhân loại này vây khốn hắn. Khiến cho hắn chờ đợi trong lo lắng. Nếu tiếp tục như vậy rất có thể hắn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó sẽ ngày càng yếu. Tình huống này càng không xong, hậu quả khủng bố như thế nào Thái Cổ U Minh Viêm biết rõ ràng nhất. Hậu quả đó hắn không có cách nào thừa nhận được, thế nhưng cho dù như vậy hắn vẫn bất lực, nhân loại kia trốn vào trong quang mang của bảo vật kia hắn không có cách nào dung chuyển được. Cái bảo vật khủng bố này khiến cho Thái Cổ U Minh Viêm một mực suy nghĩ. Cũng không biết là vật gì khiến cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Trên đời này đã sớm không còn đồ vật gì khiến cho hắn e ngại, chuyện này khiến cho hắn khó hiểu. Nhân loại đáng chết. Thái Cổ U Minh Viêm càng nghĩ càng giận,
càng giận dữ, chuyện này khiến cho hắn rất nghẹn khuất. Mà lúc này khiến cho trong lòng Thái Cổ U Minh Viêm nghi hoặc chính là một cỗ năng lượng thiên địa hắn chưa bao giờ cảm nhận ra đang tiến vào trong cơ thể hắn, cỗ năng lượng này sắc bén mà lạnh lẽo. Năng lượng thiên địa này thẩm thấu vào, không ngờ hắn lại không thể ngăn cản được nó. Năng lượng thiên địa sắc bén, lạnh lẽo hội tụ về phía nhân loại kia. Loại năng lượng thiên địa này trong lúc mơ hồ khiến cho hắn cảm giác kinh hãi. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, từ bọt khí nổ tung vang vọng trong không gian ra, không gian lần nữa trở nên yên tĩnh. Dưới sự bao phủ của kim quang màu vàng, quang mang thuộc tính quanh thân Lục Lâm Thiên không ngừng lóe lên. Giờ phút này Lục Lâm Thiên hoàn toàn tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ, triệt để quên đi thời gian trôi qua. Lục Lâm Thiên cũng đã quyết định, lần này nhất định phải lĩnh ngộ thuộc tính kim tới đại thành, bằng không sợ rằng hắn không thoát khỏi sự vây khốn của Thái Cổ U Minh Viêm. Thời gian giống như cát chảy, lặng lẽ trôi qua, quang mang thuộc tính kim của Lục Lâm Thiên quang quẩn. Dưới màn đêm bao phủ, trong một sơn mạch, những ngôi sao trên trời le lói, gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua mang theo cảm giác lạnh lẽo. Trong một đình viện, không ít đạo thân ảnh mang theo khí tức âm trầm ngồi ở đó, mỗi một người tuyệt đối là cường giả. Khí tức trên người không có một chút nào tiết ra ngoài, thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến cho người ta ngừng thở. Lần này chúng ta ra tay nhất định không thể để lộ ra bất kỳ tin tức nào. Một lão giả âm lệ, trầm giọng nói. Đó là đương nhiên, lần này Nguyệt Long Các chúng ta, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo liên thủ, nhất định phải đem thù trước đó thu lại. Một lão phụ nhân mặc váy hoa mặt mũi âm trầm nói. Lần này nhất định sẽ khiến cho người đế đạo Minh há hốc mồm. Một đại hán hai mắt lan tràn ra hàn ý, không gian quanh thân giống như muốn đóng băng. Thiên Băng Tôn giả, người đã hẹn bên kia chưa? Xác định không sai chứ? Lão phụ nhân mặc váy hoa nói với đại hán kia. Hoa Linh Tôn giả, người cứ yên tâm đi, nhất định không có vấn đề. Sáng sớm ngày mai sẽ cùng ra tay. Lần này nhất định phải khiến cho bọn chúng trả giá đắt. Khoản sổ sách này cũng nên lấy lại từ đế đạo Minh. Đại hán kia lạnh nhạt nói. Vậy là tốt rồi, sáng sớm ngày mai sẽ khiến cho bọn chúng trả giá đắt. Lão giả âm lệ nói chuyện đầu tiên âm trầm nói, trong thanh âm tràn ngập sát ý. Người này tuổi chừng 60, toàn thân lan tràn ra khí tức nóng bỏng. Vào đêm, trong sơn mạch, vô số thân ảnh đứng đó. Ánh mắt nhìn lên màn sáng bằng năng lượng trong màn đêm, khí tức đều được thu liếm, không một chút nào tiết ra ngoài. Dưới cỗ khí tức vô hình này, tất cả yêu thú, linh thú trong phạm vi sơn mạch cảm giác được cỗ khí tức vô hình kia đều tránh ra xa. Sắc trời vừa sáng chúng ta lập tức xuất phát, lần này nhất định phải nhổ tận gốc. Thù của Hóa Vũ Tông ta chỉ có Phi Linh Môn diệt vong mới có thể trả hết nợ. Trong sơn mạch, một lão giả áo xám nhìn phía trước nói, ánh mắt tràn ngập sát ý. Sắc trời vừa sáng dùng tốc độ cao nhất xuất phát, hiện tại Phi Linh Môn không còn cường giả, lần này nhất định phải để cho Phi Linh Môn thành hư vô. Thù Lan Lăng Sơn Trang ta nhất định phải khiến cho Phi Linh Môn trả giá thật nhiều. Một mỹ phụ áo tím trầm giọng nói. Lần này đủ để xóa bỏ tên Phi Linh Môn trên đại lục này. Một lão giả lưng đeo trường kiếm, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười nói. Trong đám cười, Gia Cát Tử Vân lạnh nhạt cười. Tâm tình đương nhiên vô cùng tốt. Tử Vân, thực lực của con còn không quá cao, con đi theo chút ít sẽ gặp nguy hiểm. Mỹ phụ áo tím nói với Gia Cát Tử Vân. Gia Cát Tử Vân nhìn Mỹ phụ áo tím, cung kính nói. Tử Linh Sư Thúc Tổ, con có thể bảo vệ chính mình. Phi Linh Môn và Lan Lăng Sơn Trang con có thâm cừu đại hận. Thân là một thành viên của Lan Lăng Sơn Trang, tự nhiên con phải xuất một phần lực. Được rồi, đến lúc đó cẩn thận một chút. Mỹ phụ áo tím nói. Gia Cát Tử Vân gật đầu, trong mắt hiện lên hàn ý, mai là ngày Phi Linh Môn diệt môn, làm sao hắn có thể bỏ qua được. Thời gian từ từ trôi qua, trăng sáng lặn xuống. Khi tia sáng đầu tiên từ phương đông xuất hiện, trong một sơn mạch, mấy trăm đạo thân ảnh nhảy lên. Từng đạo thân ảnh giống như lưu quang xẹt qua không trung, lập tức phóng về phía sơn mạch Vũ Đô. Siêu siêu. Trên một hải vực, khi hải đảo được tia sáng đầu tiên chiếu rọi, mấy trăm đạo thân ảnh từ trên hải đảo nhảy lên, từng đạo khí tức hùng hậu lan tràn ra. Mang theo gợn sóng lắc lư, lập tức hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua trời cao. Mục tiêu chính là đại quân ở không gian phía xa. Sáng sớm, trên Đông Hải, mặt trời hiện lên sau lưng hải đảo khổng lồ phía xa,
vài tia nắng mặt trời chiếu rọi cả hải đảo và hải vực. Ầm ầm. Lúc này trong hải vực phía trước truyền tới tiếng nổ mạnh kinh thiên. Trong bầu trời vang lên tiếng xé gió kinh người, tiếng thú minh, một mảng lớn thân ảnh rậm rạp, chằng chịt xuất hiện trên không trung. Mảng lớn thân ảnh này sợ rằng phải hơn ngàn vạn người. Thiên địa minh rốt cuộc cũng tới. Tất cả đệ tử đế đạo minh nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng hét lớn trong đế đạo minh truyền ra, từng đạo thân ảnh cường giả thả người nhảy lên giữa không trung. Yêu thú tỏa kỵ xoay quanh, rít gào, mấy trăm đạo thân ảnh cơ hồ chiếm cứ một phương không gian. Ầm ầm. Trên hải vực bao la lập tức gió nổi mây phun, ánh mặt trời bị che đậy. Phía trên hải vực như lờ mờ, trong hải vực sóng gió ngập trời, mãnh liệt, hai quân đối đầu, đại chiến hết sức căng thẳng. Trên vạn đảo nhai, vạn đảo liên miên, cuối thu, lá cây khô không ngừng rơi xuống. Gió sớm thổi qua, lá rụng bay múa, có chút tiêu điều. Thế nhưng là bởi vì vị trí địa lý đặc thù của vạn đảo nhai, cho nên so với địa phương khác vẫn xanh biếc hơn nhiều, cực kỳ quỷ dị. Sáng sớm, trên vạn đảo nhai vô cùng yên tĩnh, gió sớm thổi sương mù sớm. Siêu siêu. Nhưng vào lúc này bên ngoài vạn đảo nhai lập tức xuất hiện một mảng lớn bóng đen, một cỗ khí tức hùng hậu xuất hiện. Giống. Ngao. Từng đầu yêu thú khổng lồ đi tới, từng đạo thân ảnh đứng đó, sát ý phô thiên cái địa khuếch tán. Đệ tử Nguyệt Long các nghe lệnh, giết cho ta. Không giữ lại một người nào của Thánh Linh Giáo. Đệ tử Thần Kim các nghe lệnh, giết không tha. Chúng đệ tử Khôn Dương đảo nghe lệnh, chó gà không tha. Từng tiếng hét lớn vang lên, khí tức khủng bố cuốn tới. Chúng đệ tử Thánh Linh Giáo còn không kịp phản ứng đã bị đánh chết. Ba Sơn Môn có chuẩn bị mà tới khiến cho những đệ tử bên ngoài của Thánh Linh Giáo không có lực chống lại. Sáng sớm, trong Phi Linh Sơn Mạch, dãy núi liên miên không ngớt, cánh rừng bao la, bạt ngàn. Trong sơn mạch được phủ bởi một tầng sương mù mỏng, rừng cây bạc phơ, trong gió sớm mang theo từng mảnh lá vàng rụng, phát ra tiếng xào xạc. Siêu siêu. Lúc này bên ngoài Phi Linh Sơn Mạch đột nhiên nghe thấy từng thanh âm xé gió, vô số yêu thú phi hành cao dai vỗ cánh bay tới, đem gợn sóng trong không gian chấn bay. Mau nhìn, những người này dường như đi tới Phi Linh Môn. Hình như là người của Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang. Ta nhìn như còn có người của Thiên Kiếm Môn và Vạn Thú Tông. Không tốt, Phi Linh Môn không xong rồi, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông muốn đi đối phó với Phi Linh Môn A. Nghe nói Lục Lâm Thiên cùng với Linh Vũ Đại Đế chết, cường giả Phi Linh Môn dường như đều đi tới Đông Hải, lúc này Phi Linh Môn dường như không có cường giả gì. Từng tiếng xé gió, khí tức hùng hậu, mạnh mẽ lan tràn, mục tiêu chính là Phi Linh Môn khiến cho vô số ánh mắt chú ý. Tất cả mọi người kinh hãi, trong lòng hiểu rõ, lúc này Phi Linh Môn đang bị đám người Lan Lăng Sơn Trang cùng với những sơn môn khác đánh lén. Lục Lâm Thiên và Linh Vũ Đại Đế vừa mới chết, mấy sơn môn này tuyệt đối sẽ không bỏ qua Phi Linh Môn. Đại chiến kinh người bao phủ cả cổ vực và vạn đảo nhai, ngoài quần phong liên miên, lúc này trên không trung có vô số yêu thú vỗ cánh áp không bay tới, mà ở phía dưới, mấy trăm đạo thân ảnh rơi xuống, trong đó còn có không ít thân ảnh khôi lỗi. Khổng Tước Tôn giả, bọn họ tới rồi. Trong quần phong, trên một ngọn núi khổng lồ nhất, hơn 10 đạo thân ảnh mang theo ánh mắt ngưng trọng đánh đó. Trong hơn chục đạo thân ảnh này đi đầu là một người mặc cẩm bào, ung dung, quý phái, hai mắt thâm thúy mênh mông giống như biển cả. Đúng là Khổng Tước Tôn giả đã tới chuẩn đế. Bên người Khổng Tước Tôn giả còn có Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng, Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hầu Khải, còn có Minh Diệu Tổ cùng với Hộ Giáo Tôn Lão cùng với các trưởng lão. Chúng ta mắc lừa rồi, sợ rằng đại chiến ở Đông Hải chỉ là ngụy trang, Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các lần nữa phái ra ba chuẩn đế, mục tiêu chính thức sợ rằng chính là Thánh Linh Giáo ta. Ánh mắt Khổng Tước Tôn giả tràn ngập vẻ ngưng trọng. Khổng Tước Tôn Tổ, cường giả Thánh Pháp Bộ, Thánh Vũ Bộ cùng với cùng kỳ tôn giả đều không có mặt, sợ rằng chúng ta khó có thể chống cự lại sự vây công quy mô của ba sơn môn này. Hai mắt Tiết Linh Phương ngưng trọng. Chúng ta lập tức thông báo cho cùng kỳ tôn giả trở về trợ giúp. Sắc mặt Hạ Hầu Khải ngưng trọng. Không kịp rồi, trên người cùng kỳ tôn giả cũng không có ngọc giản truyền tin, cho dù là cùng kỳ tôn giả toàn lực chạy tới, sợ rằng cũng chậm một chút. Bọn họ đã tới bên ngoài, chuẩn bị bày trận đi. Bọn chúng muốn vây công Thánh Linh Giáo ta cũng không dễ dàng như vậy.
Khổng Tước Tôn giả lạnh nhạt nói. Chúng ta đến rồi, cẩn thận trận pháp của Thánh Linh giáo, khôi lỗi, còn có yêu thú. Ở trên tầng trời thấp, một đạo thân ảnh âm trầm đạp không đứng thẳng, trong mắt tràn ngập sát ý ngập trời, không trung, thậm chí là chung quanh thân thể hắn có một cỗ khí tức thiên địa nóng bỏng như có như không. Không hề nghi ngờ thực lực người này đã tới cấp độ chuẩn đế. Thánh Linh giáo ở trên vạn đảo nhai kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm. Hôm nay chúng ta phải nhổ tận gốc. Một lão phụ nhân ánh mắt âm trầm, khẽ phất tay ra lệnh, chân khí, linh lực trên người chúng cường giả phía sau lan tràn ra. Khí tức phú tôn, linh tôn hùng hậu, đại bộ phận còn lại đều là cường giả vương cấp, xuất cấp cũng chỉ là số ít. Giết không tha. Đại hán cường tráng lạnh nhạt nói. Dám xâm phạm Thánh Linh giáo ta nhất định phải trả giá đắt. Trong lúc đại hán cường tráng vừa mới nói xong, một thanh âm lạnh lẽo vang vọng. Bày trận. Tiếng quát vừa dứt, trong khắp phía chân trời đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, bên trong sương mù dày đặc truyền tới khí tức chấn động. Là Khổng Tước Tôn giả của Thánh Linh giáo, coi chừng trận pháp của Thánh Linh giáo. Giữa không trung, ba siêu cấp cường giả dẫn đầu hét lớn một tiếng. Siêu siêu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, khắp chân trời đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Trong sương mù dày đặc truyền ra khí tức chấn động, ngày càng mạnh mẽ tới mức độ khoa trương. Ngay sau đó, chín đạo quang trụ chói mắt từ bốn phía chân trời phóng lên cao. Ầm ầm, cả không trung đột nhiên run lên, một mảnh sương mù bàng bạc giống như màn sáng che khuất bầu trời, che cả những dặng núi liên miên. Đem cả mấy trăm đạo thân ảnh cùng với yêu thú, khôi lỗi phía trước bao phủ vào bên trong. Phá trận. Đại hán cường tráng, lão giả âm lệ, lão phụ nhân, ba người này nhìn nhau, lập tức hét lớn một tiếng. Ba đạo thân ảnh phóng lên trời. Khí tức đáng sợ, phô thiên cái địa lan tràn ra. Chân khí, linh lực của ba người tuôn ra. Chỉ một thoáng, chân khí cùng với linh lực mênh mông, năng lượng bàng bạc từ trong thân thể tuôn ra. Ba đạo quang trụ bằng linh lực, chân khí ầm ầm phóng về phía chân trời khiến cho không gian run rẩy. Lập tức phóng tới sương mù dày đặc giống như màn sáng bao phủ không gian kia. Phanh phanh. Ba đạo thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng. Ba đạo quang trụ bằng năng lượng bàng bạc lập tức va chạm vào màn sáng. Cả không gian giống như uốn lượn vào một chỗ, thế nhưng cũng không bị nghiền nát. Nhưng mà cái đại trận này dường như cũng lung lay sắp đổ. Một cỗ gợn sóng vô hình lập tức khuếch tán, mang theo không gian rung động, dưới sự rung động khuếch tán này, cả không gian giống như sắp bị nghiền nát. Hừ, đại trận của Thánh Linh giáo ta, không phải bằng vào mặt hàng như các ngươi có thể phá vỡ. Thanh âm của Khổng Tước Tôn giả vang vọng, dứt lời, một cỗ năng lượng mênh mông trên không trung tuôn ra, giữa không trung, trên màn sáng bằng sương mù dày đặc lập tức lan tràn ra vô số bí văn huyền ảo, bắn ra quang mang chói mắt hóa thành hình cung rồi khuếch tán ra chung quanh. Lập tức ra cỗ đại trận đang lung lay giống như sắp đổ kia. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của cửu tinh khốn long trận. Tiếng quát của Khổng Tước Tôn giả lần nữa vang lên, cả không trung đột nhiên run rẩy. Thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm truyền ra. Ầm ầm. Từng đạo năng lượng chói mắt trong khoảnh khắc giống như sấm sét phá không đánh tới. Năng lượng xé rách không gian, mang theo uy thế kinh người đánh xuống. Trong chớp mắt từng đạo quang trụ bằng năng lượng chói mắt lập tức hóa thành đồ án huyền ảo ầm ầm đánh xuống. Tất cả mọi người cẩn thận. Đại hán cường tráng, lão giả âm lệ, lão phụ nhân đều nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí, đem quang trụ bằng năng lượng ngăn lại. Phanh phanh, tuy không ít đạo quang trụ bằng năng lượng tuy rằng bị ngăn cản đại bộ phận, thế nhưng cũng có không ít quang trụ bằng năng lượng bắn về phía xa, xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt, sau đó hung hăng đánh vào mấy trăm người cùng với yêu thú, khôi lỗi phía sau. Đại trận do Khổng Tước Tôn giả tự mình bố trí, uy lực không cần phải nói. Không xong, đạo quang trụ bằng năng lượng khủng bố đánh xuống, giữa không trung, không ít yêu thú, vũ xuất. Cùng với vương cấp và một ít người có tu vi tôn cấp liên thủ bố trí phóng ngự, thế nhưng dưới công kích tựa như hủy diệt này cũng có không ít người lập tức bị đánh thành mảnh vỡ. Cả phiến không gian lớn đột nhiên bị xé mở, kinh khí khủng bố rung động khuếch tán khiến cho không gian không ngừng run rẩy. Kinh khí khuếch tán giống như sơn băng địa liệt. Ầm ầm, những đạo quang trụ bằng năng lượng đánh xuống mặt đất, khiến cho không ít đỉnh núi, ngọn núi ở phía dưới bị phá hủy. Tiếng ầm ầm giống như tận thế vang vọng. Trong chớp mắt ngắn ngủi, dưới sự bảo hộ của đại hán cường tráng, lão phụ nhân, lão giả âm lệ,
thế nhưng cũng có mấy người có tu vi tôn cấp, hơn chục vương cấp bị đánh thành cho tàn. Thánh linh giáo đáng chết. Lão giả âm lệ giận dữ, Khôn Dương đảo hắn vừa rồi có không ít cường giả bị đánh chết. Chính Dương tôn giả, Địa Khôi tôn giả, nhanh liên thủ phá trận. Lão phụ nhân hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đại đỉnh. Hoa linh tôn giả, dựa vào thiên lang phá diệt đỉnh của ngươi vậy. Hai người được gọi là Chính Dương tôn giả và Địa Khôi tôn giả lập tức đi tới trước người Hoa linh tôn giả, thủ ấn trong tay biến hóa, trong nháy mắt chân khí bàng bạc tuôn ra, phối hợp với linh lực của Hoa linh tôn giả rót vào chôn đại đỉnh trước mặt Hoa linh tôn giả. Đại đỉnh bị thúc dục, trong nháy mắt bành trướng tới hơn ngàn thước, bí văn quanh quẩn, ở trong đại đỉnh đột nhiên có một đầu hỏa lang lao ra. Ngao! Hỏa lang lao ra, trọn vẹn hơn ngàn thước, thân thể khổng lồ mang theo uy thế cường hãn lập tức đánh về phía màn sáng khổng lồ trên không trung. Những nơi đầu hỏa lang này đi qua, không gian nứt vỡ từng khúc. Phiền phức lớn rồi, Hoa linh tôn giả của Nguyệt Long Các mang theo thiên lang phá diệt đỉnh. Trong ngọn núi, Khổng Tước tôn giả biến sắc, thủ ấn lập tức biến hóa. Phía trên màn sáng phía chân trời, 9981 đạo quang trụ bằng năng lượng lập tức đánh xuống, giống như muốn phá hủy không gian. Tiếp đó va chạm với hư ảnh hỏa lang khổng lồ kia. Giữa không trung, lập tức truyền đến thanh âm bạo liệt, 9981 đạo quang trụ bằng năng lượng va chạm vào thân hỏa lang khổng lồ, hư ảnh hỏa lang khổng lồ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành sóng lửa khuếch tán. Ầm ầm. Hỏa diễm nóng bỏng vô cùng khuếch tán trên bầu trời, nhiệt độ đáng sợ lập tức khiến cho hơi nước trong không gian này giống như bốc hơi, nhiệt độ nóng bỏng giống như thiêu đốt không gian. Trong không gian hỗn loạn, một động sâu lập tức hiện ra, không gian chung quanh lập tức bị phá hủy. Ken két. Từng vết nứt không gian bị phá hủy, màn sáng bằng sương mù dày đặc cũng bị phá hủy. Phụt. Trên ngọn núi, Khổng Tước tôn giả đột nhiên phun ra máu tươi, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Khổng Tước tôn tổ, người sao rồi? Trong mắt Tiết Linh Phượng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Ta không sao, đại trận đã bị phá, toàn lực nghênh chiến, không thể để cho đám người Nguyệt Long Các này xông vào trong giáo. Bạch Long tôn tổ và Kim Lang tô tổ đang bế quan bên trong, không thể bị quấy rầy. Ánh mắt Khổng Tước tôn giả trầm xuống, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra. Ha ha, đại trận đã bị phá, giết không tha. Chính Dương tôn giả cười nhạt một tiếng rồi quát lớn, sắc mặt tái nhợt, dường như vừa rồi liên thủ phá trận cũng tiêu hao cực lớn. Giết! Mấy trăm thân ảnh cường giả, yêu thú lập tức phô thiên cái địa phóng về phía trước. Thánh thú lệnh, hiệu lệnh vạn thú. Lúc này trên không trung có một tiếng quát vang vọng, trong không trung hỗn loạn dường như có huyết quang lan tràn ra. Một thanh âm giống như hổ gầm, phượng minh từ trong không trung truyền ra. Ngao, trong huyết quang. Một cỗ uy áp ngập trời từ bên trong khuếch tán ra, mang theo thanh âm như hổ gầm, phượng minh, đánh tan gợn sóng trong không gian rồi khuếch tán. Đại quân Khôi Lỗi Thánh Pháp Bộ, giết không tha. Lại có một tiếng hét lớn vang lên. Chúng cường giả Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các vừa mới vì phá được trận mà cao hứng nghe vậy lập tức nhìn lên không trung. Vào giờ phút này, từng tiếng xé gió trong sơn mạch vang lên. Mang theo một cỗ khí tức cường hãn từ trên không trung cùng dưới mặt đất lan tràn, mặt đất nhẹ nhàng run rẩy. Giống, ngao, sơn mạch run rẩy, đất rung núi chuyển, từng đầu yêu thú, linh thú rít gào, thanh âm giống như sấm sét chấn động nhân tâm. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của chúng nhân, trong sơn mạch có vô số yêu thú linh thú lao ra. Giữa không trung, mặt đất trong khoảnh khắc có một đám yêu thú, linh thú rậm rạp, chằng chịt, đông nghịt một mảnh. Vô số yêu thú, linh thú dập dạp giống như là con kiến bao phủ đỉnh núi, trong không gian chung quanh sơn mạch, đại quân yêu thú, linh thú rít gào, cực kỳ đồ sộ, ngàn thú vỗ cánh, vạn thú lao ra. Cùng lúc vô số khôi lỗi từ trên không trung lăng không rơi xuống. Vô số khôi lỗi đủ màu sắc xuất hiện trong mắt mọi người, khoảng chừng có mấy vạn đầu khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Những năm gần đây Thánh Linh Giáo đạt được bảo tàng do Thánh Thủ Linh Tôn lưu lại. Tăng thêm tứ đại tôn tổ trở về, còn có phi linh môn ủng hộ, cũng không thiếu bất luận tài nguyên gì. Những năm này đại quân khôi lỗi lại được luyện chế ra vô số khôi lỗi bổ sung vào đại quân. Khôi lỗi nham thạch, khôi lỗi hình người, khôi lỗi hình thú, hoạt nhân khôi lỗi, yêu thú khôi lỗi, cơ hồ tất cả khôi lỗi, cần gì đều có. Mấy vạn đầu khôi lỗi xuất hiện,
uy áp bàng bạc lan tràn khiến cho trong lòng đám người Nguyệt Long Các cảm thấy lạnh lẽo. Khôi lỗi bát cấp khủng bố có không ít, khôi lỗi thất cấp càng nhiều vô số kể. Mọi người há hốc mồm, bọn họ không ngờ tới Thánh Linh giáo lại có nhiều khôi lỗi cùng với yêu thú như vậy. Đại quân yêu thú đã đủ khủng bố, từ cấp độ nào mà nói, khôi lỗi so với yêu thú còn cường hãn hơn nhiều. Người thần kim các trong tay đều có khôi lỗi, thế nhưng so với số khôi lỗi của Thánh Linh giáo, quả thực có chút khó coi. Huống chi lúc này Ba Sơn Môn vì âm thầm đối phó với Thánh Linh giáo, vì không để cho người khác chú ý, cho nên số lượng cường giả mang tới không nhiều. Huống chi cường giả Ba Sơn Môn này lần lượt bị tổn thất, lực lượng trung kiên trong Ba Sơn Môn quả thực không xuất ra được bao nhiêu. Lần tổn thất vừa rồi, hiện tại trong các sơn môn lớn, số lượng cường giả tôn cấp bị tổn thất chỉ có dùng đơn vị hàng chục mà tính toán, khiến cho đám sơn môn này đau lòng không thôi. Tăng thêm trong Đông Hải còn phải phái người ngăn chặn Đế Đạo Minh, có thể nói Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các lúc này có thể phái nhiều cường giả đến Thánh Linh Giáo như vậy đã dốc sức liều mạng rồi. Không ít cường giả Thánh Linh Giáo đi Đông Hải, cùng kỳ tôn giả xuất lĩnh Thánh Pháp Bộ cùng Thánh Vũ Bộ đi tới Đông Hải. Thế nhưng trong Thánh Linh Giáo còn có Khổng Tước Tôn giả tọa chấn, còn có đại quân yêu thú và khôi lỗi. Tuy rằng bị mang đi một ít, thế nhưng đại bộ phận vẫn lưu lại trấn thủ Sơn Môn. Đám Sơn Môn Nguyệt Long Các biết rõ trong Thánh Linh Giáo có đại quân yêu thú và khôi lỗi, thế nhưng lại tính sai số lượng đại quân yêu thú và khôi lỗi của Thánh Linh Giáo, cho rằng đại quân yêu thú và khôi lỗi của Thánh Linh Giáo đều được mang tới Đông Hải, không ngờ ở trên vạn đảo nhai lại nhiều như vậy. Ngao! Đạo quân yêu thú và khôi lỗi vừa mới xuất hiện, lập tức vây công đám người Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các. Giết, hôm nay nhất định phải san bằng Thánh Linh Giáo thành bình địa. Chính Dương Tôn giả của Khôn Dương Đảo lạnh lùng quát. Tiếng quát vừa dứt, cường giả Ba Sơn Môn lập tức triển khai công kích, từng đạo thân ảnh lao vào trong đại quân yêu thú và khôi lỗi. Lúc này người của Ba Sơn Môn tới đây không nhiều lắm, chưa đủ 1.000 người, thế nhưng tuyệt đối đều là cường giả. Đều là cường giả tinh anh của Ba Sơn Môn. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tiếng chém giết kinh thiên động địa vang vọng. Dám động tới Thánh Linh Giáo nhất định phải trả giá đắt, để cho bọn chúng có đi mà không có về. Giết. Trong không trung, chúng cường giả Thánh Linh Giáo đột nhiên nhảy ra. Từng đạo thân ảnh tay cầm linh khí, binh khí, sát ý ngập trời. Đại chiến lớn như vậy, Thánh Linh Giáo tuy rằng có vô số đệ tử, thế nhưng người có thể gia nhập vòng chiến cũng chỉ có tu vi từ xuất cấp trở nên, tướng cấp cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Thực lực quá thấp cũng chỉ có thể xem náo nhiệt, dù sao lúc này Ba Sơn Môn Nguyệt Long Các chỉ xuất động cường giả đỉnh tiêm mà thôi. Sáng sớm chung quanh Phi Linh Môn vô cùng yên tĩnh, trước Phi Linh Môn, không gian truyền đến ba động mãnh liệt, từng đầu yêu thú khổng lồ phóng tới, tốc độ giống như tia chớp. Đệ tử Phi Linh Môn, mở ra tinh nguyệt thiên sát đại trận. Trong Phi Linh Môn, Lệ Quỷ đang ngồi trước ngọn núi đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đen láy có một cỗ tinh quang bắn ra. Tiếng gầm cuồn cuộn truyền khắp Phi Linh Môn. Âm Quỷ cùng với Dương Quỷ bên người Lệ Quỷ cũng mở mắt ra, ba người nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Ầm ầm. Lệ Quỷ dứt lời, trong Phi Linh Môn lập tức vang lên tiếng nổ cực lớn, cả Phi Linh Sơn mạch giống như lung lay sắp đổ. Một giây sau, ngoài Phi Linh Môn, lấy Phi Linh Môn làm trung tâm, Phi Linh Sơn mạch cực lớn này lập tức xuất hiện từng quang mang năng lượng cực lớn, bí văn quanh quẩn, cực kỳ thần dị. Mà quang mang xuất hiện, tiếp đó lại biến mất không thấy gì nữa, cả không gian cực lớn lâm vào bóng tối, đám người cùng với yêu thú đang gấp rút lao về phía Phi Linh Môn trong khoảnh khắc bị nhốt vào bên trong. Là tinh nguyệt thiên sát đại trận. Giữa không trung, nhìn thấy không trung lờ mờ, gần nghìn đạo thân ảnh lập tức lăng không mà đứng, bốn người dẫn đầu. Khí tức khủng bố lập tức lan tràn ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong lòng đất vang lên tiếng trầm thấp, phảng phất như có một đầu hung thú nào đó từ trong không gian hắc ám đi ra. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận chính là đại trận hộ sơn của Huyền Thiên Môn mấy ngàn năm trước. Lúc trước người Linh Vũ giới đã tới muốn phá trận này bất phàm, tất cả cẩn thận một chút. Một lão giả lưng đeo trường kiếm trầm giọng nói, sau lưng chính là 200 cường giả lưng đeo trường kiếm. Chỉ cần nhìn cũng biết là người của Thiên Kiếm Môn. Ngày hôm nay nhất định phải diệt Phi Linh Môn. Mỹ phụ áo tím của Lan Lăng Sơn Trang trầm giọng nói. Tử Linh Tôn Giả, Lan Mộc Tôn Giả là sư huynh của ngươi, Lan Mộc Tôn Giả bị giết, sư tỷ Lan Linh Tôn Giả của ngươi cũng bị hủy thân thể,
Lan Lăng Sơn Trang các người đối với phi linh môn thủ sâu như biển. Vậy thì bắt đầu từ người phá trận, được không? Lão giả lưng đeo trường kiếm của Thiên Kiếm Môn nói. Phi kiếm tôn giả, thiểm điện tôn giả của Thiên Kiếm Môn người cũng bị giết. Vậy thì ngươi cũng nên đi phá tinh nguyệt thiên sát đại trận này đi a. Mỹ phụ gọi là tử linh tôn giả nói. Phi kiếm tôn giả, tử linh tôn giả, địa vũ tôn giả, tinh nguyệt thiên sát đại trận này lợi hại, chúng ta phải liên thủ phá trận mới được. Ta thấy muốn một mình phá trận, sợ rằng không dễ. Một đại hán thân hình khổng lồ, ước chừng trên ba thước nói. Cự thú tôn giả, tông chủ đương nhiệm của vạn thú tông ngươi trở thành nữ nhân của Lục Lâm Thiên. Mấy danh ngạch vốn là của vạn thú tông đã không còn là của các ngươi nữa. Xem ra vạn thú tông ngươi cùng với Lục Lâm Thiên kia thù sâu như biển a. Tử linh tôn giả mỉm cười nói. Siêu siêu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong không gian lờ mờ bỗng nhiên xuất hiện một cái khe lớn, sát khí ngập trời từ bên trong lan tràn ra. Cuồng phong rít gào, một cỗ năng lượng hung ác, bạo ngược hội tụ. Cả thiên địa lập tức tràn ngập sát khí. Sát khí khủng bố này khiến cho lòng người rung động, sát khí nhập thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của mọi người. Người thực lực thấp hai mắt trong lúc bất chi bất giác đỏ thẫm, trong khoảnh khắc chịu ảnh hưởng. Sát khí ảnh hưởng tới tâm thần, tất cả cẩn thận. Tử linh tôn giả hét lớn một tiếng. Chỉ là dường như tử linh tôn giả đã hét lên quá chậm, trong khi thanh âm của nàng vừa mới vang lên, khe nứt trong không gian đột nhiên nổ tung. Một cỗ sát khí cuồng bạo giống như một cơn bão khuếch tán. A hát. Cùng lúc, sát khí khuếch tán, cơ hồ trong nháy mắt có không ít người bị cuốn vào bên trong, tiếng kêu thảm thiết, thê lương quanh quẩn trong không gian quỷ dị này khiến cho không ít người bị phá hủy thành mảnh vỡ. Chi chi. Sát khí lan tràn, trong không gian hiện lên một mảnh không gian quỷ dị, đen kịt khiến cho lòng người rung động. Ánh sáng trong không gian khó có thể xuyên qua, ngẫu nhiên từ bên trong còn vang lên thanh âm sắc bén như quỷ khóc thần sầu, khiến cho người ta rợn tóc gáy. Lão đại, người thiên địa minh tới, có vài cỗ khí tức kinh khủng. Nhị thiếu gia đã từng nói qua, sợ rằng tinh nguyệt thiên sát đại trận này không chống đỡ được lâu. Sát khí hội tụ không đủ, không ngăn cản được công kích quy mô lớn. Chúng ta có nên đi ra hỗ trợ hay không? Trước ngọn núi, ánh mắt Dương Quỷ ngưng trọng nhìn Lệ Quỷ hỏi. Nhị thiếu gia đã từng nói, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể rời khỏi đây, phải thủ hộ cho thánh thủ linh tôn khôi phục. Lệ Quỷ nói, đại ca, nếu như phi linh môn không chống đỡ nổi thì làm sao? Âm Quỷ nói, nếu như không đỡ nổi thì ba huynh đệ chúng ta cũng phải thủ hộ ở trên ngọn núi này, trừ phi chúng ta chết. Lệ Quỷ quay đầu nhìn qua ngọn núi, trầm giọng nói. Trong phi linh môn lờ mờ, trên quảng trường cực lớn tụ tập vô số cường giả phi linh môn và đệ tử. Lúc này bên trong phi linh môn, cường giả cũng không có quá nhiều, Hắc Vũ, Sát Phá Quân, Đông Vô Mệnh ở phía trước. Cường giả còn lại cũng chỉ có Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, An Cát Tú Na, Khấu Phi Yến, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Khang Tử Vân của Linh Đường, Khí Vương Úc Khánh, Ninh Thành Kiệt, Vũ Đường, Ngoại Đường, Yêu Đường, đại bộ phận cường giả của ba đường đều đi tới Đông Hải, người ở lại phi linh môn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hộ môn tôn sứ cũng chỉ có Thiên Thủ Quỷ Tôn, Xích Viêm ở lại trong phi linh môn. Những cường giả tôn cấp khác ở lại trong sơn môn cũng không nhiều. Bốn chuẩn đế, tinh nguyệt thiên sát đại trận vẫn chưa bố trí được trăm năm, nhất định không thể chống đỡ được bao lâu. Đệ tử phi linh môn không đủ thực lực lui ra. Trên quảng trường, hàn ý trong mắt Hắc Vũ tràn ra. Diệp Phi, Diệp Mỹ, các ngươi nhanh chóng sắp xếp đệ tử thân truyền cùng với người già, trẻ em tiến vào mật đạo do trưởng môn chuẩn bị. Đông Vô Mệnh nói, khói độc quanh quẩn thân thể, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Hắn biết rõ lúc này phi linh môn lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Đông Cung Phụng, chúng ta không đi, có người phạm tới phi linh môn ta, chúng ta sẽ liều mạng với bọn chúng. Cẩm bào trên người Trịnh Thánh Kiệt tung bay, mặc dù chỉ có tu vi xuất cấp, thế nhưng trong mắt không có một chút e ngại nào. Đúng vậy, chúng ta sẽ không lùi lại, chúng ta phải sống chết cùng với phi linh môn. Dương Linh Hạo dẫn đầu chúng đệ tử thân truyền phi linh môn, không có một ai e ngại đại chiến. Đông Vô Mệnh quay đầu lại, nhìn đám người Trịnh Thánh Kiệt. Tính tình của đám đệ tử thân truyền này hắn cũng biết một chút. Khuyết điểm của Trịnh Thánh Kiệt hắn cũng biết, mà lúc này ánh mắt nhìn về phía Trịnh Thánh Kiệt có chút tán thưởng. Ít nhất đây là chỗ tốt của tiểu tử này. Mỗi người đều có khuyết điểm,
những năm này hắn luôn qua sát những đệ tử này. Có rất nhiều chuyện Đông Vô Mệnh không bỏ xuống được, mà lúc này đột nhiên Đông Vô Mệnh dường như hiểu ra thứ gì đó, chẳng ai là hoàn mỹ cả, tất cả thuận theo tự nhiên. Tất cả đệ tử thân truyền lui ra, đây là mệnh lệnh, thực lực của các ngươi còn chưa đủ. Lưu lại cũng không có tác dụng, các ngươi mới là tương lai của Phi Linh Môn, đây cũng là lời nhắn nhủ của trưởng môn. Đông Vô Mệnh nhìn đám đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn sau lưng mình, trưởng môn đã tính tới kết cục xấu nhất, đã âm thầm đào một thông đạo đi thông tới chỗ sâu trong sơn mạch Vũ Đô. Thông đạo được Thiên Linh Đan Tôn bố trí cấm chế, trừ phi là đế giả, bằng không sẽ không có ai phát hiện ra. Lúc này trong lòng Đông Vô Mệnh hiểu ra, sợ rằng động tĩnh trong Đông Hải là ngụy trang, hóa ra mục tiêu âm thầm của thiên địa minh chính là Phi Linh Môn. Nhiều cường giả tới đây như vậy, chắc chắn đám người này muốn dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy Phi Linh Môn. Sợ rằng Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận cũng không chống đỡ được bao lâu. Hắn phải đem tương lai của Phi Linh Môn bảo hộ cho tốt. Tất cả đệ tử thân truyền đi theo ta, nhanh. Diệp Phi tiến lên, ý bảo đệ tử thân truyền Phi Linh Môn lui xuống trước. Thế nhưng năm người Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Niếp Phong, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo không có ai động đậy, tất cả đệ tử thân truyền khác cũng không có động đậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc. Tất cả đệ tử thân truyền có tu vi xuất cấp theo ta giết địch, người dưới xuất cấp tiến vào mật đạo cho ta. Thân thể Đoan Mộc Hồng Chí tiến lên phía trước một bước. Ông! Một thanh trường kiếm linh khí địa cấp xuất hiện trong tay Đoan Mộc Hồng Chí, trường bào tung bay, trường kiếm khẽ động, khí tức hung hãn, âm lệ lan tràn ra. Niếp Phong không nói gì, tâm thần khẽ động, kiện bao tay sư phụ tự tay luyện chế cho hắn xuất hiện, hàn ý trong mắt bắn ra. Bảo Nhi xoay quanh trên vai, yêu khí lan tràn. Ông! Hoàng Tĩnh Ngọc rút kiếm, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt cùng những người khác nhanh chóng lấy ra vũ linh khí cùng với hồn linh khí của mình. Siêu siêu! Cơ hồ tất cả đệ tử và cường giả Phi Linh Môn nhìn qua năm người Đoan Mộc Hồng Chí, lặng lẽ không nói gì, tay nắm chặt vũ linh khí, hồn linh khí, từng cỗ chân khí, linh lực chấn động. Nhanh, theo ta tiến vào trong mật đạo. Diệp Phi, Diệp Mỹ lần nữa nói ra, đám đệ tử thân truyền tu vi không tới vũ suất lúc này mới lặng lẽ quay đầu theo Diệp Phi và Diệp Mỹ rời đi. Đông Cung Phụng, chúng ta xin được chiến một trận, đệ tử Phi Linh Môn lấy đại cục làm trọng, thế nhưng cũng không phải là người không đánh mà chạy. Đoan Mộc Hồng Chí tay cầm trường kiếm, lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Đông Vô Mệnh, dường như trong lòng đã hiểu rõ dụng ý của Đông Vô Mệnh. Đám người Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, còn có hơn 10 đệ tử đã đạt tới xuất cấp lúc này đều quỳ một gối xuống mặt đất. Phần đông cường giả Phi Linh Môn nhìn mấy đệ tử thân truyền mạnh nhất trong Phi Linh Môn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, ít nhất Phi Linh Môn có người kế tục. Đông Vô Mệnh nhíu mày, nhìn đám người Đoan Mộc Hồng Chí, cắn răng nói. Các ngươi ở lại một nửa khác lui ra. Đoan Mộc Hồng Chí nghe vậy đứng dậy, ánh mắt quét qua đám người phía sau, nhìn chúng đệ tử sau lưng, phất tay một cái. Một ít đệ tử thân truyền thực lực bình thường lập tức bị đẩy lui một chút. Ánh mắt hắn nhìn về phía Trịnh Thánh Kiệt, nói. Trịnh sư đệ cũng lui xuống đi. Nếu như chúng ta đều chết, thế hệ trẻ tuổi của Phi Linh Môn phải dựa vào đệ. Việc này cũng vô cùng quan trọng, đệ không được cãi. Đại sư huynh nhất định phải trở lại. Ánh mắt Trịnh Thánh Kiệt run rẩy một hồi, hắn đối với vị đại sư huynh này luôn tâm phục khẩu phục. Cho dù hắn biết rõ vị đại sư huynh này có thực lực và thiên phú mạnh hơn hắn, thế nhưng trong thời kỳ trưởng thành thường có tâm lý phản nghịch, khiến cho trong lòng hắn có chút không phục, thậm chí là ghen ghét. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại chân thành kêu một tiếng đại sư huynh, dứt lời hắn lập tức xoay người rời đi. Nhị sư tỷ cũng lui xuống đi. Niếp Phong nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc nói. Tại sao ta phải lui ra? Ta biết rõ những năm này ngươi nhường chức vị nhị sư tỷ cho ta. Mà ngay cả đối mặt với đại sư huynh ngươi cũng không dùng toàn lực. Thế nhưng nếu như thực sự động thủ ta tuyệt đối không kém ngươi bao nhiêu. Hoàng Tĩnh Giao nhìn Niếp Phong nói. Trong những đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn có lẽ không chỉ lưu lại một ít người như vậy, đây là đại cục. Niếp Phong nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc, những năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn dám nhìn thẳng như vậy. Cũng chỉ có những lời này thôi sao. Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn Niếp Phong, hàm răng khẽ cắn cặp đôi đỏ mọng. Nếu như lần này ta chết, ta sợ về sau sẽ không còn cơ hội nói cho tỷ biết. Niếp Phong ngẩng đầu,
không biết lấy dũng khí từ đâu, nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc nói. Ta thích tỷ, từ lần thứ nhất nhìn thấy tỷ ta đã thích tỷ. Chỉ là khi đó ta căn bản không xứng với tỷ, hiện tại cũng thế. Nghe vậy mọi người trên quảng trường lập tức nhìn qua Niếp Phong, ánh mắt có chút kỳ quái, Niếp Phong này nhìn qua có chút đần độn, thế nhưng lại giống như sư phụ hắn. Được rồi, ta sẽ lùi xuống. Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn Niếp Phong, đôi mắt xinh đẹp nhìn một lát, sau đó khẽ nói. Thế nhưng ngươi nhất định phải còn sống, ta không muốn ngươi chết. Hoàng Tĩnh Ngọc nói xong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ ửng, thẹn thùng quay người vội vàng lui xuống. Ha ha, tam sư đệ, đệ không thể chết nha. Đoan Mộc Hồng Chí vỗ bả vai Niếp Phong cười ha hả. Đại sư huynh, chúng ta nhất định sẽ không chết. Niếp Phong nhìn bóng lưng Hoàng Tĩnh Ngọc, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Ô ô, không gian lờ mờ rung động, trong không gian đen kịt khiến cho lòng người rung động, một cỗ huyết sắc không ngừng lan tràn ra trong không gian, thanh âm quỷ khóc thần sầu vang vọng không gian. Lập tức hội tụ thành những vật dữ tợn giống như lệ quỷ tràn ngập, bao phủ không gian. Giết! Hơn 1000 cường giả Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông trong khoảnh khắc công kích về phía vật khủng bố màu đỏ kia, chỉ là vật khủng bố màu đỏ kia căn bản không có cách nào phá hủy. Ô ô, vật khủng bố màu đỏ kia kêu lên vài tiếng quái dị, trong nháy mắt có mấy người vương cấp, xuất cấp kêu thảm một tiếng, thân thể ở trên không trung hóa thành một đám huyết vụ rơi xuống. Phanh phanh, trong tay cường giả tôn cấp, một mảng lớn vật khủng bố màu đỏ cũng hóa thành huyết vụ, bị đánh sơ xác. Chỉ là đám huyết vụ lại lập tức hóa thành vật kinh khủng kia. Vật do sát khí ngưng tụ ra thật khủng bố. Ánh mắt Hoa Linh Tôn giả trầm xuống, trong ống tay áo màu tím có một cỗ linh hỏa phô thiên cái địa lan tràn ra. Một mảng lớn vật khủng bố lập tức bị đốt thành cho bụi. Lập tức hóa thành sát khí ngập trời lan tràn ra chung quanh. Sát khí hóa vật, cực kỳ khó đối phó. Phi kiếm tôn giả rút trường kiếm sau lưng ra, kiếm quang bắn ra. Không ít vật màu đỏ lập tức hóa thành mảnh vỡ, thế nhưng nó lại một lần nữa ngưng tụ. Những vật do sát khí ngưng tụ ra sợ hỏa diễm, vũ giả thuộc tính hỏa cùng với linh giả toàn lực công kích. Hoa Linh Tôn giả lớn tiếng nói, linh hỏa ngập trời quanh thân lan tràn ra. Một mảng lớn vật do sát khí ngưng tụ ra bị đốt thành cho tàn. Giết! Vũ giả thuộc tính hỏa cùng với linh giả lập tức nhảy ra, hội tụ hỏa diễm phô thiên cái địa đốt cháy vật được ngưng tụ bằng sát khí. Ô ô, vật dữ tợn màu đỏ kêu to một tiếng, tiếp đó hóa thành cho tàn. Chỉ là không gian lại có vô số vật dữ tợn màu đỏ lao ra, cuồn cuộn không dứt. Sát khí ngập trời che đậy không gian. Có vô số vật dữ tợn màu đỏ bị hỏa diễm thôn phệ, thế nhưng trong vết nứt không gian lại có vô số vật dữ tợn màu đỏ lao ra khiến cho một mảnh mây đen kéo tới. Thanh âm trầm thấp vang vọng, tiếng rít quỷ khó thần sầu vang vọng. Cả không gian run rẩy. Sát khí mãnh liệt lan tràn ra. Tăng thêm thanh âm giống như quỷ khóc thần sầu kia khiến cho trong lòng mọi người tràn ngập hàn ý. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp hay, phải mau chóng phá trận. Quang mang trong tay Địa Vũ Tôn giả lóe lên, chân khí phô thiên cái địa lan tràn, một mảng lớn vật màu đỏ cách đó không xa bị đánh nát, khó có thể khôi phục. Thế nhưng lúc này đã có không ít người đi theo sau bị vẫn lạc trong đại trận này. A hát! Cùng một thời gian, không ít người có tu vi vương cấp, xuất cấp không ngừng bị vật màu đỏ công kích, thân thể hóa thành huyết vụ từ trên không trung rơi xuống. Nhanh che chở ta, nhanh! Trong đám người Gia Cát Tử Vân mặc hồn linh khải giáp, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bối rối không thôi. Hắn cũng không muốn chết trong miệng những vật màu đỏ dữ tợn này. Địa Vũ Tôn giả, người còn không lấy ra bảo vật của Hóa Vũ Tông, nhanh cưỡng ép phá trận. Hoa Linh Tôn giả hét lớn một tiếng. Không ít đệ tử Lan Lăng Sơn Trang bị đánh chết, nàng đã đau lòng không thôi. Hiện tại Lan Lăng Sơn Trang không thể chịu nổi bất luận tổn thất nào. Địa Vũ Tôn giả, nhanh dùng bảo vật của Hóa Vũ Tông ngươi. Phi kiếm tôn giả cùng với cự thú tôn giả cũng lập tức thúc giục. Hai người cũng không muốn đệ tử trong môn bị đánh chết trong trận. Sự đau lòng hiện lên trên mặt Địa Vũ Tôn giả, bảo vật mà hắn mang tới là vì muốn phá Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận này. Phi linh môn có tình nguyện thiên sát đại trận cũng không phải là chuyện bí mật gì. Thế nhưng bảo vật mà hắn mang tới cũng chính là trọng bảo của Hóa Vũ Tông. Trong Hóa Vũ Tông, tổng cộng có 4 khỏa, mỗi một khỏa đều có giá trị liên thành. Thậm chí nói nghiêm trọng một chút, tài liệu luyện chế không dưới tài liệu luyện chế thần khí một chút nào.
Quan trọng nhất chính là, ba khỏa này chính là do tiền bối của Hóa Vũ Tông lưu lại. Phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, dùng một khỏa ít đi một khỏa, bảo vật này đã từng có tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục. Khiến cho người ta nghe thấy tên đã sợ mất mật, đồn rằng có tiền bối Hóa Vũ Tông lúc trước dùng ba khỏa bảo vật này đồng loạt ra tay diệt một đế giả. Từ đó về sau, siêu cấp cường giả đế giả nhìn thấy bảo vật này đều tránh đi. Nhưng mà thời điểm này cũng có đệ tử Hóa Vũ Tông bị đánh chết. Địa Vũ Tôn giả cũng không nỡ. Nếu như lúc trước Hóa Vũ Tông cam lòng dùng bảo vật này tiêu diệt Lục Lâm Thiên mà nói, Hóa Vũ Tông ngày hôm nay cũng không bị tổn thất thảm trọng như vậy. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận đáng chết, hôm nay ta nhất định sẽ san bằng Phi Linh Môn thành bình địa. Địa Vũ Tôn giả hét lớn một tiếng, đột nhiên trong tay xuất hiện một vật đỏ, lớn chừng nắm tay. Tất cả mọi người lui về phía sau, nhanh. Nhìn thấy Địa Vũ Tôn giả móc ra bảo vật, đám người Hoa Linh Tôn giả lập tức lui về phía sau. Đối với bảo vật trong tay Địa Vũ Tôn giả cực kỳ kiêng kỵ. Bọn họ hiểu rõ, bảo vật trong tay Địa Vũ Tôn giả, coi như là bọn họ không tránh kịp cũng sẽ bị đánh chết. Mọi người nghe vậy cấp tốc lui về phía sau, không để ý tới những vật màu đỏ mà dữ tợn kia. Diệt không hỏa lôi, đi. Cánh tay Địa Vũ Tôn giả hất lên, miệng hét lớn một tiếng, vật lớn bằng nắm tay màu đỏ trong tay hắn bắn ra, kéo theo đường cong màu đỏ, bắn thẳng về phía vết nứt không gian đang có sát khí ngập trời lan tràn ra. Trong nháy mắt rơi vào trong vết nứt không gian. Trong nháy mắt cả không gian trong lúc vô hình tràn ngập năng lượng nóng bỏng. Vật màu đỏ kia khiến cho người ta có cảm giác tim đập nhanh hơn. Giống như bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng bàng bạc đáng sợ. Vật màu đỏ lớn bằng nắm tay rơi vào trong vết nứt không gian lập tức bành trướng. Cả không gian đột nhiên rung động, tiếp đó trong nháy mắt vật màu đỏ kia nổ tung, tạo thành quang mang chói mắt. Thanh âm bạo liệt đột nhiên giống như tiếng sấm vang vọng phía chân trời. Ầm ầm, vật kinh khủng kia triệt để nổ tung, thanh âm tựa như sấm sét trên 9 tầng trời, trong khoảnh khắc một cỗ năng lượng nóng bỏng tựa như một cơn lốc mang theo tiếng sấm vang vọng từ trong vết nứt trong không gian tán loạn ra bên ngoài. Phanh phanh, thanh âm hung hãn giống như tiếng sấm quanh quẩn trên không trung, năng lượng nóng bỏng lan tràn, hóa thành hỏa diễm ngập trời khuếch tán ra bốn phía. Tựa như quang mang hỏa diễm bao phủ không gian, từng vết nứt trong không gian bị xé mở, vết nứt đen kịt trong không gian giống như mạng nhện lan tràn ở trên phía chân trời. Ken két, vết nứt không gian cực lớn lập tức nổ tung, không gian nứt vỡ từng khúc. Hỏa diễm ngập trời khuếch tán. Ô ô, không gian nứt vỡ từng khúc, hỏa diễm khuếch tán, một mảng lớn vật do sát khí ngưng tụ bị chôn vùi vào bên trong, lập tức hóa thành mảnh vỡ. Ầm ầm. Không gian sụp đổ, không trung to lớn bắt đầu hỗn loạn, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Dưới không trung tựa như sơn băng địa liệt, từng kiến trúc cùng với đỉnh núi bị san bằng thành bình địa. Mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn tứ tung. Diệt không hỏa lôi thật mạnh. Dưới cỗ khí tức hủy diệt nóng bỏng này, đám người Hoa Linh Tôn giả, Phi Kiếm Tôn giả, Cự Thú Tôn giả ở phía xa đều kinh hãi, tu vi chuẩn đế như bọn họ nếu như bị bao phủ ở bên trong tuyệt đối khó có thể thoát chết. Uy lực thật mạnh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, khí tức nóng bỏng kia dường như biển lửa bốc lên bao phủ không gian, năng lượng khủng bố rung động khiến cho lòng người kinh hãi. Tất cả biến mất, dần dần trở nên yên tĩnh trở lại, trong ánh mắt rung động, trợn mắt há hốc mồm của mọi người, kinh khí kinh khủng kia rốt cuộc bắt đầu tán đi, bầu trời lần nữa khôi phục ánh sáng. Cả không trung khôi phục lại bình thường, trên quảng trường Phi Linh Môn. Trong vô số ánh mắt của đệ tử Phi Linh Môn, trên không trung xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh lăng không mà đứng, không ít yêu thú xoay quanh, tuy rằng có chút chật vật, thế nhưng sát ý ngập trời. Ít nhất có 4 chuẩn đế, 30 mấy tôn cấp, hơn 500 vương cấp, hơn 400 xuất cấp. Hắc Phú nhìn qua vô số thân ảnh rậm rạp, chằng chịt trên không trung, hàn ý trong mắt bắn ra. Thế nhưng trong mắt lại ngưng trọng vô cùng, tình huống hiện tại của Phi Linh Môn bây giờ hắn hiểu rõ. Chuẩn đế cũng không có. Huống chi Thiên Địa Minh lại còn phái tới 4 chuẩn đế. Thiên Địa Minh quả thực để mắt tới Phi Linh Môn a. Sát Phá Quân vung tay lên, tay nắm Hàn Băng Phủ, khí tức lạnh lẽo lan tràn ra giữa không trung. Đại trận đã bị phá, chuẩn bị huyết chiến. Đông Vô Mệnh khẽ quát một tiếng, trường bào tung bay, khói độc ngập trời quanh thân lan tràn. Huyết chiến tới cùng. Đệ tử Phi Linh Môn quát lớn, tay cầm vũ linh khí, hồn linh khí, chân khí linh lực phô thiên cái địa lan tràn. Giống,
giữa không trung, thiên sĩ tuyết sư dẫn đầu vô số cường giả yêu thú linh thú bay lên trời hóa thành bản thể khổng lồ. Đám yêu thú nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ xoay quanh trên không trung. Đệ tử Vạn Thú Tông nghe lệnh, san bằng phi linh môn thành bình địa. Đệ tử Lan Lăng Sơn Trang nghe lệnh, quét ngang phi linh môn. Đệ tử Hóa Vũ Tông nghe lệnh, giết không tha. Đệ tử Thiên Kiếm Môn nghe lệnh, một người cũng không được buông tha. Hoa Linh Tôn Giả, Cự Thú Tôn Giả, Địa Vũ Tôn Giả, Phi Kiếm Tôn Giả nhìn chúng cường giả phi linh môn cười lạnh. Chỉ bằng vào chút thực lực của phi linh môn hiện tại, quả thực bọn họ chỉ cần lật tay là có thể tiêu diệt. Giết! Trong khoảnh khắc, sát ý trong mắt cường giả bốn sơn môn bắn ra. Từng đạo thân ảnh lao thẳng về phía phi linh môn. Đại trận đã bị phá, phi linh môn rốt cuộc không có cách nào ngăn cản bọn họ tiến vào. Huyết chiến tới cùng, giết! Cường giả phi linh môn cũng bay lên trời, thân ảnh hóa thành lưu quang, phóng lên trời. Chân khí, linh lực phô thiên cái địa lan tràn ra. Đại chiến kinh thiên rốt cuộc cũng mở màn. Trong Thánh Linh giáo, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên không dứt bên tai, kinh khí cuồn cuộn. Đại quân yêu thú, khôi lỗi của Thánh Linh giáo bị phá hủy, xương cốt khắp nơi, mùi máu tươi tràn ngập không gian. Cường giả Nguyệt Long Các, Khôn Dương đảo, Thần Kim Các đánh tới, đại quân yêu thú, khôi lỗi của Thánh Linh giáo tuy rằng nhiều, thế nhưng trên phương diện cấp độ không có cách nào chống lại cường giả của đám người Nguyệt Long Các và hai sơn môn còn lại. Đệ tử Thánh Linh giáo bày trận. Lúc chiến đấu thảm thiết, trong đám người có tiếng hét lớn vang vọng. Siêu siêu. Tiếng hét lớn vang lên, vô số trưởng lão, tôn lão hộ giáo của Thánh Linh giáo nhảy ra, từng đạo chân khí, linh lực từ trong cơ thể tuôn ra, khiến cho cả không trung gió nổi mây phun. Trong mây đen dày đặc, tiếng sấm vang ác vọng khiến cho cả không gian run rẩy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, chúng cường giả Thánh Linh giáo bố trí trận pháp hợp kích. Năng lượng bàng bạc hội tụ, không trung run rẩy, lập tức đánh về phía chúng cường giả Nguyệt Long Các và cường giả hai sơn môn còn lại. Không gian ven đường nổ tung, mặt đất cũng run rẩy. Bày trận. Cùng một thời gian, trong Nguyệt Long Các, chúng cường giả quát lạnh một tiếng, chân khí, linh lực ngập trời tuôn ra. Giống như muốn kết nối với thiên địa, năng lượng khủng bố khuếch tán, một đạo trận pháp ngưng tụ. Bày trận. Cùng một lúc, cường giả Thần Kim Các, Khôn Dương đảo cũng thả người nhảy lên, lập tức ngưng tụ thành một đại trận, gió nổi mây phun. Cả thiên địa phong vân biến sắc. Ầm ầm. Cơ hồ tất cả công kích trong nháy mắt bộc phát, năng lượng khủng bố rung động, bộc phát lan tràn ra chung quanh. Dễ như trở bàn tay đem mấy ngọn núi cao V Upsilon T trong mây chung quanh đánh nát thành cho bụi, không gian nứt vỡ từng khúc. Đi chết đi! Chính Dương Tôn Giả hứng hờ nhìn qua đại quân yêu thú, khôi lỗi của Thánh Linh giáo. Tay áo vung lên, chân khí nóng bỏng phô thiên cái địa sau lưng tràn ra. Lập tức ngưng tụ thành một biển lửa, bao phủ đại quân yêu thú và khôi lỗi khổng lồ phía dưới. Oanh! Lập tức, biển lửa đánh xuống. Cả không gian dưới công kích khủng bố bực này run rẩy không thôi, mặt đất nứt ra tạo thành một cái khe thật lớn, hỏa diễm nóng bỏng khuếch tán, một màn. Chính Dương Tôn Giả, chúng ta đối phó với Khổng Tước Tôn Giả trước. Hỏa Linh Tôn Giả hét lớn một tiếng, thân hình lăng không bay về phía Khổng Tước Tôn Giả. Đệ tử Thánh Linh giáo lui về phía sau, lùi vào trong giáo. Khổng Tước Tôn Giả hét lớn một tiếng, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương đảo có chuẩn bị mà tới. Cùng Kỳ Tôn Giả và phần đông cường giả Thánh Linh giáo không ở trong giáo. Đại thế đã mất, có cố gắng cũng không ngăn được. Khổng Tước Tôn Giả, ngươi nên lo lắng cho bản thân mình trước đi. Một tiếng quát chói tai của Hoa Linh Tôn Giả vang vọng trong không gian, thân ảnh lập tức xuất hiện trước người Khổng Tước Tôn Giả, chỉ có đánh chết Khổng Tước Tôn Giả thì mới có thể coi như triệt để hủy diệt Thánh Linh giáo. Giết! Cùng một lúc, Chín Dương Tôn Giả và Địa Vũ Tôn Giả cũng vây quanh Khổng Tước Tôn Giả. Cô, dưới ngọn núi, một đầu đại điểu bảy màu rực rỡ giống như phượng hoàng, vô cùng xinh đẹp mang theo uy thế khủng bố đánh về phía ba người Chính Dương Tôn Giả, miệng quát to. Chủ nhân, chạy mau. Nhiệt xúc. Địa Vũ Tôn Giả hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên, một cỗ khôi lỗi bát cấp bao dai lập tức lao thẳng về phía trước. Sắc mặt Khổng Tước Tôn Giả ngưng trọng, thế nhưng cũng không có cách nào. Lúc này nàng cũng không có cách nào tương trợ nghịch vân Khổng Tước thú. Ba chuẩn đế vây công nàng, bản thân nàng đã lâm vào trong hiểm cảnh. Khổng Tước Tôn Giả, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu.
Chính Dương Tôn giả lạnh lùng quát một tiếng, trường bào tung bay, chân khí nóng bỏng ngập trời run lên đánh về phía Khổng Tước Tôn giả. Khí tức nóng bỏng đáng sợ lập tức cùng với công kích kinh người bắn về phía trước. Tốc chiến tốc thắng, san bằng Thánh Linh giáo. Hỏa Linh Tôn giả, Địa Vũ Tôn giả đồng thời ra tay, cả phiến thiên địa giờ khắc này kịch liệt run rẩy, một mảng lớn ngọn núi bị phá hủy, mặt đất rạn nứt, sơn băng địa liệt. Phanh! Dưới thanh âm bạo liệt kinh người, không ngừng có người ngã xuống, thân thể hóa thành mảnh vỡ, yêu thú, linh thú, khôi lỗi bị nghiền nát. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, phía dưới đã sớm trở thành máu chảy thành sông. Phanh! Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, Tiết Linh Phượng bị đẩy lui, lúc này có hai cường giả tôn cấp đồng thời vây công nàng. Các đệ tử bắt đầu lui về phía sau, nhanh. Tiết Linh Phượng quát to. Hừ! Hai cường giả tôn cấp lạnh lùng hừ một tiếng, công kích khủng bố lần nữa đánh về phía Tiết Linh Phượng. Tiết Linh Phượng ngay cả lùi cũng không lùi được, chỉ có thể chống đỡ. Phanh! Trong Thánh Linh giáo, lại có một tôn lão hộ giáo bị vây công hóa thành huyết phụ. Chỉ có Hồn Anh nhanh chóng chạy trốn, chỉ là Hồn Anh còn chưa chạy ra xa đã bị vây công đánh tới chết. Ầm ầm ầm. Dưới thanh âm trầm thấp, bạo liệt, Khổng Tước Tôn giả vốn vừa đạt tới chuẩn đế không được bao lâu, lúc này lại bị ba chuẩn đế vây công, lập tức rơi vào thế hạ phong. Phanh! Chính Dương Tôn giả phong tỏa không gian, một đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện thừa dịp Hoa Linh Tôn giả vừa mới đẩy lui Khổng Tước Tôn giả, hung hăng nện vào trên người Khổng Tước Tôn giả. Đem thân thể Khổng Tước Tôn giả đánh vào trong một ngọn núi bị nghiền nát. Phụt! Khi Khổng Tước Tôn giả lần nữa xuất hiện thì trên người đã tràn ngập vết máu tươi. Khặc khặc, Khổng Tước Tôn giả, hôm nay nhất định ngươi sẽ chết. Hoa Linh Tôn giả lạnh lùng cười, hàn ý trong mắt bắn ra. Nhanh đánh chết nàng ta! Địa Vũ Tôn giả nói, thủ ấn trong tay được kết, một đạo quang trụ bằng năng lượng cực lớn bắn về phía Khổng Tước Tôn giả. Siêu! Thân ảnh Khổng Tước Tôn giả nhanh chóng thoát đi, dưới đạo quang trụ bằng năng lượng kia, đỉnh núi phía dưới bị phá hủy thành cho tàn. Ánh mắt Hoa Linh Tôn giả, Chính Dương Tôn giả trầm xuống, lần nữa vây công Khổng Tước Tôn giả. Hai người ra tay đều giống như bài sơn hải đảo, lực lượng khủng bố vô cùng, không gian bị đánh nát thành hư không. Chủ nhân, Nghịch Vân Khổng Tước thú quát lớn, thế nhưng dưới sự vây công của hai đầu khôi lỗi, nó cũng không có cách nào thoát thân. Phanh phanh. Khổng Tước Tôn giả lần nữa bị đẩy lui, miệng có máu tươi tràn ra. Các đệ tử mau lui lại. Dưới không trung, tiếng hét lớn vang vọng, Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hầu Khải hét lớn một tiếng, trên người tràn ngập vết hương, thân thể như ẩn như hiện bành trướng, thậm chí không gian chung quanh người này trực tiếp xuất hiện vết nứt không gian khiến cho người ta run sợ. Tạp Trùng Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, lão tử liều mạng cùng các ngươi. Hồn Anh tự bảo. Hạ Hầu Khải hét lên một tiếng thê lương, thân thể bành trướng đánh về phía mấy tôn cấp đang vây công, rồi đột nhiên nổ tung. Phanh phanh, thanh âm bạo liệt kinh người vang vọng, đồng thời kình khí khủng bố khuếch tán. Trong không gian xuất hiện một cái động sâu vô cùng lớn, không gian nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt mà mạnh mẽ, lực lượng ngập trời khuếch tán ra. Từng vết nứt không gian lan tràn ra trên không trung. Trong nháy mắt một mảng lớn người ba sơn môn cùng với ba người có tu vi tôn cấp bị đồng quy vu tận, còn có một tôn cấp bị trọng thương đi ra được. Thánh Thú Thiên Tôn đại nhân. Đệ tử Thánh Linh giáo hét lớn, đôi mắt đỏ rực, sát ý bắn ra. Liều, đồng quy vu tận với đám tạp chủng này. Những đệ tử Thánh Linh giáo còn lại hai mắt đỏ rực, thân bành trướng đánh tới đệ tử ba sơn môn. Mau lui lại, người Thánh Linh giáo không muốn sống nữa rồi. Mắt thấy người Thánh Linh giáo định dùng Hồn Anh tự bạo vào tới, đệ tử Ba Sơn Môn Nguyệt Long Các lập tức sợ sệt, lui về phía sau. Ầm ầm ầm, từng đạo thanh âm bạo liệt vang lên, không ít đệ tử Thánh Linh giáo dùng Hồn Anh tự bạo, đồng quy vu tận với đệ tử Ba Sơn Môn, hoàn toàn chính là liều mạng. Hai mắt Khổng Tước Tôn giả đỏ thẫm, thế nhưng cũng không làm gì được. Lần này Ba Sơn Môn có chuẩn bị mà tới, thực lực quá mạnh mẽ, nàng căn bản không có cách nào ngăn cản. Hồn Anh tự bạo, xem các ngươi có thể tự bạo được bao lâu. Chính Dương Tôn giả lạnh lùng quát, không nhìn xuống phía dưới mà ánh mắt nhìn về phía Khổng Tước Tôn giả, lạnh lùng nói. Khổng Tước Tôn giả, hiện tại tới phiên ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Cho dù bản tôn chết thì cũng sẽ khiến cho ngươi không sống khá giả.
Khổng Tước Tôn giả biết rõ muốn chạy thoát trong tay ba người cũng không dễ, huống chi nàng cũng không có cách nào trốn. Nhị ca và tam ca đều đang bế quan, chúng đệ tử Thánh Linh giáo lúc này còn đang kịch chiến. Khặc khặc, ngày hôm nay Thánh Linh giáo sẽ bị xóa tên trên đại lục. Hoa Linh Tôn giả âm trầm cười lạnh không thôi, tâm tình vô cùng vui vẻ. Đồng loạt ra tay, chú ý nàng ta dùng hồn anh tự bảo. Địa Vũ Tôn giả cười lạnh không thôi, thế nhưng lại có chút kiêng kỵ Khổng Tước Tôn giả tự bảo hồn anh, chuẩn đế tự bảo hồn anh, hắn cũng không có cách nào chống lại. Hồn anh tự bảo cũng tốt, đỡ phí thời gian của chúng ta. Bằng không rơi vào trong tay ta sẽ là một tài liệu luyện chế khôi lỗi tuyệt hảo. Địa Vũ Tôn giả cười nói. Giết! Ba người có tu vi chuẩn đế lần nữa lao thẳng về phía Khổng Tước Tôn giả, ba người dường như đã hình thành một loại ăn ý, đồng thời tuôn ra khí thế hung hãn. Ba đạo công kích khủng bố lập tức được đánh ra, ba người đánh về phía Khổng Tước Tôn giả ở phía trước. Ánh mắt Khổng Tước Tôn giả trầm xuống, quang mang linh lực giống như quang cháo, lập tức bao phủ thân thể. Cỗ năng lượng mạnh mẽ sinh ra uy áp lan tràn, một đạo quy nát tụ bằng linh lực nhanh chóng được nàng ngưng tụ ra. Âm âm phóng lên trời, ngăn cản công kích của ba chuẩn đế Hoa Linh Tôn giả, Địa Vũ Tôn giả, Chính Dương Tôn giả. Phanh phanh phanh. Va chạm như vậy, chấn động nhân tâm, trên không trung, gợn sóng trong không gian tựa như bị nghiền nát, không ngừng khuếch tán. Phụt. Trong không gian hỗn loạn, Khổng Tước Tôn giả lần nữa bị đẩy lui, thân thể bị đánh bay, dưới không trung, một mảng lớn đệ tử Thánh Linh giáo đang bị tàn sát. Hai mắt Khổng Tước Tôn giả đỏ thẫm. Đến lúc này nàng chỉ có thể liều mạng. Cho dù là hồn anh tự bạo cũng phải liều. Khặc khặc. Ba người Địa Vũ Tôn giả cười lạnh, ba người lần nữa phóng về phía Khổng Tước Tôn giả. Ầm ầm. Mà khi thân ảnh ba người vừa mới lao ra, trong thiên địa máu chảy thành sông này đột nhiên vang lên tiếng sấm sét. Trong lòng ba người cả kinh, thân thể dừng lại, cả đám biến sắc nhìn lên không trung. Lúc này trên không trung đã gió nổi mây phun, thiên địa bắt đầu biến sắc. Ầm ầm, trên không trung máu chảy thành sông vang vọng tiếng sấm minh, vốn không trung đã gió nổi mây phun lúc này tuôn ra mây đen dày đặc, không gian run rẩy, mặt đất lay động. Xoẹt, mây đen dày đặc bao phủ, xen lẫn tiếng sấm sét, lúc này cả không gian bỗng nhiên đen kịt, giống như thiên địa đột nhiên lâm vào trong bóng tối vậy. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao bầu trời đột nhiên tối đen? Biến cố như vậy khiến cho người của Ba Sơn Môn Nguyệt Long Các cùng với đệ tử Thánh Linh giáo lập tức dừng tay, cả đám kinh ngạc nhìn lên không trung. Siêu siêu. Trong thiên địa đen kịt đột nhiên có hai đạo quang trụ khổng lồ bắn ra, giống như mở ra một cánh cửa đi thông lên 9 tầng trời. Hai đạo quang trụ khổng lồ lập tức bao phủ về phía hai ngọn núi khổng lồ xa xa. Quang mang mạnh mẽ, lúc này thiên địa đen kịt mới khôi phục lại một ít ánh sáng yếu ớt. Trong thiên địa lúc này mặt đất lắc lư. Trong sơn mạch, mặt nước nổi lên sóng to gió lớn. Trong không gian đen kịt, chỉ có hai ngọn núi khổng lồ xa xa kết nối với hai đạo quang trụ trên không trung. Một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn khiến cho linh hồn mọi người run rẩy. Ầm ầm, cả không gian vẫn tràn ngập trong tiếng sấm minh, từng đạo điện mang khiến cho tim mọi người đập nhanh lóe lên ở phía chân trời, chấn động nhân tâm. Xa xa, hai đạo quang mang bao phủ ngọn núi. Đều có một cỗ năng lượng vô hình phóng lên trời, cùng với đạo quang trụ kia hô ứng lẫn nhau. Sấm sét đại thịnh, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng, khí tức khủng bố lập tức bao phủ trong không gian. Dị tượng thiên địa, là dị tượng trong thiên địa. Hoa Linh Tôn giả, Địa Vũ Tôn giả, Chính Dương Tôn giả lập tức rung động lên tiếng. Ba cường giả chuẩn đế tự nhiên cũng biết, tương truyền đế giả xuất thế, đan dược đế phẩm xuất thế, thần khí xuất thế đều khiến cho thiên địa biến sắc. Chẳng lẽ nhị ca và tam ca? Hai mắt Khổng Tước Tôn giả trên người tràn ngập vết thương lập tức sáng ngời, sự kinh hỉ tràn ngập trên khuôn mặt trắng bệch của nàng. Mau nhìn, có người xuất hiện. Tất cả mọi người hoảng hốt, trong ánh mắt của mọi người ở trong đạo quang trụ màu xanh kia lúc này mơ hồ xuất hiện hai đạo thân ảnh ở bên trong. Hai người này xuất hiện khiến cho đạo quang trụ bao phủ thân thể run lên. Một đạo quang mang màu lam phóng lên trời tương liên với quang trụ màu xanh. Lập tức lại có một đạo quang mang màu vàng phóng lên trời cao. Hai đạo quang mang giống như mặt trời lên cao, khiến cho mây đen dày đặc trên không trung bị đánh bay. Bỗng nhiên lan tràn ra quang mang màu xanh cùng với màu vàng chói mắt. Quang mang chói mắt khiến cho tim đập nhanh quanh quẩn rồi lan tràn ra trên không trung.
khí tức thật mạnh. Mọi người ngẩng đầu lên, khí tức khủng bố kia khiến cho cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh, thậm chí còn ngừng đập. Chân khí, linh lực, yêu nguyên, linh nguyên trong cơ thể bị áp chế tuyệt đối. Cả không gian trong thiên địa, mặt đất nổ tung, không trung rung chuyển không ngừng. Ngao, giống, cơ hồ tất cả yêu thú, linh thú không có cách nào chống lại, phủ phục. Phía trên hai đạo quang trụ khủng bố, hai cỗ khí tức lan tràn ra, bao phủ không gian, quang mang màu xanh cùng với màu vàng tán loạn, thiên địa lờ mờ, quang mang chói mắt giống như che khuất bầu trời, kết nối giữa trời và đất. Ầm ầm, trong sát na, cả không gian xuất hiện một màn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trên không trung phía xa, hai cỗ quang mang năng lượng bàng bạc kéo xuống, chút xuống hai ngọn núi phía xa. Tiếng sấm sét vang vọng thiên địa. Từ phía xa nhìn lại, lúc này có hai đạo thân ảnh đang đạp không mà đứng trong hai đạo quang mang tràn ngập năng lượng thiên địa. Dưới trời xanh, trên mặt đất, đều có quang mang như kết nối giữa trời và đất, hai người giống như một vị thần. Siêu siêu. Tất cả mọi chuyện kỳ thực cũng không lâu, một màn khủng bố lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trên không trung lập tức khôi phục ánh sáng. Tất cả bất động, mọi người nhìn nhau, nhìn hai đạo thân ảnh đang lơ lửng trên không trung phía xa, tự dưng trong lòng mọi người cảm thấy rung động, có một loại khí tức khiến cho tim mọi người đập nhanh, mắt không dám nhìn thẳng. Ba người Hoa Linh Tôn giả, Địa Vũ Tôn giả, Chính Dương Tôn giả đạp không mà đứng, ba người nhìn nhau. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, dị tượng thiên địa biến hóa như vậy, mắt nhìn hai đạo thân ảnh phía trước, ba người bọn họ không khó nhận ra. Trong Thánh Linh giáo không ngờ lại có người thành đế. Lại là hai người thành đế, đồng thời thành đế. Trốn, tất cả mọi người chạy mau. Sắc mặt ba người có tu vi chuẩn đế này trở nên trắng bệch, dị tượng kinh thiên động địa kia không phải có người thành đế thì có thể là gì? Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân thể ba người run rẩy. Miệng hét lớn một tiếng, thân ảnh ba người nhanh chóng chạy trốn. Dám phạm vào Thánh Linh giáo ta, giết đệ tử Thánh Linh giáo ta. Nói đi là đi được sao? Để cho ngươi đi, Kim Lang đại đế ta sau này cũng không cần xuất hiện trên đại lục nữa. Trên không trung, một thanh âm bình thản vang lên. Ngay khi ba chuẩn đế Hoa Linh tôn giả, Địa Vũ tôn giả, Chính Dương tôn giả đang chạy trốn, ba người vừa mới xoay người thì trong không gian trước mặt ba người đã xuất hiện một khe nứt. Ở trong vết nứt không gian có một đạo thân ảnh bước ra, bộ dáng chừng hơn 50 tuổi, đôi mắt to, trên người mặc một bộ trường bào màu vàng. Lộ ra khí tức uy nghiêm, khí tức quanh thân không chút tiết ra ngoài, thế nhưng trong lúc vô hình lại làm cho ba cường giả chuẩn đế cảm giác được LNG ngực mình có một tảng đá đè nặng, không thở nổi ra hơi. Tam ca, nhị ca, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, ba sơn môn này muốn diệt Thánh Linh giáo ta. Đệ tử Thánh Linh giáo ta tử thương vô số. Thân ảnh Khổng Tước tôn giả run rẩy đi tới bên người Kim Lang tôn giả, trên mặt hiện lên sự sợ hãi và vui mừng. Lúc này ánh mắt nhìn qua cảnh tượng máu chảy thành sông bên dưới, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Nợ máu phải trả bằng máu. Ánh mắt quét xuống phía dưới, Kim Lang tôn giả lập tức ngẩng đầu lên, trong miệng vang lên tiếng hét lớn, thanh âm giống như sấm sét mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Cỗ uy áp này khuếch tán tràn ngập trong không gian khiến cho trong lòng mọi người sợ hãi. Mọi người nghe vậy, chân khí, linh lực trong cơ thể đình trệ. Dứt lời, Kim Lang tôn giả nhìn ba chuẩn đế trước mắt, trường bào không gió mà tung bay, ánh mắt tràn ngập sát ý, cả không gian ầm ầm run rẩy. Kim Lang đại đế, Kim Lang tôn giả đã thành đế, chạy mau. Ba chuẩn đế kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, giống như là chó nhà có tang xoay người chạy trốn. Trước mặt đế giả, ba người ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Dù Kim Lang tôn giả này vừa mới đột phá thành đế. Ba chuẩn đế đã muốn diệt Thánh Linh giáo ta, chết đi. Kim Lang tôn giả xuất hiện, trường bào màu vàng run lên, một đạo trường ấn khiến cho không gian cứng lại, dùng tốc độ khủng bố không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đánh vào không gian sau lưng Chính Dương tôn giả, rồi bao phủ lấy không gian. Tiếp đó trong nháy mắt trường ấn phá hủy không gian. Mang theo vết nứt đen kịt trong không gian hung hăng đánh vào sau lưng Chính Dương tôn giả. Không có một chút sức kháng cự nào, quanh thân Chính Dương tôn giả bị đông lại, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Phanh! Dưới trường ấn, thân thể Chính Dương tôn giả lập tức bị đập thành mảnh vỡ, thân thể nứt vỡ thành từng khúc, không gian bị nghiền nát thành hư không,
năng lượng khủng bố giống như cơn lốc khuếch tán mang theo huyết vụ ngập trời rơi xuống phía dưới. Cùng một lúc, không gian xuất hiện một khe nứt đen kịt, một đạo thân ảnh bước ra, tuổi chừng 60, mái tóc trắng xóa, cả không gian sau lưng người này đều bị hơi nước bao phủ, uy áp đế giả lan tràn, khiến cho năng lượng thiên địa biến hóa, đây chính là Bạch Long Tôn Giả vừa mới đột phá đế giả. Bạch Long Tôn Giả xuất hiện, một đạo chảo ấn phá không đánh ra. Chảo ấn bao phủ không gian, trong nháy mắt bao phủ Địa Vũ Tôn Giả kia. Địa Vũ Tôn Giả muốn phản kháng, chỉ tiếc không gian chung quanh đã bị đóng băng, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Thân thể mang theo khuôn mặt và ánh mắt sợ hãi bị đóng băng trong không gian. Nợ máu phải trả bằng máu. Bạc Long Tôn Giả khẽ quát một tiếng, bàn tay khẽ bóp, không gian chung quanh Địa Vũ Tôn Giả nứt vỡ từng khúc. Không gian đóng băng khủng bố kia bị bóp nát thành hư không đen kịt. Thân thể Địa Vũ Tôn Giả và hồn anh bị bóp nát thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ tiêu tán ở trong hư không đen kịt. Phanh! Không gian nổ tung, cơn lốc lạnh lẽo khuếch tán, khi cơn lốc này khuếch tán tới phạm vi nhất định thì lập tức ngừng lặng lẽ không một tiếng động bị chôn vùi. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân, người có tu vi chuẩn đế bị đánh chết trên không trung. Hoa Linh Tôn Giả biến sắc, ánh mắt hoảng hốt, toàn thân phát run. Linh hồn ngơ ngác, nàng thật không ngờ trong Thánh Linh Giáo, Bạch Linh Tôn Giả và Kim Lang Tôn Giả kia, hai người đồng thời đột phá thành đế. Chính Dương Tôn Giả và Địa Vũ Tôn Giả chỉ trong một cái giơ tay nhấc chân đã bị đánh thành mảnh vỡ. Siêu! Trong lúc run rẩy, Hoa Linh Tôn Giả đột nhiên gọi ra thần khí Thiên Lang Phá Diệt Đỉnh. Trong lúc nhất thời cả không trung phong vân biến sắc, thần khí không hổ là thần khí, có chỗ bất phàm. Đi chết đi! Cùng lúc thân ảnh Kim Lang Đại Đế xuất hiện trước mặt Hoa Linh Tôn Giả, lăng không đá ra một cước, đá xuống đầu Hoa Linh Tôn Giả. Giống như Thái Sơn áp đỉnh. Phục! Dưới một cước của Kim Lang Đại Đế, Hoa Linh Tôn Giả không có một chút sức chống cự nào, miệng phun ra máu tươi. Xuống dưới! Kim Lang Tôn Giả sát ý ngập trời, một cước đá xuống, thân thể Hoa Linh Tôn Giả giống như bị trọng kích. Trong vô số ánh mắt không thể tưởng tượng được của mọi người bị một cước hung hăng đánh từ trên không trung rơi xuống một ngọn núi phía dưới. Phanh phanh, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng liên tục, sơn băng địa liệt, ngọn núi khổng lồ bị sụp đổ, nghiền nát. Kim Lang Đại Đế đạp hư không, thuận thế đi xuống. Cả ngọn núi dưới sự trùng kích bực này lập tức sụp đổ. Siêu siêu, trong không gian yên tĩnh, chỉ có thanh âm hít vào khí lạnh, cảnh này quá mức rung động. Cơ hồ tất cả mọi người có mặt đều hung hăng hít sâu một hơi, nghẹn họng nhìn chân chối. Đệ tử Ba Sơn Môn Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các đã quên chạy trốn, ngẩn ngơ như gà mổ thóc nhìn chằm chằm lên không trung. Ba cường giả chuẩn đế không ngờ lại dễ như trở bàn tay bị giết. Đây là thứ mà bọn họ không ngờ tới. Ai biết ở trong Thánh Linh Giáo lại đột nhiên nhảy ra hai đế giả. Trái lại, đám đệ tử Thánh Linh Giáo đang đau khổ dẫy giụa, định liều chết chiến một trận. Lúc này nhìn thấy một màn trên không trung, trong lòng lập tức kinh hỉ. Bạch Long Tôn Tô và Kim Lang Tôn Tổ đột phá thành đế, đế giả chính thức A. Là tồn tại đỉnh phong nhất trên đại lục. Siêu! Ngọn núi bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Hỏa Linh Tôn Giả bị Kim Lang Đại Đế đánh cho chật vật không thôi đem theo thân thể tràn ngập máu tươi phóng lên trời, y phục màu vàng run run, uy áp đế giả lan tràn, thiên địa run rẩy. Hoa Linh Tôn Giả bị cấm chế. Khuôn mặt lúc này trắng bệch, ánh mắt kinh sợ, nàng không nghĩ tới, ngày hôm nay tới Thánh Linh Giáo lại có kết cục như vậy. Vốn nàng cho rằng bằng vào ba chuẩn đế như bọn nàng, căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, đám người cùng kỳ tôn giả đang ở trong Đông Hải, Bạch Long Tôn Giả và Kim Lang Tôn Giả đều đang bế quan, Thánh Linh Giáo căn bản không có cường giả nào khác. Hỏa Linh Tôn Giả thật không ngờ, hôm nay lại chứng kiến hai người trong Thánh Linh Giáo thành đế. Trước mặt đế giả, chuẩn đế như bọn họ không chống lại nổi một kích, căn bản không có lực chống lại. Kim Lang, Bạch Long, bọn ngươi dám đỡ Upsilon.ng tới người Nguyệt Long các ta sao? Lúc này, trong không gian vô tận đột nhiên có một tiếng hét lớn vang vọng. Thanh âm giống như từ không gian xa xa truyền đến, mờ ảo giống như sấm sét truyền ra. Ánh mắt Kim Lang Đại Đế có chút biến hóa, đạp không đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên không trung, miệng hét lớn một tiếng. Nợ máu phải trả bằng máu, đây chính là kết cục. Tiếng quát vừa dứt, ngay dưới vô số ánh mắt của mọi người, Kim Lang Tôn Giả hóa trưởng thành chảo, một đạo chảo ấn đột nhiên đánh lên đầu Hoa Linh Tôn Giả, không gian chung quanh vặn vẹo,
vết nứt đen kịt trong không gian quanh quẩn. Ngay trong ánh mắt sợ hãi của Hoa Linh Tôn giả, một cỗ lực lượng không gian cực lớn trút xuống người nàng. Phanh! Vô số ánh mắt nhìn vào, không gian đột nhiên nổ tung rồi bị nghiền nát. Không gian đen kịt lóe lên rồi biến mất, cường giả chuẩn đế Hoa Linh Tôn giả ở trong không gian bị nổ tung rồi biến mất kia hóa thành huyết vụ rơi từ trên không trung xuống. Hỗn trướng, vừa mới thành đế đã hung hăng càn quấy như vậy. Tiếng hét nổi giận vừa rồi lập tức truyền tới. Vừa mới đột phá thành đế dám giết người Khôn Dương đảo ta, muốn chết. Đợ upsilon.ng tới người thần kim các ta, bọn ngươi nhất định phải trả giá đắt. Khi thanh âm này vừa dứt, trên không trung bỗng nhiên có hai tiếng quát từ không gian xa xôi truyền tới. Thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn trong thiên địa. Bạch Long đại đế, Kim Lang đại đế đạp không đứng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đây là đế giả của Ba Sơn Môn Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo. Đám tạp chủng các ngươi đến đây đi, ít nhất trước khi các ngươi tới đây, người Ba Sơn Môn các ngươi sẽ không còn hài cốt. Bạch Long đại đế, Kim Lang đại đế nhìn nhau, khẽ gật đầu, trong mắt tràn ngập sát ý. Đệ tử Thánh Linh giáo lui về phía sau. Kim Lang đại đế khẽ quát một tiếng, thanh âm vang vọng, đủ để truyền vào trong tai tất cả đệ tử Thánh Linh giáo. Chúng đệ tử Thánh Linh giáo, giờ phút này đã sớm lui về phía sau không ít. Nghe vậy lần nữa hộ tống đại quân yêu thú, linh thú lui về phía sau. Trốn, chạy mau. Đệ tử Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo phục hồi tinh thần lại, cả đám kinh hãi, biến sắc. Người có tu vi tôn cấp dẫn đầu phá không chạy trốn, trước mặt đế giả bọn họ chính là con sâu cái kiến. Chết đi. Trường bào màu vàng trên người Kim Lang Tôn giả tung bay, cánh tay khẽ phất một cái, năm ngón tay nắm chặt, không gian trong tay vô hình vặn vẹo, rạn nứt, một tiếng trầm thấp bạo liệt giống như tiếng sấm truyền ra. Phanh phanh. Cả phiến không gian lớn sụp đổ, vô số ánh mắt nhìn vào, trong không gian bị nghiền nát kia, hơn 10 người có tu vi tôn cấp thân thể hóa thành mảnh vỡ, căn bản không có cách nào chống lại. Trong không gian bị nghiền nát, không có một chút năng lượng nào tiết ra ngoài, đều bị nổ tung trong nháy mắt. Tiếp đó không gian khôi phục, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thân thể hơn 10 người có tu vi tôn cấp lúc này cũng triệt để biến mất trong thiên địa. Hít! Tất cả mọi người trong Ba Sơn Môn Nguyệt Long Các nhìn thấy vậy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi tới mức ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Giết không tha! Bạch Long Tôn giả khẽ quát một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, trường bào run lên, chân khí thuộc tính thủy phô thiên cái địa dẫn động năng lượng thiên địa lan tràn ra. Uy áp đế giả giống như mặt trời lên cao ầm ầm bộc phát ra quang mang chói mắt. Trong chớp mắt này quanh thân Bạch Long đại đế tràn ngập quang mang màu lam vạn trượng, trong không trung tiếng sấm vang vọng lên không ngừng, cả không trung dường như sắp sụp đổ. Ken két. Cùng một lúc trong không trung chung quanh đệ tử Ba Sơn Môn Nguyệt Long Các, không gian bị đóng băng, không gian to lớn bị hàn băng bao phủ, cả đám không thể chạy trốn. Phanh. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, không gian bị đóng băng nổ tung. Vết nứt đen kịt trong không gian lan tràn trên không trung. Khí tức lạnh lẽo ngập trời lan tràn, những nơi nó đi qua, không gian nứt vỡ từng khúc. Mấy trăm đệ tử Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các còn lại ở trong hàn băng lập tức hóa thành mảnh vỡ. Mấy trăm cường giả, chỉ giơ tay nhấc chân đã bị Bạch Long Đại Đế đánh chết, không có bất kỳ ai chạy thoát, những người này đối với Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các còn có Nguyệt Long Các mà nói chính là tinh anh. Hỗn trướng. Cơ hồ là đồng thời, một tiếng gầm gữ giận dữ từ trên không trung vang lên. Cả không trung gió nổi mây phun, trong mây đen dày đặc, một đạo thân ảnh hiện lên. Tuổi chừng 70, mái tóc màu đen, trường bào tung bay, hai mắt tràn ngập sát ý ngập trời. Năng lượng thiên địa chung quanh đều tụ tập quanh thân người này. Ầm ầm. Ở không gian bên trái lần nữa có tiếng sấm sét vang vọng, mây đen dày đặc tràn ngập. Một đạo thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện ở trong không gian phong vân biến sắc này. Người này có khuôn mặt già nua, thân ảnh xuất hiện, giống như hòa tan vào làm một thể với không gian, khiến cho người ta không cảm thấy bất luận khí tức gì tồn tại. Thế nhưng hai mắt lại đỏ rực, hàn ý ngập trời. Siêu! Ở phía bên phải, hải vực cuồn cuộn, giống như biển gầm, trong hải vực sóng to gió lớn. Một đạo thân ảnh mang theo sóng gió ngập trời phóng tới. Trên người mặc một bộ áo dài màu xanh lam, áo choàng màu xanh da trời sau lưng bay phấp phới, thoạt nhìn khoảng 70 tuổi, hàn ý ngập trời.
Ba người này xuất hiện, cả thiên địa nơi này run rẩy. Dưới uy áp khủng bố, đệ tử thánh linh giáo, yêu thú, linh thú phủ phục run rẩy. Uy áp này tới từ linh hồn, bọn họ không có cách nào ngăn cản. Khổng Tước Tôn giả nhìn về phía trước, linh hồn run rẩy. Không thể nghi ngờ gì nữa, ba người vừa mới xuất hiện chính là đế giả. Cường giả đế giả chính thức, chính là tồn tại đỉnh phong, mạnh mẽ nhất trời đất. Giết người của ba sơn môn ta, ngày hôm nay nhất định các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Ba đế giả xuất hiện, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn vào hai người Bạch Long Đại Đế và Kim Lang Đại Đế. Cường giả tinh anh của ba sơn môn bị giết, không có một người nào còn sống, chuyện này cũng đủ để cho sát ý của ba người ngập trời. Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế lăng không đứng thẳng, khí thế đế giả giằng co, trường bào màu vàng trên người Kim Lang Đại Đế tung bay, trầm giọng nói. Ba sơn môn các ngươi liên thủ đối phó với thánh linh giáo ta. Có thể nói là đáng chết. Chết hơn nữa cũng đáng đời. Ba người các ngươi thành đế trước thì thế nào? Muốn động vào chúng ta, các ngươi cũng phải trả giá đắt. Hừ, vừa mới thành đế đã hung hăng càn quấy. Không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết giữa đế giả cũng có một cái hào rộng như trời và đất. Thân ảnh già nua như hòa tan vào một thể với không gian, mây đen kéo tới, tiếng sấm vang vọng không ngừng kia dùng đôi mắt đỏ thẫm nhìn vào Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế. Hàn ý trong mắt ngập tràn, nghe thanh âm này dường như chính là người Nguyệt Long các truyền âm đầu tiên tới khi nãy. Giữa đế giả cũng có cái hào rộng là không sai, bất quá ta cũng muốn nhìn xem hôm nay các ngươi có phải trả giá nhiều hay không. Vào lúc này, trong không gian đột nhiên vang lên một thanh âm ung dung. Cùng lúc gợn sóng trong không gian uốn lượn, một đạo thân ảnh từ trong gợn sóng bước ra. Thân ảnh này chính là một lão phụ nhân, tuổi chừng 60. Thế nhưng nếu cẩn thận nhìn vào lại cảm giác giống như 40-50 tuổi. Hai mắt sáng ngời, nhu hòa, trên khuôn mặt kia lại không tìm thấy một nếp nhăn nào. Từ khuôn mặt hiện tại cũng có thể biết được khi còn trẻ người này tuyệt đối là một nữ tử tuyệt sắc.